Bọn họ đều là thiên chi kiêu nữ, tại thế hệ trẻ tuổi hiếm khi có đối thủ. Nhưng mà bọn họ tự biết vẫn còn không đạt được trình độ ba trưởng đánh chết một vị trưởng lão. Nhưng điều khác nhau nhau chính là, trong mắt Lưu Tô Tử thì mang theo những tia sáng ngời, niềm vui không ngừng gợn sóng. Ở trên người Phong Phi Vân nàng thấy được hy vọng thoát thân. Nàng cười cười rồi nói. Chúc mừng Phong huynh tu vi lại tiến thêm một bước, không hổ là đệ nhất thiên kiêu bán yêu minh, giết chết tu sĩ cửu tiêu tiên thành như đổ heo giết chó. Trong lòng Phong Phi Vân âm thầm cười một tiếng, Lưu Tô Tử không hổ là Lưu Tô Tử, thấy cơ hội liền tuyệt không bỏ qua. Quả nhiên, những tu sĩ cửu tiêu tiên thành này sau khi nghe được những lời Lưu Tô Tử đã nói thì đều trở nên tức giận. Một lão già trong đó với mái tóc bạc buông thõng lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Hay cho một câu như đồ heo giết chó, chỉ là một bán yêu thôi, cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện khiêu khích cửu tiêu tiên thành. Vậy chỉ có thể đổi lấy một chữ chết, hôm nay trước hết giết ngươi, sau lại trừ thất quận chúa. Âm thanh của ông lão tóc bạc này rất uy nghiêm, lão vung tay lên một cái, liền có hai vị tử sĩ do cửu tiêu tiên thành bồi dưỡng xông ra, trên người đều mặc áo giáp màu đen. Hai tử sĩ này, mỗi một chỗ toàn thân đều được áo giáp gắt gao bao bọc, không trở lại bất cứ một khe hở nào. Ngay cả đôi môi đều có thiết bì, da sắt bao bọc, hàm răng đều được tế luyện lại. Quả thực chính là vũ trang đến tận răng, như là hai cỗ sát thần bằng sắt thép. Áo giáp trên người bọn họ chính là dùng máu tươi của tu sĩ vũ hóa đúc luyện mà thành, từ nhỏ đã mặc ở trên người, đã hòa tan dung hợp vào làm một thể cùng thân thể của bọn họ, vô phương cởi ra. Đương nhiên lực phòng ngự của vũ hóa huyết giáp như vậy cũng cực kỳ kinh người, hơn nữa nó còn lưu lại được khí tức hiền giả cảnh giới vũ hóa ở bên trong đó, lại có thêm trận pháp dày đặc nên có thể nói kiên cố không thể phá nổi. Lưu Tô Lục đứng ở đỉnh núi, vui vẻ đứng nhìn. Dáng người nàng yểu điệu thanh tú, nàng cũng không ngăn cản bọn họ. Nàng và cửu tiêu tiên thành chỉ là quan hệ hợp tác thôi, ân oán giữa cửu tiêu tiên thành với Phong Phi Vân thì nàng tự nhiên không xen vào. Chỉ cần Lưu Tô Tử không chạy thoát là đủ rồi. Thất quận chúa, nếu như hôm nay ta lại trợ giúp ngươi thoát khốn lần nữa, thì ngươi nên phong cho ta phần lãnh thổ lớn một chút. Phong Phi Vân cười dài một tiếng, trên người không có bất cứ vẻ sợ hãi gì. Hắn mang theo một vạn con linh thú chiến hồn hùng hổ xông ra ngoài. Sau khi Phong Phi Vân đạt tới Niết Bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao, hắn đã sớm nghĩ đến phải đại chiến một hồi cho thật sướng tay. Hơn nữa ân oán giữa hắn và cửu tiêu tiên thành sớm muộn đều phải giải quyết, coi như không có gặp phải Lưu Tô Tử, thì người cửu tiêu tiên thành cũng không có khả năng buông tha hắn. Nếu như là người thật sự có bản lãnh cao như vậy, ta không ngại mời làm kẻ đứng đầu tùy tùng của ta. Lưu Tô Tử nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc dài, đôi môi khêu gợi khẽ cong làm hiện ra một nụ cười hiểu ngầm. Phong Phi Vân đồng thời đánh nhau với hai vị tử sĩ mặc giáp đen. Trường lực của hắn nện vào thiết giáp của bọn họ, lực lượng của một vạn vị tu sĩ Niết Bàn đệ ngũ trọng đồng thời bùng phát dữ dội, đánh bay hai vị tử sĩ này rơi đi xa hơn 10 trượng. Nhưng mà áo giáp trên người bọn họ không bị nứt rách. Chúng liền nhảy dựng lên, đều tự xuất ra một cây chiến mâu to bằng miệng bát. Sát! Sát! Tử sĩ không sợ hãi tử vong, trên người chúng lao ra hai đạo khí tức điên cuồng thịnh nộ đáng sợ. Muốn chết! Phong Phi Vân gọi ra thiên tủy binh đảm, hóa thành một cây trường thương. Rầm! Thiên tủy binh đảm đục một lỗ ở trên huyết giáp của một tử sĩ, đánh cho thân thể của hắn bị ép vỡ thành huyết bùn, sau đó ném bay đi ra ngoài. Một vị tử sĩ khác cầm chiến mâu trong tay mà xông đến, lực lượng hung hãn vô cùng. Phong Phi Vân vươn một tay ra, túm chặt chiến mâu trong tay của hắn rồi một cước đã bay hắn đi ra ngoài. Thiên tủy binh đảm hóa thành một trận kiếm vũ bay theo. Giữa không trung xuyên thủng vị tử sĩ cầm chiến mâu trong tay, thân thể của hắn bị cắt thành trăm ngàn mảnh, áo giáp trên người đều vỡ thành mảnh vụn. Trong nháy mắt hắn đã giết chết hai vị tử sĩ cường đại. Lão già với mái tóc bạc phơ kia chính là một vị tiên hiền cửu tiêu tiên thành, tên gọi Tiêu Bách Minh. Ánh mắt của lão như điện, lão chậm rãi xòe bàn tay ra, hóa thành một cái thủ ấn khổng lồ chụp về hướng đỉnh đầu Phong Phi Vân. Đây là một vị hiền giả vũ hóa đệ nhất trọng có lực lượng rời núi lấp biển, lão ép tới tầng mây trên màn trời đều phải sa xuống theo. Phong Phi Vân cũng không giao phong chính diện với lão, mà là dùng luân hồi tật tốc xông vào giữa đám tu sĩ trẻ tuổi cửu tiêu tiên thành. Cánh tay vung lên, hắn liền đánh bay hai tên tu sĩ trẻ tuổi đi ra ngoài.
Tiêu Bách Minh thấy Phong Phi Vân nhảy vào trong đám tu sĩ thế hệ trẻ tuổi Cửu Tiêu Tiên Thành thì lập tức thu hồi bàn tay, sợ gây tổn thương cho các đệ tử Cửu Tiêu Tiên Thành. Thật đúng là xem nhẹ ngươi. Tất cả đồng loạt ra tay, ai có thể giết chết được bán yêu này, là có thể được một kiện kiếm phôi của Cửu Tiêu Thần Kiếm làm phần thưởng. Tiêu Bách Minh hạ lệnh. Lực lượng kiếm phôi của Cửu Tiêu Thần Kiếm có thể so với thập phẩm linh khí, khiến cho những tu sĩ này của Cửu Tiêu Tiên Thành liền có khí thế điên cuồng, đồng thời bắt đầu liều mạng. Cùng lúc đó, Lưu Tô Lục cũng mang lại một số cường giả, giờ phút này đã động thủ cùng Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân triển khai vạn thú chiến vực, một vạn con linh thú chiến hồn xoát hiện ra. Chúng đều là tu vi niết bàn đệ ngũ trọng, nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi một cái hô hấp liền giết chết hơn 20 vị đệ tử trẻ tuổi Cửu Tiêu Tiên Thành, thây phơi đầy trên mặt đất, máu tươi thấm sâu ba thước. Tiểu tử, đi tìm chết cho ta đi. Bảy lão già đã tu luyện mấy ngàn năm đồng thời xông về hướng Phong Phi Vân, ai nấy đều xuất ra cửu phẩm linh khí, uy lực chết chóc đúng làm cho người ta rất sợ hãi. Ngao! Song trưởng của Phong Phi Vân giơ lên một cái, phía sau có vạn thú gầm giống tựa như ngàn vạn quân mã xuất hiện ở sau lưng hắn. Lực lượng của một vạn con linh thú chiến hồn đều ngưng tụ ở trên người hắn, song trưởng công kích về phía trước, đánh bay bảy lão già này. Mỗi lão già đều ho ra máu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Tại sao lực lượng của hắn lại mạnh như vậy? Phong Phi Vân thừa thắng xông lên, chân đạp hư không, liên tiếp đánh ra ba quyền, giết chết ba lão già ngay giữa không trung. Ba lão già này ở trên ngực cũng đều có một lỗ thủng giỏ máu cực lớn, lục phủ ngũ tạng biến thành phấn vụn, thây nằm trên mặt đất. Bốn lão già bị thương khác thì đều bị hù dọa, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thế này cũng quá dũng mãnh. Thật đúng là giết người như đổ heo giết chó. Bọn họ lại lần nữa xuất ra cửu phẩm linh khí, đồng thời nện về hướng Phong Phi Vân quyết đối chọi tiếp. Ầm. Quyền của Phong Phi Vân so sánh cửu phẩm linh khí còn cứng rắn hơn. Hắn liền thu lấy cả bốn món cửu phẩm linh khí, sau đó dùng thiên tủy binh đảm luyện hóa binh hồn và nhuệ khí bên trong, làm phát ra âm thanh rầm rầm. Cuối cùng biến thành muôn vàn khối sắt vụn mà rơi rụng trên mặt đất. Rầm. Phong Phi Vân đạp một cước xuống, xuyên qua thân thể một lão già trong đó, làm thân thể bị chia năm xẻ bảy. Phong Phi Vân ngưng tụ xuất ra Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực, hóa thành ba con liệt hỏa Phượng Hoàng dài hơn 10 thước mà đột phá đi ra ngoài. Chúng liền luyện chết ba lão già còn lại, hóa thành một đám tro bụi. Ầm ầm ầm. Một tia chớp lóe lên sáng loà. Từ trên trời giáng xuống. Nó to áng chừng như vại nước, mang theo một lực hủy diệt khổng lồ mà chém xuống. Phong Phi Vân khởi động kim tàm Phật vực, thân thể được ngàn vạn phạn văn bao bọc, hóa thành một tòa Phật noãn chứng Phật màu vàng. 3. Điện quang công kích trên Phật noãn, làm cho mặt đất rung động kịch liệt. Một cỗ lực phá hủy kia bổ cho Phật noãn nứt ra một khe hở, một đạo lực lượng rơi xuống trên cánh tay Phong Phi Vân, chém cho một nấc ống tay áo thành cho bụi. Cửu Tiêu Thiên Lôi. Tiêu Bách Minh cánh tay khô héo, ánh mắt lấp lánh. Lão đứng ở trên một cung điện đá đổ nát, trong tay là cây ô mộc thần trượng gỗ mun. Lại lần nữa lão đánh ra đạo điện mang thứ hai. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, thân thể hóa thành những tia chớp ánh sáng lung linh. Hắn tránh né chớp điện trên màn trời đánh xuống. Bàn tay từ cách không tung ra một kích, hắn đánh ra vô số thú ảnh, phá cho cung điện đá dưới chân Tiêu Bách Minh hóa thành làn bụi mù mịt. Trong lòng Tiêu Bách Minh cũng rất kinh ngạc, người này tốc độ thật nhanh, không ngờ so sánh thiên lôi chém xuống từ trên trời cao thì tốc độ còn nhanh hơn, đây là loại thần thông tốc độ gì vậy? Khi mà trong lòng lão còn đang kinh ngạc nghi hoặc thì một mảnh kiếm vũ đã bay về hướng lão. Một cỗ kiếm khí cực kỳ sắc bén kia làm cho lão với tu vi vũ hóa đệ nhất trọng mà lại có một loại cảm giác không thể phòng ngự nổi. Ngươi cũng dám chủ động ra tay đối với hiền giả cảnh giới vũ hóa, thật to gan. Vừa rồi chính là một kiện thần binh vốn đã xuyên thủng áo giáp hai vị tử sĩ Cửu Tiêu Tiên Thành. Cho nên Tiêu Bách Minh mặc dù nắm giữ tu vi cao tuyệt, nhưng mà lại cũng không dám trực diện đón đỡ. Lão khởi động ô mộc thần trượng cầm trong tay, hình thành một vòng phòng ngự hình tròn để ngăn cản kiếm vũ do thiên tủy binh đảm ngưng tụ thành, giống như là nhất quyết phải chắn cho tiểu kiếm ở vị trí cách xa người hơn 10 thước. Ầm. Phong Phi Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn lão. Lão già, ta đã sớm nói nếu như lão lại dám đối địch với ta,
ta nhất định khiến cho tu sĩ Cửu Tiêu Tiên Thành các ngươi có đi không về. Phong Phi Vân, ngươi mới được bao nhiêu tuổi, mà lại liền dám nói ra những lời lớn lối không biết xấu hổ như thế. Cửu Tiêu Tiên Thành ta truyền thừa từ Trung Cổ, ngay cả bán yêu minh cũng không thèm để vào mắt, sao lại bị một bán yêu tiểu bối như ngươi uy hiếp. Tiêu Bách Minh giận dữ, mái tóc bạc trên đầu đều dựng ngược lên, tựa như những cây cương châm kim thép có điện quang trên đó. Chính mình có thân phận như thế nào, nay lại không thu thập được một bán yêu tiểu bối. Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, thì sau này lão làm thế nào đặt chân vào Cửu Tiêu Tiên Thành. Cửu Tiêu Lôi Phạt, Bách Trọng Điện Vũ. Trên màn trời mây độc cuồn cuộn, mây đen chồng chất, điện xà phóng điên cuồng. Chín đạo lôi điện sấm chớp từ trên trời giáng xuống, tựa như chín thanh thần kiếm nối liền trời và đất, điện mang cực kỳ chói mắt. Phốc, phốc. Phong Phi Vân triển khai bó pháp tăng tốc độ thân pháp, thân thể tựa như biến thành ảo ảnh, nhảy nhót giữa làn lôi điện sấm chớp. Thân thể của hắn được ba tòa đại vực bao bọc, không có lôi điện sấm chớp nào có thể bổ chúng hắn. Đám tu sĩ tiền bối do Lưu Tô Tử mang đến bị đánh chết vô số, chỉ có hơn 10 người cuối cùng vẫn còn kéo dài hơi tàn. Thất quận chúa, chúng ta đoạn hậu người. Người đi trước đi. Hơn 10 lão già kia trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, đồng thời thúc giục tiềm năng trong thân thể, bộc phát ra lực lượng cao hơn bình thường đến mấy lần. Đây là một loại thần thông làm tăng tu vi lên trong nháy mắt. Mặc dù có khả năng làm cho lực lượng của mình tăng lên cực mạnh trong khoảng thời gian ngắn, nhưng mà một khi tiềm năng thân thể cạn kiệt thì sẽ thần hình câu diệt. Lưu Tô Tử thấy thuộc hạ của mình ai nấy đều chết thảm, làm cho gương mặt cực kỳ xinh đẹp cũng càng lúc càng lạnh lùng hiếm thấy, nàng nói. Cảnh chủ sớm đã có lệnh, tranh giành người kế thừa thì nghiêm cấm vũ hóa hiền giả nhúng tay, ngươi lại còn dám trái lệnh, coi pháp lệnh của cảnh chủ là cái gì? Lưu Tô Lục xinh đẹp má lúm đồng tiền, nàng nói. Ai nói đây là tranh giành người kế thừa? Đây rõ ràng là tranh đoạt báu vật trong di chỉ tiên thành. Ngay chính cảnh chủ đã từng nói qua, con đường tu luyện là cá lớn nuốt cá bé, tranh giành tài nguyên còn hơn tất cả. Nhưng cảnh chủ cũng không hề nói người của gia tộc Lưu Ly cũng có thể nội đấu vì tài nguyên. Lưu Tô Tử cực kỳ phẫn uất. Thất muội, cũng đừng đổ oan ta, chúng ta không có nội đấu a. Lưu Tô Lục cực kỳ đắc ý, hôm nay Lưu Tô Tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi loại bỏ được nàng, như vậy liền lại bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Ầm, 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 ầm. Phong Phi Vân bay ngang trời mà đến, một cái tát hắn nện cho Lưu Tô Lục bay đi ra xa. Thân thể xinh xắn đáng yêu của nàng bị quẳng đi mấy trăm trượng, rơi xuống một mảnh phế tích tiên thành, muôn vàn khối đá vuông vức từ thuở xa xưa đổ rào rào xuống mà đè lên. Lưu Tô Tử cũng có hơi sửng sốt. Đi theo ta. Phong Phi Vân bay xuống bên cạnh Lưu Tô Tử, một tay tóm lấy vai nàng, sau đó triển khai luân hồi tật tốc mà vụt bay đi. Thân thể Phong Phi Vân giống như dã thú, hắn đánh bay hơn 10 vị tu sĩ tiền bối đi ra ngoài xa. Ầm, 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 ầm. Lưu Tô Lục bay ra từ trong phế tích, khắp người đều là bụi bặm, trông chật vật không chịu nổi, trên khóe miệng vẫn còn vương một ít tơ máu. Nàng nhìn chăm chú theo phương hướng Phong Phi Vân và Lưu Tô Tử đào tẩu, trong mắt tràn đầy sát ý. Bán yêu đáng ghét, truy theo cho ta. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hơn 10 lão già bên phía Lưu Tô Tử đều bị giết chết, một người đều không còn sống sót. Trên mặt đất tràn đầy tử thi trông cực kỳ thảm thiết, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh phế tích này, một đám huyết dịch chân nhân vẫn còn đang bập bùng cháy. Vốn là không có sai sót, lại không có nghĩ giữa đường mọc ra một tên bán yêu, nếu như để cho Lưu Tô Tử phản hồi Hồng Diệp Tinh, hồi báo việc này cho cảnh chủ. Cảnh chủ chỉ sợ sẽ chĩa mũi dùi vào Cửu Tiêu Tiên Thành. Tiêu Bách Minh gắt gao cau mày, cảm giác rất tức giận, đặc biệt đối với Phong Phi Vân thì phẫn uất không thôi. Vũ hóa hiền giả không thể nhúng tay vào cuộc tranh giành người kế thừa phủ cảnh chủ. Nhưng mà hiện tại lão đã nhúng tay vào, một khi Lưu Tô Tử phản hồi Hồng Diệp Tinh thì chính là tử kỳ của lão. Lưu Tô Lục nói, nàng không trốn thoát được, Lưu Tô Lam và người của Vô Thọ Tinh Cung đang chờ nàng ở phía trước. Phía trước không có đường sống, chỉ có đường chết, chúng ta cũng nhanh chóng đuổi theo đi thôi. Nếu như để cho tiện nhân kia chạy thoát được thì hậu họa vô cùng vô tận. Lưu Tô Tử nhẹ tựa như một cành liễu, bị Phong Phi Vân nắm ở trong tay. Bên tai nàng tràn đầy tiếng xé gió, cảnh vật không ngừng lui về phía sau. Tốc độ của Phong Phi Vân sắp đến trình độ cao nhất, giống như một ngôi sao băng bay trong phế tích,
Cửu Tiêu Tiên Thành có cường giả cảnh giới vũ hóa, mà lại còn không chỉ một vị, khiến cho Phong Phi Vân không thể không đào tẩu. Tạm thời hắn vẫn còn không muốn liều mạng cùng cường giả cảnh giới vũ hóa. Tại sao mỗi lần gặp phải ngươi, ta đều không may như vậy? Lưu Tô Tử Phồng mang trợn mép, cũng không bởi vì Phong Phi Vân cứu mình mà cảm kích Phong Phi Vân. Ngược lại nàng có cảm giác Phong Phi Vân là sao chổi. Này, có thể nói một câu tiếng người hay không? Nếu không phải nhờ có ta, thì ngươi cũng đã chết hai lần. Phong Phi Vân thật không thể im lặng, những thiên chi kiêu nữ này thật đúng là đức hạnh quái dị. Rõ ràng chính mình cứu bọn họ, đã không cảm kích thì thôi, mà lại còn muốn đổ trách nhiệm lên trên người của hắn. Chẳng lẽ bán yêu trời sinh cũng không được yêu thích? Chẳng lẽ trong giới thiên chi kiêu nữ cũng đã lan truyền câu tục ngữ gặp phải bán yêu mau tránh đi, khỏe mạnh trường thọ vạn vạn năm? Lưu Tô Tử là như vậy, dù Tử Lăng cũng là như vậy. Lưu Tô Tử tỉnh không thể nào yêu thích Phong Phi Vân, nàng nói. Ta đều hoài nghi phía sau chuyện này có đúng là do ngươi làm chủ hay không? Bằng không vì sao mỗi lần ta gặp nguy hiểm, rốt cuộc đều có thể gặp phải ngươi? Phong Phi Vân rất buồn bực, hắn đáp. Thanh toán ngươi đối với ta có lợi ích gì? Nói tiền tài, ngươi cũng không giàu có như ta, nói tu vi, hiện tại ngươi cũng không mạnh hơn ta. Hà tất ta phải thanh toán ngươi? Lưu Tô Tử mắt nhung chuyển động, do dự chỉ chốc lát, nàng gật đầu rồi hỏi. Nói cũng phải, bán yêu nhà ngươi này lại không giỏi nữ sắc, lại không thiếu tiền tài, chẳng lẽ là muốn giúp đỡ ta làm cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, sau đó để cho ta phong một vùng cho bán yêu minh các ngươi? Toát mồ hôi. Phong Phi Vân phát hiện sự nghi ngờ của nàng không phải nặng bình thường. Nữ nhân quá thông minh cũng không tốt, có điều lời của nàng trái lại nhắc nhở Phong Phi Vân, nếu như để cho nàng ngồi trên vị trí cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, thì đối với bán yêu minh sẽ có ích lợi rất lớn. Phong Phi Vân vẫn rất có tình cảm đối với bán yêu minh. Ngươi nói không sai, ta đúng là có ý tứ này. Bán yêu minh chúng ta cố ý ủng hộ ngươi làm người kế thừa cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh. Ánh mắt của Phong Phi Vân trở nên nghiêm túc, thật giống như thật sự đã có một việc như vậy. Hừ, đã biết rõ dụng ý của ngươi không trong sáng. Nhất Nhất đang ở chỗ nào? Hãy mang ta đi gặp nàng. Chỉ cần tìm được nàng, liền coi như ngươi đã lập một công lớn. Tương lai nếu như ta là cảnh chủ, tự nhiên sẽ không bạc đãi bán yêu minh các ngươi. Lưu Tô Tử nói. Nàng, nàng. Phong Phi Vân đương nhiên không có khả năng nói cho nàng biết. Chính mình đã mới cường giả yêu tộc đi đối phó Hiên Viên Nhất Nhất. Vì vậy hắn đáp, ta đã nói với ngươi, chúng ta gặp phải người của âm gian giới, sau đó liền tách rời chạy trốn. Làm sao ta biết hiện tại nàng ở nơi nào? Lưu Tô Tử cao mày mà nói. Lần này đây Lưu Tô Lục và Lưu Tô Lam đều có chuẩn bị chu đáo. Bằng lực lượng của ngươi, căn bản không có khả năng chạy ra khỏi cục diện do bọn họ bố trí. Chỉ có tìm được Nhất Nhất thì mới có thể dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Như vậy là ngươi không tin thực lực của ta. Trong lòng Phong Phi Vân rất chán ngấy, đối với Hiên Viên Nhất Nhất cũng rất mâu thuẫn. Không phải nàng chỉ là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, có gì đặc biệt hơn người sao? Lưu Tô Tử liếc xéo hắn một cái, rồi hỏi. Nếu như ngươi là thật sự mạnh mẽ như vậy, hiện tại vì sao phải trốn? Dầm! Phong Phi Vân bỗng nhiên dừng bước chân lại. Thân thể trượt xa mấy chục thước về hướng phía trước, cuối cùng mới dừng lại, đầu gối đều ngập sâu vào trong lớp đất. Phong Phi Vân dừng bước đột ngột, lực quán tính đánh vào thiếu chút khiến Lưu Tô Tử bay vọt đi. Bây giờ không phải lúc tức giận, ngươi vốn so sánh với Nhất Nhất thì vẫn yếu hơn nhiều. Còn không mau trốn đi, nếu như để cho người của Cửu Tiêu Tiên Thành và Lưu Tô Lục đuổi theo kịp thì chúng ta nhất định phải chết. Lưu Tô Tử nói. Phong Phi Vân nhìn chăm chú phía trước. Rồi cười cười với vẻ mặt đau khổ. Đại tỷ, không phải ta bực mình, mà là đường phía trước đã bị bịt kín. Lưu Tô Tử thoát ra từ trong tay Phong Phi Vân, rơi xuống trên mặt đất. Nàng vuốt vuốt bả vai bị nắm đau, sau đó xoay người nhìn về phía trước. Con đường phía trước quả nhiên đều bị bịt kín, không trung đều bị giam cầm, có một bức tường cổ cao như dãy núi đội đất chui lên, ở trên tường cổ có một đám tu sĩ với khí tức cường đại đang đứng. Đứng ở chính giữa cũng là một nữ nhân, nàng mặc đạo bào màu lam, bên hông đeo đầy tua rua, trên đầu quấn búi tóc kiểu đạo sĩ có cắm cây châm tinh đỉnh chuồn chuồn, màu trắng. Gương mặt nàng có vài phần giống với Lưu Tô Tử, tuổi cũng không sai biệt nhiều, trông rất là xinh đẹp. Nàng cười nói, thất muội,
không nghĩ đến ngươi lại trốn ra khỏi thiên la địa võng do tứ tỷ bố trí, tỷ tỷ chính là nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Mỹ nhân mặc đạo bào màu lam này là lục quận chúa Lưu Tô Lam, mắt tiên chấp chấp, linh khí trên người quả là bức người. Ba vị lão đạo vô thọ tinh cung cùng đám đệ tử trẻ tuổi Du Tử Lăng, Du Tử Lâm cũng đứng ở trên bức tường cổ. Lưu Tô Lam đã bái nhập vào vô thọ tinh cung để tu luyện đạo pháp, xem như một thành viên đệ tử của vô thọ tinh cung. Nếu như nàng trở thành cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh, thì đối với vô thọ tinh cung cũng có lợi ích lớn lao, tương đương với một sự hỗ trợ cường đại hơn nhiều. Cho nên, khi nàng cạnh tranh địa vị người kế thừa cảnh chủ, vô thọ tinh cung tự nhiên phải giúp đỡ hết lòng. Ta còn sống, khiến cho Lục tỷ thất vọng rồi. Lưu Tô Tử vẫn có vẻ không thèm để ý như trước, rất là thong dong, cũng không có bị trận thế trước mắt hù dọa. Ở trong lòng Phong Phi Vân cũng thầm khen ý chí mạnh mẽ của nàng, gặp biến không sợ hãi. Ngay cả rất nhiều vũ hóa hiền giả đều không đạt được tâm tình như nàng. Kia không phải bán yêu Phong Phi Vân sao? Làm thế nào hắn và thất quận chúa đi chung một chỗ? Du Tử Lâm có hơi kinh ngạc, nàng rất hiếu kỳ đối với Phong Phi Vân. Đây chính là nhân vật được xưng là thiên tài hàng đầu của bán yêu minh, khiến cho hắn rất muốn đánh một trận cùng Phong Phi Vân. Đôi mắt tinh tường của Du Tử Lăng mở ra thật lớn, cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đối với tu vi của Phong Phi Vân thì nàng biết khá sâu sắc. Tu vi của hắn mặc dù không tính là tuyệt đỉnh, nhưng mà chiêu số kỳ dị cổ quái cũng rất nhiều, tuyệt đối là một đối thủ khó chơi. Huống hồ Phong Phi Vân đích đích xác xác liền đã cứu nàng hai lần, khiến cho nàng rất khó lòng lấy oán trả ơn mà ra tay đối với Phong Phi Vân. Lưu Tô Lam mắt nhung không ngừng gợn sóng. Nàng liếc mắt nhìn về hướng Phong Phi Vân ở phía dưới chân bức tường cổ rồi nói. Hắn chính là bán yêu đã đánh bại Cố Lão Bát, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi Diệp Hồng Cảnh. Du Tử Lâm đang muốn nói chuyện, lại bị Du Tử Lăng trợn mắt liếc nhìn lại. Du Tử Lăng hơi thở thơm ngát, môi đỏ mọng sáng bóng, nàng nói. Phong Phi Vân chính là người mà Thánh Thần muốn triệu kiến. Người này có lẽ không nên động đến thì thỏa đáng hơn. Lưu Tô Lam và Du Tử Lăng đều là thiên chi kiêu nữ thế hệ này của vô thọ tinh cung. Có điều về thiên tư mà nói, thiên tư của Du Tử Lăng so sánh Lưu Tô Lam còn cao hơn một bậc, đã đạt tới niết bàn đệ lục trọng. Huống hồ sau lưng Du Tử Lăng cũng có bối cảnh thế lực lớn. Nếu mà nàng đã nói hộ cho Phong Phi Vân, Lưu Tô Lam dẫu thế nào đều phải nể vài phần mặt mũi nàng. Lưu Tô Lam cau mày, trên mặt hiện ra vài phần ớn lạnh. Nàng nói, Phong Phi Vân, đây là cuộc tranh giành người kế thừa phủ cảnh chủ chúng ta, không phải một bán yêu như ngươi có khả năng tham gia vào. Cấp tốc lùi lại, hôm nay có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lưu Tô Tử truyền âm nói với Phong Phi Vân. Lưu Tô Lam tâm cơ sâu sắc, là người xảo trá, thủ đoạn quyết đoán. Nàng cấu kết vũ hóa hiền giả vô thọ tinh cung để đến đối phó ta, chuyện này đã xúc phạm pháp lệnh của cảnh chủ. Ngươi là người biết việc này thì nhất định nàng sẽ giết ngươi để diệt khẩu. Cho dù hiện tại không giết ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng để ngươi đi ra khỏi di chỉ tiên thành. Chính trong lòng bản thân Phong Phi Vân cũng có sự cân nhắc. Hắn không tin Lưu Tô Lam, đồng thời cũng sẽ không tin toàn bộ những gì Lưu Tô Tử nói. So với ai khác thì hắn đều rõ ràng nên làm như thế nào hơn. Nếu như ba vị tiền bối vô thọ tinh cung, có thể đưa ba con thâm uyên linh mạch cho ta, ta đúng là có khả năng suy nghĩ không nhúng tay vào chuyện này. Phong Phi Vân mang theo thiên tủy binh đảm, hai tay chống chuôi đao, thân thể thẳng tắp, trên mặt hiện ra nụ cười mang theo vài phần chế nhạo. Sắc mặt Lưu Tô Tử có hơi biến đổi, nếu như Phong Phi Vân thật sự buông tay mặc kệ thì hôm nay khẳng định nàng vô phương đi ra khỏi di chỉ tiên thành. Tử bán yêu này thật sự rất không có nguyên tắc. Phong Phi Vân, chẳng lẽ ngươi muốn thay đổi? Lưu Tô Tử cau cau hàng mi, nhỏ giọng hỏi. Phong Phi Vân cười nói. Thành thật mà nói. Giúp đỡ thất quận chúa làm cảnh chủ thì khó khăn thật sự quá lớn. Không bằng lập tức có thể thật sự thu được báu vật. Thất quận chúa, nếu muốn ta giúp ngươi thoát thân, hiện tại ngươi nên trả giá thêm. Ngươi thừa nước đục thả câu. Lưu Tô Tử tức tối đến nghiến răng kèn kẹt, mắt nhung phát lạnh, chỉ muốn lườm chết Phong Phi Vân. Lần đầu tiên nàng cảm giác được tử bán yêu này không phải vô sỉ và khôn khéo ở mức bình thường. Không sai, chính là thừa nước đục thả câu. Thất quận chúa chính là thiên chi kiêu nữ phủ cảnh chủ, trên người hẳn ngay cả một kiện báu vật mà đều không có chứ. Phong Phi Vân cười nói.
Lưu Tô Tử càng nhìn càng cảm giác được nụ cười của Phong Phi Vân quá nham hiểm. Nhưng mà nàng lại không thể không thỏa hiệp. Dù sao tử bán yêu này chính là có được tốc độ mà ngay cả vũ hóa hiền giả đều không đuổi kịp. Cũng chỉ có hắn mới có thể mang theo chính mình rời khỏi một mảnh di chỉ thiên thành tràn đầy sát kiếp. Ngươi muốn vật gì vậy, cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được thì sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lưu Tô Tử nói. Hai mắt Phong Phi Vân nóng bỏng, hắn nhìn chăm chú thân thể lồi lõm linh lung của nàng một lượt, cho đến khi xem ra trong lòng Lưu Tô Tử sợ hãi thì mới cười nói. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ sau khi ta nghĩ ra được thì lại nói cho ngươi. Lưu Tô Tử thở phào một hơi thật dài, nàng phát hiện vị trí chính mình với Phong Phi Vân đã xảy ra thay đổi. Chính mình ở trước mặt của hắn càng lúc càng khó lòng lấy được địa vị chủ đạo. Chính mình chính là quận chúa, mà hắn chỉ là một bán yêu hèn mọn thôi, tại sao có thể như vậy, thật đáng ghét. Đối với yêu cầu vô lễ của Phong Phi Vân, ba vị lão đạo vô thọ tinh cung tự nhiên cũng không có khả năng đồng ý. Dù sao thâm uyên linh mạch có giá trị thật sự quá lớn, có thể so với ba tòa tiên quảng. Nếu như thật sự để cho một bán yêu bắt bí như thế, khiến cho ba người bọn họ còn gì là thể diện. Chỉ là một bán yêu thôi, mà lại không biết trời cao đất rộng như thế. Ta liền đến xem ngươi có phải thật sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết hay không. Một vị đạo sĩ vô thọ tinh cung tuổi còn trẻ liền thi triển thuật pháp thay hình đổi dạng, thân thể hóa ra một đường cong duyên dáng. Chỉ sau một khắc, hắn đã rơi xuống trước mặt Phong Phi Vân, trên ngón tay bảy biện ra 5 chiếc thái cực bát quái ấn. Đây là một vị thiên chi kiêu tử niết bàn đệ ngũ trọng, tên là Trác Nhạc. Ở trong vô thọ tinh cung hắn có cực cao địa vị. Ngoại trừ vô thọ tinh tử và vô thọ tinh nữ, hắn có khả năng khinh thường quần hùng. Trác Nhạc tu luyện thuật pháp thay hình đổi dạng, tốc độ thật sự quá nhanh, nhanh đến tựa như một tia chớp. Tốc độ của Phong Phi Vân so với hắn nhanh hơn, đã đứng ở phía sau hắn, một chưởng chụp xuống đỉnh đầu của hắn. Ầm. Từ trong thân thể Trác Nhạc phát ra 5 đạo bùa chú màu tím, hình thành 5 chiếc thuẫn phòng ngự. Dầm. Những chiếc thuẫn phòng ngự này cũng không chịu nổi một kích, bị thủ trưởng của Phong Phi Vân bắn cho vỡ tan, toàn bộ chia 5 xẻ 7. Làm thế nào lại mạnh như vậy? 5 chiếc bùa chú phòng ngự này đều là vũ hóa hiền giả tế luyện. Trác Nhạc trong lòng kinh hoàng, tốc độ và lực lượng của Phong Phi Vân đều khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên hắn cảm thấy thân thể của mình đột nhiên trở nên nhẹ hơn. Thì ra chân trái của mình lại đã bị Phong Phi Vân bắt được. Phong Phi Vân tựa như ném bay một con vịt bình thường, quẳng Trác Nhạc bay ra xa. Ầm. Thân thể Trác Nhạc nện vào trên bức tường cổ, cả người đều chui sâu vào, sinh tử không biết. Phong Phi Vân vỗ vỗ hai tay, cười nói. Đây chính là thực lực của ta. Nếu như ai còn muốn cản đường, ta nhất định sẽ đánh cho hắn không đứng dậy nổi. Sự cường đại của Phong Phi Vân đã vượt qua mức đánh giá của Lưu Tô Lam và những tu sĩ vô thọ tinh cung này. Ngay cả tu sĩ niết bàn đệ ngũ trọng đều bị hắn dễ dàng ném bay, thực lực của bán yêu này không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Đây là một bán yêu sao? Phong Phi Vân, ta đã sớm muốn đánh một trận với ngươi. Hôm nay để cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại của ta, ha ha. Du Tử Lâm xuất ra Chu Tà cổ kiếm, chân đạp thanh vân đạo khí. Một kiếm xé gió bay đến. Du Tử Lâm này không thể đem so sánh với Trác Nhạc bị đánh bại vừa rồi. Gia hỏa này có được thiên phú bẩm sinh cấp bậc sử thi đỉnh cao, hơn nữa cũng như Phong Phi Vân thì hắn đã đạt tới niết bàn đệ ngũ trọng đỉnh cao. Hắn chính là vô thọ tinh tử của vô thọ tinh cung, chiến lực hơn xa những thiên tài cùng cảnh giới. Phong Phi Vân liền đã tận mắt thấy hắn từng chỉ một kích liền đóng băng giết chết mấy ngàn quân yêu tộc. Phong Phi Vân không sợ chút nào. Chiến khí trên người tăng lên, phát ra một cỗ hào hùng đại chiến tứ phương. Từ trong túi áo tách ra một trái cây đen như mực, đánh về hướng Du Tử Lâm. Dầm! Trái cây đen như mực có tốc độ cũng rất nhanh, khiến cho Du Tử Lâm vô phương trốn tránh, cái mũi đều bị đánh cho phải đổ máu tươi đầm đìa. Ai u, vật gì vậy? Du Tử Lâm bưng cái mũi, thiếu chút nữa hắn bị rơi xuống từ trên đám mây. Trái cây đen như mực bay một vòng rồi lại bay trở về trong tay Phong Phi Vân. Nó chỉ lớn như quả đào đen, đầy người đều là mũi nhọn. Phong Phi Vân lại lần nữa ném trái cây này đi ra xa. Nó đánh vào trên trán Du Tử Lâm, lập tức làm cho trán của hắn bị nện đến máu me nhảy nhụa, sọ đều thiếu chút nữa bị nện nứt ra.
Chết tiệt, đây là ám khí gì? Du Tử Lâm vội vàng xuất ra thập phẩm linh khí Thái Cực Bát Quái Ấn để bảo vệ bản thân. Hắn sợ bị ám khí Phong Phi Vân lại tập kích lần nữa. Dầm. Nhưng mà Thái Cực Bát Quái Ấn lại căn bản không phòng ngự nổi trước trái cây đen như mực này. Đan điền của hắn bị đánh một cái, cả thân thể đều chấn động. Oa! Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phong Phi Vân, có giỏi thì đường đường chính chính đánh một trận với ta. Dùng thạch đầu công kích thì coi là anh hùng hảo hán cái gì. Du Tử Lâm tức đến muốn thổ huyết, vốn chính mình mang theo đạo khí vô biên vô tận mà xông lên. Hắn muốn đánh một trận long trời lở đất với thiên tài hàng đầu của bán yêu minh. Nhưng mà vẫn còn chưa hề đánh nhau, thì hắn liền bị đánh cho chật vật như vậy. Thế này đúng là khiến cho vô thọ tinh tử như hắn đây cảm thấy cũng khá mất mặt. Không phải thạch đầu, mà là quả tử. Thánh thực quả thì thầm một tiếng. Phong Phi Vân nói. Ta khuyên vô thọ tinh cung các ngươi tốt nhất có lẽ không nên tham gia vào cuộc tranh giành người kế thừa phủ cảnh chủ, để tránh bị hại. Hừ. Khẩu khí thật lớn. Địa Hồng lão đạo tính tình nóng nảy. Lão cảm thấy Phong Phi Vân thật sự quá kiêu ngạo, cũng dám lớn lối không biết xấu hổ như thế trước mặt ba vị vũ hóa hiền giả, quả thực chính là không có coi trọng gì vô thọ tinh cung. Địa Hồng lão đạo tu luyện hơn 6.000 năm, chính là một vị hiền giả của vô thọ tinh cung, hiểu biết đạo khí vô cùng uyên bác, như là một mảnh khí hải quay cuồng trong thân thể lão. Ngón trỏ và ngón giữa của lão tạo thành chỉ kiếm. Lão vừa búng ngón tay ra ngoài, liền bắn ra một đạo kiếm khí sắc bén. Phong Phi Vân triển khai ba tòa đại vực để bảo vệ bản thân, ngăn cản một đạo kiếm khí này. Sau đó hắn lại đánh thánh thực quả đi ra ngoài, công kích vào đạo màu, mũ đạo trên đầu Địa Hồng lão đạo. Dầm! Tốc độ của thánh thực quả thật sự quá nhanh, coi như là Địa Hồng lão đạo cũng không kịp ngăn cản, đạo màu bị bắn văng đi ra ngoài, mái tóc bạc trên đầu rơi xuống, trông có vẻ rất là chật vật. Đáng ghét! Địa Hồng lão đạo chưa từng chật vật như thế, huống hồ vẫn còn bị một bán yêu cấp vãn bối đánh rơi đạo màu, chuyện này chính là vô cùng nhục nhã. Ánh mắt của Phong Phi Vân trông cực kỳ sắc bén, mặc dù là đang đối đầu vũ hóa tiên hiền thì chiến ý trên người lại vẫn như nước cuộn trào. Từ trên cánh tay ngưng tụ ra lực lượng của một vạn con linh thú chiến hồn, nó tỏa ra hào quang vô tận. Hắn sử dụng lực lượng toàn thân quang thánh thực quả ra xa. Ra ra cứu mạng a! Ra ra cứu mạng a, đồ chết tiệt ngược đãi ta. Thánh thực quả lớn tiếng kêu rên, thân thể giống như một tảng thiên thạch nhỏ. Do phát sinh ma sát kịch liệt với không khí, trên thân thể hắn bốc lên ngọn lửa hỏa diễm, mang theo khí thế vô cùng lợi hại mà công kích trên thân thể Địa Hồng lão đạo. Phốc, thân thể Địa Hồng lão đạo bị thánh thực quả đánh xuyên qua, trên ngực xuất hiện ra một lỗ thủng, nó đang không ngừng chảy máu. Thánh thực quả bay loạn một vòng. Rồi lại quay trở về trong tay Phong Phi Vân. Trên vỏ thực quả vẫn còn dính theo vũ hóa huyết dịch. Nếu như là thực quả khác, chỉ sợ đã sớm bị vũ hóa huyết dịch luyện hóa. Nhưng mà nó lại không bị thế, ngược lại còn nuốt chửng vũ hóa huyết dịch vào trong thân thể, làm phát ra âm thanh bẹp bẹp. Tất cả mọi người tức thì trợn mắt há hốc mồm. Một vị vũ hóa hiền giả không ngờ lại bị Phong Phi Vân đả thương, xuyên thủng thân thể. Bán yêu này làm được điều đó như thế nào? Rất nhiều người đều nhìn về hướng quả cầu quái dị đen như mực kia trong tay Phong Phi Vân. Nó giống như là hòn đá, hoặc như là quả cầu sắt, lại cũng giống như tảng thiên thạch. Rốt cuộc là vật gì vậy, mà lại có thể dễ dàng xuyên thấu phòng ngự của bậc vũ hóa hiền giả. Phong Phi Vân cũng có hơi kinh ngạc, mao lão thực này hình như rất nghịch thiên, đối bất cứ trận pháp, kết giới, phòng ngự nào thì nó đều hoàn toàn miễn dịch, không có bất cứ đồ vật gì có khả năng giam cầm nổi nó. Mấu chốt là tốc độ của nó còn cực kỳ đáng sợ. Trước đây chính nó đã cõng Mao Ô Quy trên lưng sông ra khỏi vòng vây dày đặc của cường giả vạn tộc, không người nào có khả năng cản nó. Bởi vì thánh thực quả đã biến đổi chỉ còn lớn như quả hắc đào nhỏ, nên cũng không có người nào nhận ra nó là thánh thực quả. Cũng không ai biết được nó chính là một trái cây kia đã chạy ra khỏi vòng vây của cường giả các tộc ở Thánh Linh Mộ Táng. Lưu Tô Tử cũng rất hiếu kỳ đối với một kiện báu vật kia trong tay Phong Phi Vân. Nhưng mà cuối cùng nàng cũng không hỏi đến, mà chỉ là cười nói với Lưu Tô Lam. Phong Phi Vân là người đứng đầu tùy tùng của ta. Lục tỷ, chỉ sợ ngươi và tứ tỷ đều muốn lập mưu giết hắn. Hôm nay các ngươi thất bại trong gang tấc, cũng là tự chuốc vạ vào mình. Phải vậy không, nhưng mà ta lại không cho là như vậy. Ở phía sau có bụi mù cuồn cuộn,
đám người Cửu Tiêu Tiên Thành và Lưu Tô Lục đã đuổi kịp đến, hoàn toàn chặt đứt đường lui của Phong Phi Vân và Lưu Tô Tử. Lưu Tô Lục đứng ở trên lưng một con tuyết lang linh thú trắng tinh, những dải đai xanh trên người phất phơ. Da thịt so với lớp lông của tuyết lang thì còn trắng hơn, trắng ngần đến sáng bóng long lanh, giống như Mỹ Ngọc chạm khắc thành. Bách Minh Tiền Bối và Bách Lý Tiền Bối, lần này liền trông chờ vào các ngươi, cần phải giết chết hai người này, hoàn toàn loại trừ hậu họa. Lưu Tô Lục ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy vẻ ác độc nham hiểm. Hai vị vũ hóa hiền giả Cửu Tiêu Tiên Thành đi lên phía trước, đều là bậc tồn tại đã sống mấy ngàn năm, trên người linh khí như nước cuộn trào mùa lũ, đã giam cầm cả không gian. Những tu sĩ khác đều tự xuất ra linh binh, mỗi người đứng trông chừng một chốn, khóa chặt hư không để phòng ngừa Phong Phi Vân và Lưu Tô Tử đào tẩu. Sắc mặt Lưu Tô Tử cũng sầm lại, nàng biết hôm nay cơ hội thoát khốn không lớn, nhưng mà lại cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nàng xuất ra một thanh bạch ngọc chiến kiếm, hoành kiếm đứng thẳng, tư thế oai hùng so với Phong Phi Vân không kém hơn bao nhiêu. Chuẩn bị liều mạng sao? Phong Phi Vân hỏi. Đều đã thành loại cục diện thế này, vậy ngươi cho rằng còn có lựa chọn nữa ư? Lưu Tô Tử đáp. Phong Phi Vân cười cười, hắn nói. Cái đó cũng không nhất thiết, cứu binh của ta đã đến. Cứu binh của ngươi? Lưu Tô Tử cau hàng mi, nàng hỏi. Cường giả bán yêu minh. Phong Phi Vân lắc lắc đầu, chỉ là đưa mắt nhìn về chân trời. Hắn nhìn chăm chú một đám mây đen bắt đầu khởi động trôi đến đây, âm khí cực thịnh, như là có thần ma giáng xuống. Mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ cường đại đang đến gần, giống như là một vị tử thần sắp sửa giáng xuống thế gian này. Hai vị vũ hóa hiền giả Tiêu Bách Minh và Tiêu Bách Lý vốn đã chuẩn bị hành động đều nhất tề dừng bước chân lại, đều tự xuất ra chiến binh để phòng thủ một mối nguy cơ chưa biết kia. Bọn họ cảm giác được sống lưng có hơi phát lạnh, các khớp xương đều trở nên có hơi tê dại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ có bá chủ chí cao vô thượng giáng xuống? Lưu Tô Lục và Lưu Tô Lam đều có sắc mặt lo lắng, cảm giác rất không yên lòng. Một cỗ khí tức này thật sự rất khủng bố, làm cho cả bầu trời đều biến thành đen như mực. Sau một tiếng kêu to, trên bầu trời xuất hiện ra một bóng trắng yểu điệu, là một nữ nhân đầy người thi khí. Những đám mây đen bắt đầu khởi động bị cuốn đến, bao bọc thân thể của nàng nên không ai nhìn rõ rốt cuộc nàng có hình dáng gì. Người phương nào đến đây? Tiêu Bách Minh nhìn chăm chú một đạo bóng đen trên bầu trời kia, cảm giác thấy một cỗ áp lực khổng lồ, trong giọng điệu cũng mang theo vài phần tôn kính. Đối phương rất cường đại, có thể không chọc giận đối phương thì liền ngàn vạn lần đừng chọc giận. Nhưng là có những lúc, không phải lão không muốn chọc giận là có thể không chọc giận. Phốc! Một sợi tóc dài đen từ trên bầu trời chém ngược xuống, nối liền trời và đất như là một thanh thiên đao dài đến mấy ngàn dặm. Nó chém thân thể Tiêu Bách Minh thành hai nửa. Vũ hóa huyết dịch trong thân thể Tiêu Bách Minh bị một sợi tóc kia hấp thu hầu như không còn, lão biến thành hai nửa thây khô. Thật sự rất dọa người. Tiêu Bách Minh cũng không có đắc tội gì với nàng, vẻn vẹn chỉ là hỏi một câu liền bị nàng giết chết. Đây không phải là một vị khát máu đến điên dại chứ. Đây chính là một vị vũ hóa hiền giả, không phải con chó con mèo, há có thể tùy ý chém giết. Các tu sĩ Cửu Tiêu Tiên Thành đều cảm giác trong lòng làm lạnh run lên, kẻ mới đến không thể coi thường a. Là một vị thi vương. Trong lòng Địa Hư lão đạo Vô Thọ Tinh Cung cũng cảm thấy kiềm chế, cũng không dám thở nữa. Rốt cuộc lão không hiểu một đại nhân vật giống như thi vương vì sao phải đối địch với bọn họ. Lưu Tô Tử cũng bị kinh sợ, nàng vươn cánh tay giật giật khuỷu tay Phong Phi Vân mà hỏi. Nàng là ai a? Phong Phi Vân cũng nhíu mày. Cảm giác được nữ ma trở nên càng khát máu hơn. Hắn chậm rãi đáp. Là lão đại trước kia của ta. Dừng một chút, hắn lại nói thêm. Hiện tại phỏng đoán nàng vẫn là lão đại. Phong Phi Vân không cho rằng thực lực bây giờ của mình đã có thể đánh bại nữ ma, mà vẫn còn kém một nấc không nhỏ. Bóng đen trên màn trời kia làm kinh động sợ hãi những ai có mặt, khiến cho tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Món thập phẩm linh khí này là của ta. Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Âm thanh của nữ ma rất dễ nghe, so với hắc vân thi vụ chung quanh thân thể nàng liền hình thành sự đối lập nổi bật, tựa như tiên tử trong không cốc đang gảy tiên khúc. Nhưng mà lọt vào trong tai những tu sĩ này, thì so với âm thanh của ma quỷ càng đáng sợ hơn, khiến cho hàm răng bọn họ run lên lập cập. Không có ý kiến.
nàng lấy đi kiện thập phẩm linh khí rơi trên mặt đất. Kiện thập phẩm linh khí này chính là sở hữu của Tiêu Bách Minh, hiện tại biến thành vật của nàng. Nữ ma đứng ở trên trời cao, tóc dài bay đầy trời, mây độc trên người cuồn cuộn, thi khí như nước cuộn trào. Hai tròng mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào ba vị lão đạo vô thọ tinh cung mà nói. Trên người các ngươi có ba dòng thâm uyên linh mạch, giao cho ta. Dựa vào cái gì, báu vật từ xưa ai có đức thì được. Chúng ta chính là vô thọ tinh cung. Địa hồng lão đạo rất không vui, cảm giác thấy vị thi vương này thật sự rất ngang ngược. Chính mình dẫu có nói gì đi chăng nữa thì cũng là hiền giả của vô thọ tinh cung, sao lại phải giống như cúi đầu trước một vị thi vương. Một đạo chảo ấn màu đen hạ xuống. Nó chính là thi khí tụ tập mà thành, mảnh mai mà mềm mại, thế nhưng lại mang theo một cỗ khí tức tử vong. Tà ma ngoại đạo, không thể thắng chính nghĩa. Địa hồng lão đạo cầm phất trần trong tay, lão vung lên vẽ ra một tòa âm dương ngư ấn ở trên không trung, tựa như một chiếc la bàn trắng đen khổng lồ xoay tròn, khiến cho cả thiên địa đều phải vận chuyển quay theo, mọi phép tắc thiên địa đều hội tụ về hướng trung tâm âm dương ngư ấn. Phốc! Chảo ấn công phá âm dương ngư ấn. Trong lòng địa hồng lão đạo không cam lòng, nhưng mà lại vô phương ngăn cản. Thân thể lão tựa như một món gốm sứ đang sinh ra vết rạn, bị một cái chảo ấn kia bóp nát, vũ hóa huyết dịch trên người bị nuốt chửng hầu như không còn. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một dòng thâm uyên linh mạch bay ra từ trong thân thể bị vỡ vụn của địa hồng lão đạo, sau đó bị nữ ma lấy đi. Mọi người cùng liều mạng với nữ thổ phỉ này. Từ trong miệng một lão già đã nửa bước bước vào cảnh giới vũ hóa phun ra hỏa diễm, trong tay giơ lên một chiếc đỉnh cổ. Thân thể đã còng còng lao lên, hùng hổ xông tới về hướng nữ ma. Nhưng mà lão lại vẫn bị nữ ma chụp chết. Thân thể biến thành một đám bùn nhão rơi trên mặt đất. Ngay cả chiếc đỉnh cổ đều biến thành một cái bình rách nát lăn tròn trên mặt đất, rung động cồng cộc. Ầm, 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 ầm. Người của Cửu Tiêu Tiên Thành và Vô Thọ Tinh Cung đều tức giận không thôi, bọn họ đều là giáo phái lớn trung cổ, địa vị được kính trọng, chưa từng phải chịu khuất nhục như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy thi vương trước mắt này thật sự quá phận, cứ nhè vào mọi người mà giết. Bọn họ đồng thời triển khai thần thông, ra tay nhằm vào nữ ma, muốn liên thủ giết chết nàng. Nữ ma đứng ở trên không trung, thân thể được thi khí bao bọc nên không ai có thể thấy rõ dáng dấp của nàng. Họ chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài tung bay trên đầu nàng tựa như vô số thiên đao, chúng phát ra từng quầng sáng sát khí rồi chém ngã vô số tu sĩ. Nàng không có một chút nhân tình, rất hờ hững, hạ thủ cũng không chút lưu tình. Phàm là kẻ nào bị sợi tóc dài chém chúng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dầm, dầm. Đầu người rụng xuống giống như mưa, những mảnh tàn thây phơi đầy đất, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất này. Chỉ có đạt tới hiền giả cảnh giới vũ hóa mới có tư cách bị nàng hấp thu huyết dịch. Còn các tu sĩ khác ở trong mắt nàng thì tựa như gà đất chó sành, đều bị giết chết, không lưu một người sống. Trên người của nàng có một cỗ lực lượng tà tính, cũng có một loại khí tức ma tính. Cực kỳ giống một vị nữ ma thần đi ra từ trong vực sâu, chỉ sinh ra để mà giết chóc, mà cũng chết chỉ vì giết chóc. Một đôi mắt nhung của Lưu Tô Tử đều trợn to, con người trắng ngần long lanh. Nàng cảm thấy trong lòng phát lạnh, người này cũng quá quái dị, rất làm cho người ta e ngại. Cho dù là đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng lớn lao thì giờ phút này nàng cũng không nhịn được sợ run. Phong Phi Vân gia hỏa này rốt cuộc là mời ai đến đây? Cửu Tiêu Tiên Thành chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị cường giả Cửu Tiêu Tiên Thành hai mắt đỏ đồng đọc, trên cánh tay nổi gồ những cơ bắp to bằng bàn tay. Có những luồng ánh sáng vàng kim uốn lượn quanh các cơ bắp, tựa hồ như muốn xé rách áo giáp trên người lão. Lão xuất ra một cái kiếm phôi của Cửu Tiêu Thần Kiếm, dẫn động một tia uy năng của thần kiếm rồi bổ về hướng bầu trời. Thanh kiếm này cũng không tệ lắm, chân thân kiếm thể ở địa phương nào. Nữ ma vươn hai ngón tay ngọc mảnh khảnh, nàng lấy ra từ trong ống tay áo một cái cổ thuyền màu đỏ óng ánh to bằng bàn tay, sáng bóng long lanh rực rỡ đang tỏa ra linh quang sáng quắc. Từ trên cổ thuyền bộc phát ra một vầng sáng đỏ kẻ đậm đặc. Có vô số quỷ ảnh lao ra từ trong thân tàu, chúng thu lấy kiếm phôi của Cửu Tiêu Thần Kiếm. Nữ ma cầm kiếm phôi của thanh Cửu Tiêu Thần Kiếm kia ở trong tay, nàng cẩn thận quan sát. Nàng cảm giác kiếm thể rất tuyệt diệu, chất liệu cũng cực kỳ thượng thừa. Đặc biệt ở trong kiếm thể kia có một tia kiếm khí thần kỳ, quả thực chính là một vị kiếm thần đang ở nhờ trong kiếm thể.
Từ sau lưng nàng lao ra một thi khí thủ chảo, nó tóm lấy cổ của vị cường giả Cửu Tiêu Tiên Thành, nhấc cả người lão lên rồi kéo tới gần. Đôi mắt xinh đẹp lạnh như băng, trông giống như một đôi ma nhãn địa ngục. Nhìn vào ánh mắt của nàng, khiến cho người ta không sinh ra chút cảm giác đẹp đẽ nào, ngược lại toàn thân run run. Sau khi Phong Phi Vân nhìn thấy tinh hồng cổ thuyền trong tay nữ ma thì lập tức thở dài một tiếng, hắn biết Mao Ô Quy cũng bị nữ ma đoạt. Chiếc tinh hồng cổ thuyền này vốn ở trong tay Mao Ô Quy, nó một mực coi như đồ trang trí, đội ở trên đầu như mũ. Lão cho là không ai có thể cướp được tinh hồng cổ thuyền từ trên đầu của mình, nhưng mà mọi việc luôn luôn có ngoại lệ. Hiện tại tinh hồng cổ thuyền liền biến thành món đồ của nữ ma. Nữ ma thật sự rất giống cái thùng không đáy, thật sự là quá ác, ngay cả Ô Quy đều không buông tha. Trong lòng Phong Phi Vân chợt thay đổi ý nghĩ, nữ ma vẫn còn chưa lột mai rùa của Mao Ô Quy để tế luyện thành áo giáp, như thế cũng đã là khá nhân từ chăng. Nữ ma sau khi đã ngưng tụ tam thi, cách ly ma huyết thì lực lượng trong thân thể cũng đã trở nên cực kỳ thánh khiết. Nhưng mà lần này đây khi Phong Phi Vân nhìn thấy nàng thì hắn lại phát hiện so với trước kia nàng càng ưa giết chóc hơn, khí tức cũng trở nên càng thêm lạnh lùng, ma tính càng mãnh liệt hơn. Xem ra rất có thể nàng đã bị tinh hồng cổ thuyền gây ảnh hưởng. Nàng có thể điều động lực lượng của tinh hồng cổ thuyền, nói rõ là nàng đã liên lạc được với tinh hồng cổ thuyền, thậm chí khống chế được căn nguyên của tinh hồng cổ thuyền. Vị cường giả Cửu Tiêu Tiên Thành bị nữ ma tóm ở trong tay, giống như một chú vịt bình thường. Thân thể không thể động đậy, sắc mặt đỏ lên, sau đó tím lại, tựa như một quả cà bị phồng lên. Lão nghiến chặt hàm răng kêu kèn kẹt rồi nói. Ma đầu, người muốn cướp lấy Cửu Tiêu thần kiếm, chính là tìm tử lộ. Dầm. Nữ ma nghiêng đầu liếc mắt nhìn lão. Nàng trầm tư chỉ chốc lát, không hề nói thừa với lão nữa mà trực tiếp bẻ đứt cổ của lão, vứt bỏ xuống trên mặt đất. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy cái hô hấp, đã có hơn phân nửa số người bị chém giết. Thây ngã khắp nơi, như là ở lò sát sinh đẫm máu. Điều đó khiến cho những tu sĩ trẻ tuổi này đều thân thể run rẩy, không dám có nửa phần tâm tình phản kháng. Mặc dù là những tu sĩ như Lưu Tô Lục, Lưu Tô Lam, dù Tử Lâm bẩm sinh đều có thể tung hoành. Nhưng giờ phút này đều nín thở, cũng không dám thở ra tẹo nào. Đối phương thật sự quá mạnh mẽ, không phải là cấp bọn hắn có khả năng chống lại. Tu sĩ thế hệ trước cơ hồ đều bị nàng giết chết. Số người còn sống không vượt qua 20 người. Tất cả ba vị lão đạo kia vô thọ tinh cung cũng phơi thây ngay tại chỗ, ba dòng thâm uyên linh mạch trên người bọn họ tự nhiên đều rơi vào trong tay nữ ma. Lưu Tô Tử lông mi chớp chớp, áo bào tím trên người phất phơ. Nàng hạ giọng nói nhỏ. Nàng ta thật sự là lão đại của ngươi, tại sao ta có cảm giác ngay cả chúng ta thì nàng ta cũng có thể giết chết. Phong Phi Vân giấu biến thánh thực quả đi, hắn sợ bị nữ ma nhìn thấy. Hắn ho khan hai tiếng rồi đáp. Trạng thái của nàng đích xác có điều gì đó không đúng. Thế nhưng nàng tịnh không có ra tay đối với chúng ta. Điều đó nói rõ nàng vẫn còn phân biệt được địch ta. Phong Phi Vân, giao ra linh thạch trên người của ngươi cho ta có việc lớn cần dùng. Nữ ma đứng ở trời cao, ma vân trên người dần dần tan đi, để lộ ra một tiên nhan tinh xảo tuyệt mỹ. Da thịt trắng như tuyết, đôi mắt tựa như hắc trân châu. Lông mi vừa dài vừa cong, dung nhan như một vị thiên sứ, toàn thân đều tỏa ra hào quang thánh khiết. Nàng nói một cách thẳng tuột, không hề có một chút không được tự nhiên nào. Đây không phải mượn, nàng cũng không nói sẽ trả lại. Phong Phi Vân liền biến sắc mặt, hắn lắp bắp. Linh thạch là cái gì? Ta không có a. Lưu Tô Tử lại lần nữa lộ ra dáng vẻ nghi hoặc, hạ giọng hỏi nhỏ. Ngươi xác định nàng thật sự phân biệt được địch ta? Hiện tại, liền không tiện nói lắm. Phong Phi Vân giấu giới linh thạch dắt ngang hông vào trong lòng, đề phòng nữ ma. Mây độc và thi khí trên người nàng đã hoàn toàn tan đi, trông nàng có vẻ rất tiên linh, giống như một vị thánh nữ không thực giữa chốn nhân gian khói lửa, đôi mắt tinh tường đen láy, mũi ngọc thanh tú mịn màng, môi hồng phớt đỏ, nàng nói. Đưa giới linh thạch cho ta, linh thạch bên trong đó ta tạm thời trưng dụng, tương lai nhất định trả lại ngươi. Có mà trả lại chết tiệt ý. Phong Phi Vân sao mà tin lời của nàng cho được. Trong lòng có một loại kích động muốn chửi má nó. Những linh thạch này đều là hắn liều mạng đi tranh đoạt về. Nếu mà cứ như vậy bị nữ ma cướp đi, thì quả thực rất không đáng giá. Dùng linh thạch quăng xuống lấp sông, ít nhất còn có thể nhìn thấy bong bóng nổi lên.
Nhưng mà giao vào trong tay nữ ma, khẳng định ngay cả bọt nước cũng sẽ không thấy nổi lấy một cái. Và lại nữ ma mới rồi đã giết nhiều tu sĩ tiền bối như vậy, cướp sạch sành sanh giới linh thạch của người khác, hiện tại số lượng linh thạch mà nàng tích lũy cũng không ít hơn so với trên người Phong Phi Vân. Vậy mà lại còn muốn đánh cướp hắn, xem ra thật đúng là nàng đã coi Phong Phi Vân trở thành con dê béo. Phong Phi Vân sờ sờ cằm, ho khan hai tiếng rồi nói. Nữ ma đại nhân nếu như thật sự cấp bách cần đến linh thạch, hẳn là hãy quay sang hỏi ba vị quận chúa đại nhân. Bọn họ đều là tồn tại có thân phận địa vị cực cao, so với ta giàu có hơn nhiều lắm. Ba vị quận chúa đứng ở một bên đều thầm mắng ở trong lòng, cảm giác rằng bán yêu này quá vô sỉ, không ngờ lại dẫn họa thủy tới trên người bọn họ. Nữ ma dung nhan thanh tú, siêu phàm thoát tục, làn da như tuyết ngưng tụ lại, mái tóc dài tung bay. Nàng xoay người nhìn thoáng qua về phía Lưu Tô Lục, rồi hỏi. Ngươi là quận chúa. Lưu Tô Lục mặc dù cực kỳ cao ngạo, bình thường có vô số người khom lưng ở trước mặt nàng. Nhưng mà giờ phút này lại cũng chỉ có thể cung kính, cúi đầu, không dám nửa phần sơ suất. Phải biết rằng trước mắt chính là một vị sát tinh, một lời không hợp liền muốn giết người. Đúng vậy, Diệp Hồng Cảnh, tứ quận chúa. Lưu Tô Lục mấp máy đôi môi đỏ mọng. Nữ ma so sánh bọn họ càng cao ngạo hơn, nàng nói. Bổn tọa có nhu cầu cấp bách cần đến linh thạch, mau giao tất cả linh thạch và báu vật trên người ra đây cho ta. Lưu Tô Lục cắn chặt hàm răng, cảm thấy khá bực mình khó chịu, lại lần nữa nói cường điệu. Ta là tứ quận chúa Diệp Hồng Cảnh, tương lai rất có thể sẽ trở thành cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh. Nữ ma tức thì cau mày, không muốn tiếp tục nói thừa với Lưu Tô Lục. Nàng vươn một ngón tay ngọc, liền xuyên thủng mi tâm của Lưu Tô Lục, một vòi máu trào ra từ sau gáy nàng. Lưu Tô Lục bỗng té trên mặt đất, thần thức tâm linh đại não bị diệt hết, lỗ thủng ở mi tâm đang không ngừng tuôn ra máu huyết, cả đầu đều bị xuyên thủng. Một vị thiên chi kiêu nữ vô cùng hào hoa liền bị mất mạng như vậy. Ngay cả Phong Phi Vân đứng ở một bên cũng đều cảm thấy tiếc thương. Nữ ma đánh nát đan điền của Lưu Tô Lục, lấy ra linh khí bổn mạng của nàng. Sau đó lại lấy đi giới linh thạch trên người nàng, đều cẩn thận từng ly từng tí thu hoạch cho bằng hết. Động tác của nàng rất nho nhã, cực kỳ mỹ cảm, không hề hiện ra một tia bạo lực. Chả mấy chốc nàng đã vơ vét thu hoạch sạch sẽ mọi thứ của Lưu Tô Lục. Ngay cả món linh khí châm gài tóc mà Lưu Tô Lục mang trên đầu đều bị gỡ xuống, sau đó cài vào trên đầu của nàng. Tất cả mọi người rất sợ, không ngờ nữ ma đầu này lại cũng giết chết cả tứ quận chúa Diệp Hồng Cảnh, giết chóc cũng quá quyết đoán. Căn bản bất luận đối phương rốt cuộc là ai, nhưng đều khiến cho rất nhiều người đều toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ngươi cũng là quận chúa. Nữ ma đang nhìn chằm chằm vào Lưu Tô Lam, cái nhìn rất đơn thuần, trên mặt không có một tia tà khí, trông thánh khiết động lòng người, thanh nhã mê người. Lưu Tô Lam không có bất cứ do dự gì, lập tức giao ra giới linh thạch trên người, chỉ sợ giao muộn thì sẽ bị nàng giết chết. Nữ ma tiếp nhận giới linh thạch. Dò xét báu vật và linh thạch trong giới linh thạch rồi nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngươi có khả năng đi. Lưu Tô Lam như được đại xá, vội vàng bỏ chạy, không dám dừng lại lâu hơn ở nơi này. Phong Phi Vân cũng rốt cục thở phào một hơi. Xem ra sau khi nữ ma dung hợp tam thi, thật sự đã có thêm vài phần nhân tình. Nếu như đổi thành trước kia, nàng không có khả năng thả cho bất luận kẻ nào rời khỏi đây. Mọi người chỉ cần tiếp xúc với nàng thì đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp theo đến phiên Lưu Tô Tử. Lưu Tô Tử tự nhiên cũng đã có kinh nghiệm, biết nữ ma đầu trước mắt này không dễ chọc, nên không liều chết đối chọi với nữ ma. Nàng vội vàng giao nộp tất cả báu vật trên người. Những người còn sống đều bị nữ ma cướp sạch một lượt, sau đó rất nhanh chạy đi, không dám ở lại nơi này lâu hơn. Bị dược tiền là chuyện nhỏ, chết ở chỗ này liền rất không có lời. Cuối cùng lại đến phiên Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cũng hiểu được nữ ma thật sự rất hiển nhiên, không có phong thái thi vương, lại đi đánh cướp một đám tiểu bối, thật sự quá vô sỉ. Nữ ma đại nhân, ta chỉ có nhiều như vậy, đều là báu vật ta tích góp nhiều năm. Phong Phi Vân đã có đề phòng đối với nữ ma, hắn lấy ra một quả giới linh thạch đã dùng rồi đưa cho nàng. Trong một quả giới linh thạch này có 1/10 linh thạch của Phong Phi Vân, nhưng vẫn có giá trị xa xỉ. Vượt qua sức chứa linh thạch của bất cứ một người nào trong đám Lưu Tô Tử. Nữ ma bị Phong Phi Vân đã lừa gạt nhiều lần, không tin được Phong Phi Vân.
trong hai tròng mắt sinh ra những vòng hào quang, triển khai đạo môn pháp nhãn. Nàng muốn nhìn thấu trên người Phong Phi Vân vẫn còn có báu vật khác hay không. Phong Phi Vân chịu áp lực rất lớn. Hắn lặng lẽ triển khai đại diễn vực làm vặn vẹo thiên cơ trong không gian chung quanh, ngăn cản nữ ma triển khai đạo môn pháp nhãn. Nữ ma mặc trường y trắng như tuyết, thanh tú tuyệt trần, xinh đẹp vô song. Nàng có một loại khí chất tư thái, sau một hồi nhìn ngắm thật lâu mà không hiểu rõ Phong Phi Vân thì lúc này mới thu hồi pháp nhãn. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nàng nói. Tu vi của ta lại lần nữa đạt đến một điểm tới hạn. Muốn phá tan điểm tới hạn này thì nhất định phải đi, đan đỉnh quỷ thị, mua một loại ma thổ thái cổ để nuôi dưỡng xác chết, cho nên cần phải có một lượng lớn linh thạch. Nói cho ta biết phải làm như thế nào mới có thể trong thời gian nhanh nhất mà thu được lượng lớn linh thạch. Tu vi của nàng lại đạt tới điểm tới hạn. Phong Phi Vân vốn cho là tốc độ tu luyện của mình đã rất nhanh. Nhưng mà lại không nghĩ nữ ma so với hắn còn nhanh hơn. Cũng đúng thôi, nữ ma cũng là cường giả vũ hóa đệ cửu trọng trọng sanh, cũng không có cảnh giới hạn chế. Hơn nữa nàng chuyên tâm tu luyện, không giống Phong Phi Vân bị rất nhiều sự ràng buộc. Vậy có thể đột phá được nhanh như vậy cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Di chỉ cửu Uyên Tiên Thành xuất thế, có lẽ có tiên tàng kho tiên của cửu Uyên Tiên Thành trước đây còn lưu lại. Nếu như có thể lấy được một món tiên tàng này, hẳn là liền đủ tiền linh thạch để mua ma thổ thái cổ. Phong Phi Vân biết nữ ma rất không thích tiếp xúc với người khác. Phỏng đoán nàng thật đúng là không biết lắm phải làm thế nào mới có thể thu được nhiều linh thạch nhất trong thời gian nhanh nhất. Nữ ma do dự chỉ chốc lát, sau đó nói. Vậy bây giờ hãy đi đoạt tiên tàng với ta. Khi đó linh thạch đều là của ta, còn báu vật trong tiên tàng có thể chia cho ngươi ba phần. Một phần vậy. Một phần. Mẹ ơi, cũng quá bủn xỉn. Nếu không phải tu vi của Phong Phi Vân còn kém một chút, khẳng định hắn đã quay đầu liền đi. Đừng có đi, nữ thổ phỉ, nữ cường đạo, trả ta bảo thuyền, trả ta bảo thuyền. Một con tiểu ô quy trắng như tuyết lao đến từ trên đường chân trời, trông giống như một con vịt. Nó lao tới cực nhanh, làm cái mai rùa trên lưng đều phải bay lên. Chả mấy chốc ma ô quy liền chạy đến trước mặt nữ ma. Nó không ngừng thở hổn hển, ngăn cản ở trước mặt nàng. Phong Khanh Khanh theo sát sau đó, hạ xuống từ trên màn trời. Nó rơi xuống bên cạnh Phong Phi Vân, bạch y nhẹ nhàng phất phơ, làn gió thơm ùa đến như là ngọc nữ từ 9 tầng trời bay xuống. Nữ ma ánh mắt hờ hững, lặng lặng đứng ở nơi đó. Trên người có từng đợt hào quang trắng tinh quấn quanh, nàng không để ý chút nào tới những lời ma ô quy kêu gào, thật giống như căn bản không liên quan đến chuyện của nàng. Ra ra, người gọi ai là nữ thổ phỉ a? Thánh thực quả nhảy ra từ túi áo của Phong Phi Vân, lăn lăn ở trước mặt Mao Ô Quy. Mao Ô Quy dùng móng vuốt ôm lấy thánh thực quả, tức thì nước mũi ròng ròng mà khóc lóc kể lể. Lão thực a, lão thực a, trong lòng ra ra đau khổ a, ra ra bị người ta cướp đoạt, đoạt đến ngay cả cái khố đều không còn. Ra ra, không phải cho tới ngày nay người cũng chưa từng mặc khố. Thánh thực quả hỏi. Mao Ô Quy vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu, sau đó vừa khóc vừa tố cáo. Đúng vậy, Gia Gia vốn cứu giúp người nghèo, nên ngay cả cái khố cũng đều đưa ra không còn, hiện tại càng nghèo rất mồng tơi. Phong Phi Vân, người đền ta bảo thuyền, đền báu vật của ta. Nữ ma đầu, lão phu liều mạng với ngươi. Mao Ô Quy dẫu rằng đang kêu gào, nhưng mà lại không có đích thực ra tay. Nếu như nó thật sự là đối thủ của nữ ma, thì tinh hồng cổ thuyền cũng không trở thành món đồ trong tay nữ ma. Phong Phi Vân thở dài một tiếng, bản năng cảm giác được chuyện sắp hỏng bét. Đôi mắt nữ ma quả nhiên chăm chú nhìn vào trên người thánh thực quả, ánh sáng trong đồng tử không ngừng gợn sóng, một cỗ khí tức khổng lồ làm cho người ta nghẹt thở bắt đầu bành trướng từ trên người nàng. Thánh thực quả, nếu như có thể dùng viên thánh thực quả này, thì cũng không cần đi đan đỉnh quỷ thị để mua ma thổ thái cổ. Tiếng khóc của Mao Ô Quy lập tức dừng lại, lão vội vàng giấu thánh thực quả ở phía sau. Lão thực chạy mau, ra ra giúp ngươi đoạn hậu. Dầm. Mao Ô Quy bị một đầu ngón tay của nữ ma bắn bay đi ra ngoài. Ra ra. Thánh thực quả hóa thành một đạo ánh sáng lung linh màu đen mà vội vàng chạy trốn. Nó sợ bị nữ ma đầu trước mắt này ăn sống nuốt tươi. Nữ ma có hứng thú rất lớn đối với thánh thực quả, ống tay áo nhẹ nhàng phẩy một cái. Nàng liền biến thành một đạo ánh sáng lung linh đuổi theo. Cứu mạng a! Đừng trốn,
hãy giúp ta đột phá tu vi. Cứu mạng a, ta chỉ là một trái cây. Chả mấy chốc, một quả một người liền biến mất ở trên đường chân trời. Phong Phi Vân thở ra một hơi thật dài. Đối với nữ ma hắn có sự hiểu biết hoàn toàn mới, thật sự nàng rất ngang ngược. Khó trách ở kiếp trước nàng dám chọn cách đi ăn trộm cổ kinh của đạo tổ đạo môn. Phong Phi Vân, nói cho lão phu biết rốt cuộc nàng là ai. Lão phu muốn quyết đấu với nàng, tinh hồng cổ thuyền chính là lão phu phải bất chấp nguy hiểm tánh mạng đoạt lai. Không thể bởi vì nàng nói một câu, thuyền này rất đẹp, để sau đó liền trở thành món đồ của nàng. Ngươi thử phân xử xem, thế này là chuyện gì, có còn thiên lý hay không, có còn thiên lý hay không. Mao Ô Quy quay trở về, vẻ mặt rất kích động. Lão bay đến đỗ trên vai Phong Phi Vân, rồi gào thét vào lỗ tai Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười khổ nói. Thân phận chân thật của nàng thì ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết rằng tên thực của nàng gọi là Tiêu Nặc Lan. 3 vạn năm trước nàng từng ăn trộm cổ kinh của đạo tổ, bị một vị thánh linh đạo môn giết chết, rồi cùng với vô lượng tháp rơi xuống đến thần tấn vương triều. Những gì ta biết chỉ có đến như vậy. Nếu mà lão cố gắng tìm hiểu về nàng thì hẳn là sẽ biết được nhiều hơn so với ta. Những gì ta biết chỉ vẻn vẹn là một đoạn thời gian nàng làm sằng làm bậy kia tại thần tấn vương triều. Còn những chuyện trước khi nàng hóa thành thi tà thì ta làm sao biết nàng là ai. Nhưng mà nếu nàng có thể ăn trộm cổ kinh của đạo tổ, như vậy trên đời nhất định có thần thông trời long đất lở. Nàng họ Tiêu, chẳng lẽ nàng là một vị nào đó? Gương mặt Mao Ô Quy bắt đầu trở nên nghiêm túc, trong miệng không ngừng nói thầm, đột nhiên đôi mắt trợn lên như muốn lồi ra từ trong khóe mắt. Phong Phi Vân nói, lúc nàng còn trên đời, hẳn là ai đó thuộc về một nhóm người tối cao nhất dưới thánh linh. Ở trong quốc gia nhân loại thì tồn tại có tu vi có thể đạt tới loại cấp bậc của nàng lúc ấy, phỏng đoán có thể đếm được trên đầu ngón tay. Con người của Mao Ô Quy không ngừng chuyển động, lão nói. Chúng ta có lẽ nên rời khỏi nơi đây nhanh một chút. Nữ ma đầu này không phải người tốt, cả gan làm loạn, giết người như ngóe, cường đạo thổ phỉ. Nàng đã đắc tội một vị thánh linh của đạo môn, chúng ta đi gần nàng quá cũng không phải là chuyện tốt. Phong Phi Vân gật đầu. Hắn cũng hiểu được chuyện làm bạn với nữ ma rất nguy hiểm. Cho dù có thể tìm được báu vật trong di chỉ tiên thành thì cũng bị nàng cướp đi. Cùng nàng tìm kiếm tiên tàng thì chỉ có thể được chia cho một thành, còn không bằng Phong Phi Vân tự mình đi tìm. Mối nguy đến từ Cửu Tiêu tiên thành và Vô Thọ tinh cung đã giải trừ, Phong Phi Vân cũng không cần lại mượn lực lượng của nữ ma. Hắn tính toán đi tới trung tâm di chỉ tiên thành, rốt cuộc hắn cảm giác được nơi ấy có vật gì đó đang chờ hắn. Về phần mấy nàng thiên chi kiêu nữ phụ cảnh chủ Diệp Hồng cảnh tranh đấu, Phong Phi Vân cũng rất không muốn lại nhúng tay vào. Lưu Tô Lục đã bỏ mình, với thủ đoạn và mưu mô của Lưu Tô Tử, muốn đối phó lục quận chúa Lưu Tô Lam và đại quận chúa Lưu Tô Hồng, hẳn là một chuyện dễ dàng. Phong Phi Vân tuyệt không lo lắng thánh thực quả sẽ bị nữ ma bắt được. Cho dù tu vi của nữ ma thật cao, nhưng mà muốn đuổi kịp thánh thực quả cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phong Phi Vân cũng lười đi để ý đến ý muốn của người khác. Có lẽ cố gắng tu luyện, làm tăng lên tu vi của chính mình mới là chính sự. Hắn còn có chuyện hắn muốn đi làm, kẻ địch của hắn vô cùng cường đại, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Sớm biết rằng nữ ma bá đạo như vậy, hồi đó tại thần tấn vương triều cũng không nên giúp nàng đột phá cảnh giới. Phong Khanh Khanh khuôn mặt đỏ bừng tựa như hoa đào, nàng bĩu môi có hơi không cao hứng. Bởi vì vài món báu vật trên người nàng cũng bị nữ ma cướp đi. Phong Phi Vân cười nói. Cũng không phải hoàn toàn không có ích lợi. Ít nhất hiện tại Cửu Tiêu Tiên Thành, Vô Thọ Tinh Cung, phủ cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh cũng biết sau lưng ta có một vị thi vương. Tin tức kia cũng khẳng định sẽ lưu truyền đi ra ngoài. Đến lúc đó tại 12 cảnh Tây Nam thì số người dám giết ta cũng không có nhiều, đó cũng là một loại dựa thế. Phong Khanh Khanh cười gật đầu. Lộ ra một hàm răng trắng bóng. Phong Phi Vân, Phong Khanh Khanh, Mao Ô Quy xuất phát đi về hướng trung tâm tiên thành, dọc theo đường đi gặp phải không ít hung thần nhưng đều bị Phong Phi Vân giết chết. Trên vùng đất này có rất nhiều cung khuyết và cổ đạo bỏ đi rất nhiều năm, đã đổ nát, khắp nơi là cảnh tiêu điều. Mà đó còn vẻn vẹn chỉ là những thành vực thuộc về chung quanh Cửu Uyên tiên thành, cũng không phải thật sự là trung tâm Cửu Uyên tiên thành. Có yêu khí. Mao Ô Quy giống như một con tiểu bạch cẩu, lão dí cái mũi trên mặt đất ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chân trời đỏ rực mà nói. Là khí tức do bạch chu yêu tộc lưu lại.
Phong Phi Vân tự nhiên biết tu sĩ yêu tộc đã tiến vào khu vực này. Bởi vì đám cường giả yêu tộc này vốn chính là hắn liên lạc gọi đến để đối phó Hiên Viên Nhất Nhất. Nhưng mà Phong Phi Vân hiện tại lại không thể tiếp xúc với cường giả yêu tộc, hắn cũng không muốn lại đi đối phó Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất kỳ thật là một nữ nhân rất tốt. Hiện tại đối với nàng thì Phong Phi Vân bớt đi một chút thành kiến, cũng không bởi vì ghi hận Thủy Nguyệt Đình mà ngay cả nàng cũng bị hắn ghi hận. Không lâu lắm, Mao Ô Quy lại ngửi thấy được khí thức của vài loại yêu tộc khác như Hổ Lang yêu tộc, Cự Nghĩ yêu tộc, Kiến Hổ tộc, Đại Phong tộc. Có đến khí thức của 9 loại yêu tộc. Rất không bình thường, rất không bình thường, trung tâm tiên thành này rốt cuộc có vật gì vậy, tại sao lại thu hút nhiều yêu tộc như vậy đến đây? Mao Ô Quy hỏi. Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh một tảng đá gãy lìa màu nâu xám. Nó đã từng là một tấm bia đá, hiện tại cũng đã trở nên như một nấm đất đùn lên. Phong Phi Vân gắt gao nghiến chặt hàm răng, yêu ma chi huyết trong thân thể bắt đầu khởi động càng kịch liệt hơn, có một loại cảm giác vô phương áp chế đè nén xuống. Nhưng mà hắn lại vẫn điều động kim tàm Phật khí mạnh mẽ chấn áp xuống. Ca, ca làm sao vậy? Phong Khanh Khanh túm lấy cánh tay Phong Phi Vân, ân cần dò hỏi. Không sao, ngươi, lùi xa ta hơn một chút. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về chân trời, ánh mắt lo lắng, hắn nói. Bọn họ đến đây vì long thi của chân long. Cái gì, long thi của chân long? Quai hàm Mao Ô Quy trễ đến đều phải rơi trên mặt đất, lão nói. Không có khả năng, không có khả năng. Hài cốt long tộc vốn đều mai táng tại long chủng, nghĩa địa rồng, không có khả năng di lưu ở bên ngoài. Phong Phi Vân có hiếu kỳ hơn một chút mà liếc mắt nhìn Ô Quy này. Long thi chôn ở long chủng, đây là một chuyện cực kỳ bí ẩn, chỉ có trong tứ đại yêu tộc mới biết đến. Làm thế nào mà lão biết được? Ngươi xác định thật sự là một con long thi. Con ngươi của Mao Ô Quy lại bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phong Phi Vân đáp. Ta tận mắt thấy long thi giống như một dãy núi non trùng điệp bay qua ngang trời, khí tức trên người cực kỳ khổng lồ, huyết dịch đông lại trong thân thể, cuối cùng bay vào trung tâm di chỉ tiên thành. Thật sự là quá tốt, thi thể long tộc bị mai táng ở bên ngoài thì chỉ có một loại tình huống, đó chính là xuất hiện dị đoan và phản nghịch. Tất cả mọi thứ trên người chân long đều là báu vật a. Long lân, long bì, da, long huyết, long cốt, long cân gân, long đảm, nước bọt, long đan, long tâm. Nếu như chúng ta có thể có được một khối long thi, sẽ không thua gì một khối viễn cổ tiên tàng. Mao Ô Quy chảy nước miếng đến mức không ngừng rơi trên mặt đất. Dị đoan và phản nghịch. Trong miệng Phong Phi Vân niệm một câu như vậy. Đừng xúc động nhiều như vậy, nếu long tộc đều không đến đây nhặt xác cho nó, thì đã nói rõ nó là thật sự đã phạm phải tội lớn. Chỉ cần không làm nhục xác chết của nó thì long tộc cũng sẽ không tìm đến chúng ta hỏi tội. Đây là cơ hội chỉ may mắn có được, nếu như có thể thu được long đan của chân long, thì tu vi của ngươi sẽ tiến nhanh. Yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân lại bắt đầu khởi động. Nhưng nguyên nhân đích thực dẫn động yêu ma chi huyết trong thân thể không phải long thi, mà là một thứ gì khác. Đây là một loại linh tính kỳ quái, khiến cho Phong Phi Vân cảm giác được trong lòng không chắc chắn. Mao Ô Quy phóng đi nhanh hơn, lão hoàn toàn quên đi chuyện chính mình bị nữ ma cướp đoạt, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào thu được xác chết của chân long vào trong tay. Dầm! Nó đụng đầu phải một tòa kết giới vô hình. Trong hư không, bùng phát ra một trận hào quang trắng tinh. Vô số trận pháp đã quay cuồng trong hào quang đã hất cho lão bay lăn lộn mấy vòng, quay cuồng trên mặt đất đến 4, 5 vòng. Khi hào quang trắng tan đi, kết giới lại trở nên vô ảnh vô hình. Ai u, mẹ đứa nào dở hơi như vậy? Giữa cánh đồng bát ngát lại bố trí kết giới. Mao Ô Quy xoa xoa cái đầu của mình, cảm giác ánh mắt có hơi hoa lên. Chung quanh rất hoang vu, đầy những tảng đá hoàng thạch và phế tích, còn có dày đặc tường đổ và gạch ngói vụn. Thỉnh thoảng có trận gió mạnh thổi qua, phát ra âm thanh như cự thú gầm giống. Phong Phi Vân chậm rãi đi đến vị trí Mao Ô Quy mới vừa đâm vào. Hắn tiếp thu quy tắc thiên địa, rồi nhẹ nhàng vươn một tay về hướng trong hư không. Một cảm giác như điện giật truyền đến từ trên ngón tay, một tầng kết giới lại xuất hiện lần nữa, nối liền trời và đất. Dầm! Một cỗ lực lượng lớn lao vô bờ không gì sánh được liền công kích vào trên ngón tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vội vàng thu tay lại, nhưng mà vẫn bị nện cho đến đầu ngón tay ngứa ngáy. Đây là kết giới thiên địa do một vị vũ hóa hiền giả cường đại bố trí, ngăn cách một mảnh không gian rất lớn,
hẳn là muốn ngăn cản mọi người tiến vào trung tâm di chỉ tiên thành. Phong Phi Vân nói, Mao Ô Quy suy luận, cũng không phải chỉ một vị vũ hóa hiền giả bố trí, mà là tập kết lực lượng của nhiều người. Xem ra là có người muốn liên thủ chia nhau báu vật bên trong, thật sự là đâu có lý như vậy. Một đám cường đạo, chúng ta cũng không phải đang đi cướp lấy long thì sao? Phong Khanh Khanh cười khanh khách, ánh mắt chớp chớp. Chúng ta không giống bọn họ, chúng ta cướp lấy long thì chỉ là vì để làm nghiên cứu. Nói thiệt cho các người biết, lão phu gần đây đang nghiên cứu một thái cổ bí ẩn, đang muốn lấy ra một chút long huyết, rồi từ trong long huyết tìm kiếm trí nhớ long tộc viễn cổ. Mao Ô Quy rất là đắc ý mà nói thần bí như vậy. Thôi đi. Phong Khanh Khanh đương nhiên là không tin. Đừng vội không tin a. Tứ đại yêu tộc có truyền thừa từ xa xưa nhất, huyết mạch trong thân thể cũng là từ thuở xa xưa nhất. Nếu muốn nghiên cứu vấn đề bí ẩn kia, dẫu thế nào cũng phải bắt đầu nghiên cứu từ trong huyết mạch tứ đại yêu tộc. Mao Ô Quy lại nói. Cho nên nói lần này chúng ta vô luận như thế nào đều phải cướp lấy hải cốt chân long. Nếu như mà nghiên cứu của ta có thành quả, thì nó sẽ trở thành bước ngoặt lịch sử. Các ngươi cứ chờ xem lão phu nổi danh thiên hạ, danh thơm muôn đời. Cứ run rẩy đi, hai kẻ bán yêu với nhân loại các ngươi này. Phong Phi Vân không muốn thấy một con Ô Quy làm bộ trước mặt mình. Cái này thật sự không có cái gì đáng giá tán thưởng khen ngợi, vì thế hắn nói. Vậy ngươi có lẽ trước hết nghĩ biện pháp làm thế nào phá vỡ kết giới, nhà nghiên cứu vĩ đại. Xì. Cái này cũng có thể làm khó lão phu sao? Mao Ô Quy ánh mắt kiêu ngạo, vẻ mặt nghiêm túc, lão nói. Lão phu tinh thông một loại bí thuật, có thể xé rách tất cả kết giới trong thiên địa. Thiên tủy binh đảm trong tay Phong Phi Vân cũng có lực lượng phá kết giới. Nhưng mà một đạo kết giới này chính là do mấy vị vũ hóa cường giả bố trí, đã vượt qua phạm vi lực lượng của thiên tủy binh đảm. Phong Phi Vân tự nhiên cũng tinh thông một chút thần thông phá vỡ kết giới. Chính là lực lượng đều kém một phân, nên hắn cũng không cách nào phá vỡ một tòa kết giới này. Mao Ô Quy dựng đứng người lên, hai chân vươn dài ra, thật sự liền như một con vịt nho nhỏ. Lão đi tới phía trước kết giới thiên địa, sau đó hé miệng ra cắn. Rầm. Trên kết giới sinh ra vô tận điện mang, nó hất bay lão đi ra ngoài xa, toàn thân đã bị nám đen, trong miệng không ngừng phun ra khói đen, lưỡi như phun lửa. Mao Ô Quy thở yếu ớt nằm trên mặt đất, trong miệng vẫn còn điện mang đan sen. Cái này, đây là bí thuật của lão. Phong Phi Vân hỏi. Mao Ô Quy đứng lên, lão đáp. Trước kia, cách này cũng luôn trăm lần thử được cả trăm. Nếu không cắn thì không phá được kết giới. Nhưng lần này đây thuần túy là sai lầm. Con mẹ nó, là đám người bố trí kết giới kia quá mạnh mẽ. Hơn nữa trên kết giới còn bố trí trận pháp công kích để lừa Ô Quy A. Hãy để cho ta đến thử xem. Phong Phi Vân triển khai Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực, ngưng tụ vô tận hỏa diễm chỉ còn to như nắm tay, rồi hóa thành một đám hỏa châu màu đỏ đậm. Hỏa diễm cực kỳ ngưng tụ cô đọng bắt đầu chậm rãi thiêu đốt kết giới. Đại khái sau nửa canh giờ, kết giới mới bị luyện hóa mở ra một lỗ thủng nhỏ. Trong lòng Phong Phi Vân vui vẻ, có thể bị luyện hóa tách ra là đã nói lên cách này hữu dụng. Hắn vội vàng thúc giục càng nhiều lực lượng hơn. Sử dụng Phượng Hoàng Hỏa Thần Vực bắt đầu không ngừng mở rộng lỗ thủng, cuối cùng đạt tới mức độ có thể để cho một người đi qua. Ta đi vào trước. Mao Ô Quy rất thèm thuồng đối với Long Thi, lão là người thứ nhất nhảy vào. Ngay sau đó Phong Khanh Khanh cũng bay vào. Phong Phi Vân là người cuối cùng xông vào. Sau khi xông vào kết giới, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mờ mịt lạnh như băng. Đây là một tòa phế thành từ thuở xa xưa, tường thành xám như chì. Khắp nơi đều đổ nát tả tơi. Có thành vực trôi nổi ở trên trời, có cái đã rơi rụng nằm trên mặt đất, tựa như bị từng đạo khai thiên cự phủ búa xẻ trời chém vỡ. Những bức tường nhà cửa đổ nát thê lương, tường thành cổ vỡ vụn, đền đài sụp đổ đầy rẫy khắp cả không gian. Liếc mắt nhìn lại không thấy điểm cuối, có những con đường lớn bị cắt ngang, những tòa nhà hình tháp bị phá hủy, tất cả đều tượng trưng cho nơi này đã từng có một thời phồn hoa. Ở trong bức tường cổ đổ nát kia còn có vẫn thiên linh thạch. Mao Ô Quy không biết từ địa phương nào đã moi ra được một quả đại trùy tử, lão vác ở trên vai định đi đập phá tường cổ để moi vẫn thiên linh thạch ở bên trong ra. Phong Phi Vân liền xông lên tóm lấy lão lại, thu lấy quả trùy trong tay lão rồi nói. Có cường giả đã bố trí trận pháp ở chỗ này, bất cứ đồ vật gì cũng không được làm lộn xộn,
nếu không có thể sẽ dẫn đến bất trắc. Đi vào một tòa cổ thành bị tàn phá này, trên mặt đất còn có một số mảnh xương nhỏ trắng ngần sáng bóng. Đây là xương của cường giả, đã 8 vạn năm trôi qua mà nó vẫn không bị mục nát. Trong một tòa di chỉ tiên thành này có lực áp chế rất mạnh, ép tới lão phu đều sắp sửa không cử động nổi. Xem ra thật sự có cường giả bố trí trận pháp ở chỗ này, không biết phải chôn bao nhiêu vẫn thiên linh thạch ở trong một tòa cổ thành này. Mao Ô Quy cảm giác như thể trên người có mấy quả núi lớn đang đè ép. Ở tại Hồng Diệp Tinh đều không có lực áp chế mạnh như vậy. Càng đi về hướng tới trung tâm di chỉ tiên thành, áp lực liền càng lúc càng lớn. Xem ra những tu sĩ còn chưa đạt tới Niết Bàn đệ tứ trọng, phỏng đoán vừa đi vào di chỉ tiên thành liền bị đè cho quỳ rạp trên mặt đất. Mà đó mới chỉ là bên ngoài Cửu Nguyên tiên thành mà thôi, còn lực áp chế ở trung tâm Cửu Nguyên tiên thành thì không biết còn cường đại đến đâu. Xem ra là có người không muốn để cho bí mật nơi này bị người biết được, nhưng mà lại không phá hủy nổi bí mật ở đây, cho nên mới bố trí một lượng lớn vẫn thiên linh thạch tại trung tâm tiên thành, có lẽ không ai có thể tới trung tâm tiên thành. Yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân trở nên càng sôi sục hơn, đôi mắt đều trở nên đỏ bừng, trên cánh tay sinh ra từng đạo hoa văn ma quái nhàn nhạt. Ma huyết trong thân thể Phong Phi Vân như là bắt đầu bốc cháy lên, nó bức lui cả kim tàm Phật khí. Trên hai tay cánh tay sinh ra những cục u nho nhỏ, hình dạng giống như long lân. Tất cả những kinh mạch màu xanh cũng nổi gồ lên, trông có vẻ cực kỳ hung ác. Ca. Phong Khanh Khanh lại lần nữa nhận thấy được sự dị thường của Phong Phi Vân, nên cực kỳ ân cần đi đến gần hắn. Mao Ô Quy cũng nhận thấy được dị thường, lão liếc nhìn Phong Phi Vân chỉ chốc lát, rồi nói. Lại yêu ma chi huyết trong thân thể hắn xuất hiện vấn đề, người có lẽ cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Phong Phi Vân lại lần nữa mạnh mẽ áp chế yêu ma chi huyết trong thân thể xuống, rồi nói nghiêm túc. Phong Khanh Khanh, người đi vào trong thiên quốc trước đi. Ta không, ta sẽ không đi vào. Phong Khanh Khanh bĩu môi, cực kỳ bướng bỉnh, dáng người mảnh rẻ mềm mại hóa thành một bóng trắng, né tránh rất xa. Tốc độ của Phong Phi Vân nhanh như quỷ ảnh. Hắn bắt lấy Phong Khanh Khanh, sau đó trả nàng về trong thiên quốc. Yêu ma chi huyết trong thân thể Phong Phi Vân rất tà tính, một khi nó bắt đầu điên cuồng thịnh nộ liền có nhu cầu rất cao đối với nữ nhân, kích thích dục vọng trong thân thể. Hắn sợ chính mình sẽ không khống chế nổi, cho nên không thể không trả Phong Khanh Khanh về trong thiên quốc. Trong thân thể của ngươi không có long huyết chứ? Mao Ô Quy bắt đầu trở nên hưng phấn, rất muốn rút một ống máu trong thân thể Phong Phi Vân ra để nghiên cứu. Phong Phi Vân áp chế hoa văn ma quái trên cánh tay. Ánh mắt lại vẫn đỏ đậm như trước, như là hai luồng máu tươi. Hắn nhìn chăm chú Mao Ô Quy trong lòng cực kỳ khó chịu. Khụ khụ, lão phu không có hứng thú đối với huyết dịch của ngươi. Lại ngửi thấy được yêu khí. Mao Ô Quy đi dọc theo một con đường lớn đã bị tàn phá về hướng trung tâm di chỉ tiên thành. Lực áp chế trên thân thể hắn càng lúc càng mạnh, làm cho tốc độ trở nên càng lúc càng chậm. Xoẹt xoẹt. Một cánh tay sắt đánh ra từ phía sau một tòa tường cổ, nó chụp xuống về hướng Mao Ô Quy. Cánh tay sắt này rất kỳ quái, nó không giống như cánh tay nhân loại, dài chừng hơn 6 thước. Nó vươn ra như một đôi kìm lớn, làm cho mặt đất dưới chân Mao Ô Quy đều bị vỡ vụn. Ta nhổ vào, món đồ gì đây? Mao Ô Quy bay vọt lên, lão nhảy đến trên vai Phong Phi Vân, sau đó trốn vào trong vạt áo của Phong Phi Vân, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Một con kiến so với voi thì còn lớn hơn nhiều húc đổ bức tường cổ. Nó xông ra ngoài, toàn thân đều là áo giáp như kim loại. Nó vươn dài 6 cái chân vững chắc to như miệng bát cũng giống như là kim loại luyện thành. Trên mỗi một chân cũng có một cái kìm lớn, vô cùng sắc bén. Chỗ yêu tộc làm việc, người không liên quan mau lui. Con cự nghĩ kiến khổng lồ, này mở miệng nói ra lời người đời, âm thanh rất lạnh nhạt. Tràn ngập sát khí. Phong Phi Vân hai mắt đỏ ngầu, khí tức trên người rất không ổn định, trên cánh tay ngưng tụ ra lực lượng vạn thú, chỉ một quyền đã đánh bay con cự nghĩ này đi ra ngoài, chân tay như kim loại kia đều đã đứt đoạn thành hai nữa. Rầm. Con cự nghĩ này kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành hình người, toàn thân bao trùm áo giáp màu đen. Nó vươn 6 cánh tay ra, mỗi một cánh tay đều tựa như một chiếc kìm lớn sắc bén. Trong miệng hắn phun ra một quả bùa chú hóa thành một đạo ánh sáng lung linh bay đi ra ngoài.
Yêu tộc chúng ta có rất nhiều cường giả tụ tập ở chỗ này, ta đã thông chi cho bọn họ. Chả mấy chốc sẽ có cường giả chạy đến đây trấn áp ngươi. Con yêu cự nghĩ lạnh giọng nói. Thân thể Phong Phi Vân khẽ động, đột nhiên hắn xuất hiện ở trước người cự nghĩ yêu tộc. Trong lúc đối phương vẫn còn không kịp phản ứng lại, thì một chưởng đã nện vào đỉnh đầu của hắn, lập tức đập vỡ thân thể của hắn thành muôn vàn mảnh nhỏ, yêu huyết chảy tràn con đường lớn. Nhân loại lớn mật, nơi đây đã bị yêu tộc khoanh thành vùng cấm. Ngươi dám xông vào, thì coi như vận số của ngươi quá kém. Nói thừa nhiều như vậy để làm chi, mau giết hắn đi. Hai lão già mặc trường bào màu xám bay ngang trời đến chỗ hắn, trên người yêu khí dày đặc, khí thế vô cùng bá đạo. Cả hai đều tự đánh ra một khối yêu cốt, nện về hướng Phong Phi Vân. Bọn họ đã phong tỏa một mảnh xứ sở này, mưu đồ bí mật đại sự nên không muốn bị tu sĩ nhân loại xông vào. Ầm. Trên cánh tay Phong Phi Vân dày đặc hoa văn yêu quái, ma khí bốc lên, tựa như biến thành hai cái tà chảo. Hai tay công kích ra, hắn đánh ra hai đạo thú hồn như nước cuộn trào, nện thẳng vào hai khối yêu cốt kia. Thú hồn và yêu cốt bắt đầu giằng co, chúng đều bùng phát ra dao động lực lượng khủng bố. Hai lão già mặc áo choàng màu xám có vẻ cực kỳ cố hết sức. Cả hai điều động lực lượng toàn thân, toàn bộ lực lượng đều đánh về hướng Phong Phi Vân. Phá cho ta! Từ trong thân thể Phong Phi Vân lao ra một vạn con linh thú chiến hồn. Bởi vì đã bị Vẫn Thiên Linh Thạch áp chế, những linh thú chiến hồn này đều bị áp chế trong một vùng 10 thước, nhưng mà uy lực vẫn mạnh mẽ. Vạn thú hiện ra, lực lượng oanh kích ra xa. Phốc! Phốc! Hai vị cường giả yêu tộc bị nện vỡ thành hai đám mây máu. Hai khối yêu cốt kia rơi rụng xuống trên mặt đất, làm cho mặt đất xuất hiện ra hai cái hố to. Phong Phi Vân nhặt hai khối yêu cốt trên mặt đất lên. Đây đều là đại yêu cốt, mặc dù chỉ là một khối rất nhỏ, nhưng vẫn nặng khoảng 1.000 cân. Trên đó vẫn còn lưu lại được lực lượng của đại yêu, uy lực có thể so với một kiện linh khí cường đại. Hai tên bị ngươi đánh chết vừa rồi chính là Hổ Lang yêu tộc, hơn nữa lúc trước gặp phải cự nghĩ yêu tộc. Thật sự là kỳ quái, bởi vì ngay trong mỗi đại yêu tộc thì tất cả vẫn luôn cạnh tranh lẫn nhau, đối địch với nhau. Nhưng hiện tại lại liên kết chung tay, chẳng lẽ bọn họ là muốn độc chiếm một khối hải cốt chân long kia? Cũng không đúng a, một mảnh thành vực này vẫn còn thuộc về khu vực bên ngoài, cũng không có khí tức của hải cốt chân long. Mao Ô Quy giấu ở bên trong trang phục của Phong Phi Vân. Lão thụt đầu vào chứ không dám thò đầu ra. Lúc ở trong thánh linh mộ táng lão đã đoạt đi tinh hồng cổ thuyền, bị rất nhiều cường giả yêu tộc trông thấy. Nên bây giờ quả thật lão không muốn bị người ta nhận ra, sau đó bị một đám yêu cường đại vây công. Phong Phi Vân xông qua trận pháp do cường giả yêu tộc bố trí, đi vào trong một mảnh phế tích tiên thành này. Từ bên trong kiến trúc đổ nát ở hai bên vọng ra âm thanh của sinh vật chưa biết. Những sinh vật này ẩn náu trong bóng tối đều không hề xuất thủ, mà là đi theo Phong Phi Vân ở một cự ly vừa phải. Rất hiển nhiên bọn họ đều cảm nhận được khí tức cường đại tản mát ra từ trên người Phong Phi Vân, không kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Một làn sương mù đen tuyền chuyển động giữa đám cung điện bị tàn phá, từ trong làn sương mù hiện ra một đôi mắt xanh lè, còn có một cái miệng to như chậu máu. Nó nói nặng trịch đầy nguy hiểm. Người trẻ tuổi, hôm nay 10 tộc yêu tộc tụ tập tại đây. Nơi này không phải chỗ mà ngươi nên xông vào. Phong Phi Vân dừng bước chân lại. Hắn nhìn thoáng qua đám sương mù màu đen kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ uy nghiêm rồi trầm giọng nói. Ngươi vẫn còn không có tư cách nói lời đó với ta. Hừ, ta chính là yêu tướng của âm phong yêu tộc, tại vạn tộc chiến trường có trên vạn điểm quân công. Vậy mà ngươi lại còn nói ta không đủ tư cách. Đám sương mù đen tuyền kia lúc tụ lúc tan, không có hình dáng cố định. Nó giống như một hồi gió lạnh thấu xương. Từ trong đám sương mù màu đen vươn ra một thủ chảo hung ác, móng tay bén nhọn. Nó hóa thành những mũi thần nhận giao thần. Âm phong yêu tộc, chỉ là yêu tộc không ra gì thôi. Phong Phi Vân huýt sáo một tiếng, từ trong miệng phun ra phượng hoàng nhiệt hỏa vô tận. Nó hóa thành một biển lửa đỏ đậm cực nóng, thổi cho vị yêu tướng âm phong yêu tộc bị bắn bay đi xa. Gió lạnh trên người nó đều thiếu chút nữa bị đánh tan. Ngao! Hiu! Tất cả những tu sĩ yêu tộc ở chung quanh cũng bay vọt ra, đồng thời công kích nhằm vào Phong Phi Vân, muốn giết chết tu sĩ nhân loại xông vào chốn này. Ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn ngạo nghễ, hắn xuất ra thiên tủy binh đảm rồi hóa thành mấy ngàn thanh tiểu kiếm.
ngự kiếm bay nhanh, rồi đại chiến tứ phương. Ở một góc khác của thành vực này, trong một căn đình viện đầy cổ mộc khô héo. Nơi này đã bị hoang phế 8 vạn năm, những cây thiết mộc từng sống vạn năm đều đã tử vong, muôn vàn khối gạch ngói vụn đều tan thành cát vụn. Tất cả ao hồ nước cũng khô cạn, từ trong các vết nứt đang không ngừng phun ra khói đen. Hiên Viên Nhất Nhất ngồi ở bên một cái bàn đá, áo quần trắng tinh, gương mặt thanh thản, ánh mắt rong veo. Những ngón tay tựa như bạch ngọc đang nắm một cây tiên xích, tất cả quy tắc trong thiên địa tựa hồ đều tụ tập vào nàng, ngừng tụ tại tiên xích trên tay nàng. Nàng lặng lặng ngồi đó, khắp người đầy những ngọn lửa thánh khiết không thực. Dáng vẻ nàng thư thái thật giống như đã tách rời với cả thiên địa. Ở trong một tòa đình viện này còn đứng hơn 10 vị cường giả yêu tộc đến từ hàng chục yêu tộc. Có Bạch Chu yêu tộc, Hổ Lang yêu tộc, Cự Nghĩ yêu tộc, Hồ tộc. Đều là những cường giả yêu tộc, mọi người đều có diện mạo hiên ngang, khí tức nước cuộn trào. Tuyệt đại đa số đều bước vào cảnh giới vũ hóa, thuộc về tiên hiền trong yêu tộc. Nơi đây đã bị phong kín hoàn toàn, tất cả thiên cơ quy tắc cũng bị bưng bít. Một lão bà yêu tộc đầu đầy tóc bạc bước đi tập tễnh. Bà đi tới phía trước một chiếc linh xa trắng tinh rồi cung kính vái một cái với người bên trong. Chiếc linh xa này chính là dùng thiên tinh phát ngọc tế luyện mà thành. Nó được 7 con loan điểu kéo chim loan, toàn thân đều là tia chớp sáng trắng. Bên trong có một vị giai nhân tuyệt đang ngồi, đó là công chúa của Bạch Chu yêu tộc, Phi Viên công chúa. Phi Viên công chúa khoác trên người một tầng sa mỏng, da thịt trắng nõn, lồng ngực căng tròn, vòng eo mảnh mai. Cánh tay ngọc như ngó sen, ngón tay mềm mại thon thả, mỗi một móng tay đều được gọt giũa thật sự tinh xảo. Tuyết Lang và Diêu Cát giờ phút này cũng đứng ở bên cạnh chiếc linh xa này. Tuyết Lang chính là hoàng tộc của Bạch Chu yêu tộc, hơn nữa còn là cô ruột của Phi Viên công chúa. Cho dù trong thân thể của nàng đã in dấu ấn ký nô lệ của nhân loại, nhưng mà vẫn có thể được Phi Viên công chúa tín nhiệm. Thủy Nguyệt Thánh Nữ, chúng ta lại gặp mặt. Âm thanh của Phi Viên công chúa rất dễ nghe, véo von như nước suối róc rách. Mặc dù chỉ là nghe được âm thanh của nàng, nhưng đều sẽ làm cho người ta phải mê mẩn. Hiên Viên Nhất Nhất ngồi ở cái trên một hòn đảo nhỏ nằm giữa trung tâm hồ, thanh tú tuyệt trần. Chỉ là nước trong hồ kia đã sớm khô cạn mấy vạn năm, nên hòn đảo nhỏ thật giống như bị cô lập ở chính giữa hồ, làm cho có vẻ tình cảnh của nàng cũng trở nên rất thê lương. 3 năm ước hẹn, tựa hồ hơi sớm. Hiên Viên Nhất Nhất vẻ mặt rất bình tĩnh, trên người có vô số dáng tiên đang quay vòng, bộ quần áo trắng trên người chập chờn như sương khói. Thật sự cũng không tính là sớm hơn. Phi Viên công chúa khẽ hé mở làn môi đỏ mọng. Ngươi còn không phải đối thủ của ta, sẽ không đoạt được thiên nhai xích. Hiên Viên Nhất Nhất nắm cái thước trong tay, tựa như nắm một mảnh thiên địa. Những cường giả yêu tộc này, mọi người đều có phong độ bất phàm, uy chấn một chốn. Nhưng mà lại cực kỳ kiêng kỵ đối với cái thước trong tay nàng, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phi Viên công chúa thần thái cao ngạo, tiên nhan thanh tú xinh đẹp. Trên người cũng có khí lực hào hùng lao ra. Nó hóa thành hình dáng một con bạch chu khổng lồ ở bên ngoài linh xa. Trên người bạch chu có một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố từ thuở xa xưa mà hào hùng. Nó giống như muốn chấn vỡ bầu trời, phá tan thiên hạ. Vạn kiếp bất tử công và thiên nhai đạo đều là thần thông do thánh tổ sáng chế. Hôm nay ta liền muốn xem rốt cuộc là vạn kiếp bất tử công mạnh, hay là thiên nhai đạo mạnh hơn. Phi Viên công chúa có được truyền thừa vạn kiếp bất tử công, tốc độ tăng tu vi cực nhanh, đã bước vào niết bàn đệ lục trọng, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đám người Tống Thành Danh của âm gian giới, Du Tử Lăng của Vô Thọ Tinh Cung cũng là cảnh giới này. Nhưng mà bọn hắn so với Phi Viên công chúa thì yếu hơn không chỉ một bậc. Tơ nhện bay ra đầy trời, đó là muôn vàn đạo hào quang trắng công kích tới, nó tràn ngập tử khí. Ngón tay trắng ngần của Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng vỗ một cái trên bàn đá. Một đạo ánh sáng thần thánh trắng tinh bay ra từ đầu ngón tay nàng. Nó tràn ngập sức sống vô tận, làm cho trên hòn đảo nhỏ trụi lủi sinh ra những mầm cỏ xanh nhạt, còn có những gốc hoa hồng nở rộ, mùi hoa thơm ngát. Rào rào rào. Từ trong cái hồ vốn đã khô héo vọt lên một gióng nước suối trong suốt, chả mấy chốc liền điền đầy cái hồ. Sóng nước dập dờn, khói linh như sương mù. Mà ngay cả những cây khô chết đi mấy vạn năm quanh căn nhà đình viện này đều nhú ra những mầm mới. Chúng phóng ra linh khí, phơi phới sức sống ngời ngời với màu xanh mơn mởn tựa như ngọc phỉ thúy. Một năm trước nàng vẫn còn là cảnh giới, đạo tâm thế giới,
chỉ sau một năm cảnh giới lại lần nữa tăng lên, đã đạt tới cảnh giới nhất niệm sinh diệt. Đây chính là cảnh giới mà đại hiền giả mới có thể bước vào, thiên tư của nàng thật sự rất cao. Tuổi còn trẻ mà đã bỏ lại phía sau vô số tiên hiền, đây là thánh linh thiên tư a. Tất cả những cường giả yêu tộc này cũng kinh hãi không thôi, họ đều bị tu vi tâm cảnh của Hiên Viên Nhất Nhất làm kinh sợ. Bọn họ đều là nhân vật đã tu luyện mấy ngàn năm, nhưng mà tu vi tâm cảnh lại thúc ngựa đều không theo kịp một nữ nhân trẻ tuổi tu luyện không đủ trăm năm. Nếu như để cho nàng thực sự trưởng thành, nói không chừng chính là Thủy Nguyệt Đình thứ hai. Tu vi tâm cảnh của nàng mặc dù cao đến vô song, nhưng dù sao chỉ là cảnh giới Niết Bàn, chúng ta đủ sức để trấn áp nàng. Hơn 10 vị cường giả yêu tộc đều quyết tâm phải giết chết Hiên Viên Nhất Nhất. Bọn họ đều là vũ hóa hiền giả, lực lượng trong thân thể khổng lồ như một tòa hoàn vũ. Nay đồng thời động thủ đối với Hiên Viên Nhất Nhất. Thanh cổ kiếm trên lưng Hiên Viên Nhất Nhất rung động, nó phát ra một tiếng huýt sáo rồi bay ra khỏi vỏ kiếm, kéo theo một đạo ánh sáng trắng xóa lung linh. Nó giống như ngôi sao băng bay lên rồi nghênh chiến tứ phương. Nàng vẫn ngồi ở bên cạnh bàn đá, áo trắng phất phơ, mắt nhung trong veo. Nàng lấy ý niệm của bản thân để khống chế cổ kiếm, phát ra kiếm ý khiếp người như nước cuộn trào. Không ngờ nàng lấy lực của một người ngăn cản hơn 10 vị vũ hóa hiền giả, tựa như một vị nữ kiếm tiên bất bại. Đây là uy lực của tâm ngự tính tâm kiếm điển, lấy tâm ngự kiếm. Tâm càng mạnh, kiếm lại càng mạnh mẽ, tâm càng tính, kiếm cũng vẫn là vô địch. Tuyết lang dáng người khêu gợi, trước nhô sau vểnh, ngọc thể căng tròn. Nàng nhìn chăm chú Hiên Viên Nhất Nhất đang ngồi thong dong ở giữa hồ. Siêu cắt như thiếu nữ còn ngây ngô, da thịt mịn màng, mái tóc dài đen nhánh, sóng mắt mê người, cổ kiêu trắng nõn như bạch ngọc điêu thành. Trong đôi mắt nàng hiện ra nụ cười thấp thoáng, nàng nói. Thật là kiếm pháp lợi hại, Phong Phi Vân mà đối địch với nữ nhân này, sợ là sẽ phải nếm mùi vị thất bại. Tâm ngự tính tâm kiếm điển chính là kiếm điển trí cao vô thượng của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Từ khi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh khai sáng đã qua vạn năm, nhưng số người có thể tu luyện tâm ngự tính tâm kiếm điển tới cảnh giới, nhất niệm sinh diệt không vượt qua hàng chục. Mà ở vào cái tuổi như Hiên Viên Nhất Nhất lại có thể tu luyện tới cảnh giới, nhất niệm sinh diệt thì chỉ có hai người. Một người chính là bản thân Thủy Nguyệt Thánh Thần, một người là Hiên Viên Nhất Nhất. Bạch Chu yêu tộc chiếm cứ địa bàn ở gần lãnh thổ quốc gia của nhân loại. Nên biết chuyện nhân loại quật khởi vạn năm này ắt gắn liền với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Thủy Nguyệt Thiên Cảnh quật khởi cũng uy hiếp đến sự sinh tồn của hơn 10 yêu tộc ở chung quanh. Cho nên những yêu tộc này cũng có hiểu biết đối với một vài thứ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Tâm tính tắc kiếm lợi, tâm hằng tắc kiếm cường, nhất niệm vi sinh, nhất niệm vi diệt, tâm tính thì kiếm sắc, tâm ổn định thì kiếm mạnh, một niệm là sống, một niệm là diệt. Hiên Viên Nhất Nhất thanh nhã mà thư thái, từ đôi môi đỏ mỏng khẽ khàng thốt ra kiếm quyết. Thanh cổ kiếm đang bay giữa trời cao kia cũng trở nên càng lúc càng mạnh hơn, kiếm khí tung hoành tứ phương, đánh bay những vị yêu tộc hiền giả ra tít xa. Phốc, phốc, kiếm như rồng lượn, khí bốc tận mây xanh. Liên tiếp 4 vị vũ hóa hiền giả bị trường kiếm đả thương, miệng phun ra máu, trên người có kiếm khí đang quấy loạn, xâm nhập vào mạch máu của bọn họ, khiến cho bọn họ khi lui trở về không dám nhúc nhích, chỉ toàn lực áp chế kiếm khí trong thân thể. Không hổ là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chỉ là ngồi ở nơi này, không hề dùng đến chân tay, liền đánh bại 4 vị vũ hóa hiền giả. Đây là cảnh giới cường đại như thế nào? Vẫn còn có 7 vị vũ hóa hiền giả không bị bại, nhưng mà cũng lâm vào cảnh chiến đấu gian nan. Phía trước bọn họ tựa như có một quả núi cao không thể dung chuyển đang chấn giữ. Mỗi một kích của bọn họ cũng giống như là đang đánh vào trên người của mình. Các ngươi lui xuống đi. Ta không muốn lấy tính mạng của các ngươi. Hiên Viên Nhất Nhất vẫn ngồi thẳng người, trong âm thanh không có một chút hứng thú nào. Một vị hiền giả âm phong yêu tộc lạnh giọng cười nói. Tâm ngự tính tâm kiếm điển chú trọng lấy tâm ngự kiếm, tâm tính bất bại. Hiện tại nàng nhìn như dễ dàng, kỳ thật rất có thể đã bị thương trong lúc đánh nhau vừa rồi. Giờ còn làm ra vẻ uy phong, muốn hù dọa chúng ta rút lui thôi. Không sai. Ta cũng không tin nàng chỉ chừng ấy tuổi mà có thể đánh bại hết hơn 10 vị cường giả vũ hóa cảnh chúng ta. Một vị đại hán của hổ lang yêu tộc đi ra, thân mặc chiến giáp nặng nề, trầm giọng hống một cái, thanh âm như lôi đình. Hiền giả của âm phong yêu tộc cùng hiền giả của hổ lang yêu tộc thân thể đồng thời bay ra, rơi lên trên mặt nước ao giống như dẫm trên đất bằng,
đồng thời triển khai thần thông mạnh nhất ngưng tụ ra hai đạo phá hư chi lực oanh kích hướng Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mi dài mà cong, một cỗ kiếm ý từ mi tâm nàng bay ra, dung nhập vào trong cổ kiếm. Thình thịch, quang hoa trên thân cổ kiếm tăng vọt, tựa như một đạo lưu tinh đem đan điền của hiền giả hổ lang yêu tộc xuyên thủng. A, ngươi phế đi tu vi của ta. Đan điền của vị hiền giả hổ lang yêu tộc kia vỡ tan, thân thể nhanh chóng trở nên già nua, da thịt trên người héo rút, da trở nên nhăn nheo, ngã trên mặt đất không ngừng co quắp. Phốc, vị hiền giả kia của âm phong yêu tộc cũng bị đánh cho nguyên khí tổn thương nặng nề, gục trên mặt đất khó có thể bò dậy, thân thể giống như là muốn tiêu tán trong gió. Đây là một cỗ kiếm ý nhiếp nhân tâm phách, làm cho tâm thần của người ta đều không nhịn được mà run lên. Một cái cổ nhai rất dài, trên mặt đất tràn đầy yêu thi, máu tươi nhuộm đỏ cổ thạch, nhiễm đỏ một phiến thành vực này. Cả người Phong Phi Vân đều là máu tươi, chung quanh thân thể có hành vạn thú hiện ra, đánh ra một quyền là có thể đánh nát một vị tu sĩ yêu tộc. Sát khí trên người Phong Phi Vân cuộn trào, đem những tu sĩ yêu tộc kia khiến cho kinh sợ thối lui, đi tới bên ngoài một tòa đình viện cổ lão, một đôi ánh mắt đỏ như máu hướng về bên trong nhìn chằm chằm. Cũng không tùy tiện xông vào, chậm rãi duỗi ngón tay ra, một tầng bạch sắc trận quang xuất hiện. Đây là một tầng lực lượng của trận pháp. Thình thịch, một quyền oanh ra, bộc phát ra lực lượng gấp vạn lần tu sĩ niết bàn đệ ngũ trọng, đem trận pháp oanh phá, sau đó đẩy đại môn đi vào. Tòa đình viện này lộ ra vẻ rất là an tĩnh, nhưng mà lại có mùi máu tươi nhàn nhạt, có rất nhiều nơi đều có dấu vết lưu lại sau khi chiến đấu. Hiên Viên Nhất Nhất như cũ ngồi ở trung ương ao nước, bạch y bồng bềnh, tóc dài chập chờn, gáy ngọc thon dài, mang theo cổ kiếm, tay niết thước ngọc lộ ra vẻ rất yên tĩnh. Cường giả của yêu tộc nhưng là một người cũng không nhìn thấy. Phong Phi Vân đứng ở bên cạnh ao, nhìn một chút vết máu bên hồ, lại nhìn Hiên Viên Nhất Nhất thánh khiết đoan trang ở trong ao, trong lòng thầm than một tiếng, tu vi của nàng lại trở nên mạnh mẽ rồi. Thanh phong thổi qua, đem nước ao trong suốt thổi thành từng đạo gợn sóng. Bọn họ đều là ngươi mời đến a. Thanh âm của Hiên Viên Nhất Nhất mơ hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng dễ nghe. Phong Phi Vân nói. Không sai. Hành tung của chúng ta chỉ có ngươi và ta biết, nếu như không có người nào mật báo, cường giả không thể nào đến nhanh như vậy được. Thanh âm của Hiên Viên Nhất Nhất như thanh linh, cũng không có quá nhiều cảm xúc ở trong đó. Một chút cũng không giả. Phong Phi Vân cũng không phủ nhận. Nàng lại nói, Phi Viện công chúa là một nữ tử rất thông minh, người muốn mượn tay nàng đến đối phó ta nhưng mà nàng lại bán đứng ngươi. Phong Phi Vân cười nói, điểm này ta đã dự liệu trước rồi, trên đời này cũng không thiếu người thông minh, nếu như ngươi xem người khác như kẻ ngu, như vậy người ngu cuối cùng nhất định là chính mình. Ta rất hiếu kỳ, ta cũng không có chỗ nào bất lợi với ngươi, cũng không có bất kỳ thù hận gì. Vì sao ngươi lại đối xử với ta như thế? Hiên Viên Nhất Nhất hướng Phong Phi Vân nhìn chằm chằm, lộ ra một khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân. Phong Phi Vân cười một cái, nói. Có một số việc ngươi không biết được. Hiên Viên Nhất Nhất lại nói. Ta đây liền càng hiếu kỳ rồi, nếu như ngươi đã muốn đối phó ta, vì sao lại ở bên ngoài giết nhiều cường giả của yêu tộc như vậy? Mục đích đến nơi này là cái gì? Đây có phải là quá mâu thuẫn hay không? Ánh mắt của Phong Phi Vân trở nên ngưng trọng lại, nói. Ta cũng không biết tại sao. Dừng một chút, lại trêu chọc nói. Nói không chừng ta đột nhiên phát hiện ra chính mình thích ngươi, cho nên bỏ chạy trở về xem ngươi đã chết hay chưa. Hiên Viên Nhất Nhất đối với câu nói trêu chọc này của Phong Phi Vân hoàn toàn thờ ơ, lặng lặng ngồi ở chỗ cũ, tiên mâu linh hoạt kỳ ảo, trầm ngâm nói. Hai vị hồng nhan chi kỷ kia của ngươi bị Phi Viện công chúa mang đi. Ngươi giết nhiều cường giả yêu tộc như vậy, sợ rằng Phi Viện công chúa sẽ không tha cho các nàng. Ánh mắt của Phong Phi Vân cũng trở nên ngưng trọng, cũng biết tình huống rất không ổn, tính toán đuổi theo đem Diêu Cát cùng Tuyết Lang cứu về, hắn vừa mới quay người lại đã nghe được phía sau truyền đến một thanh âm trầm muộn. Ngân! Khi hắn lần nữa xoay người hướng Hiên Viên Nhất Nhất ở trong ao nhìn lại, phát hiện nàng đã gục ở trên bàn đá, khóe miệng có một tia máu, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Tóc dài trên đầu nàng rơi xuống là tả, sau đó rơi xuống mặt đất. Bá! Phong Phi Vân bay qua mặt nước, vô cùng cẩn thận nhảy lên trên bàn đá, sau khi xác định nàng thật sự bị thương mới tiến đến, nắm lấy cánh tay ngọc mảnh khảnh của nàng, ngón tay đặt ở trên chỗ mạch đập,
mạch đập của nàng cực kỳ yếu ớt, lúc đứt lúc liền, sinh mệnh chi hỏa giống như tùy thời đều muốn dập tắt. Trong thân thể nàng có một cỗ hàn khí lạnh như băng, cơ hồ muốn đem huyết mạch của nàng đều đông cứng a li. Ở trước lúc Phong Phi Vân tiến vào tòa đình viện này, Hiên Viên Nhất Nhất cũng đã bị ám thương, nhưng mà vẫn mạnh mẽ áp chế thương thế của mình, sợ bị Phong Phi Vân nhìn ra, nghĩ rằng muốn dùng khí thế trên người đem Phong Phi Vân dọa lui. Tâm mạch bị hao tổn, đây là tự tổn thương do tâm ngự tính tâm kiếm điển cắn trà tạo thành, suy giảm tới bổn nguyên, xem ra mặc dù nàng đem chút hít cường giả kia của yêu tộc đánh lui nhưng mà tự thân cũng bị thương tích không nhẹ. Phong Phi Vân đối với loại thương thế này quen thuộc đến không thể lại quen thuộc được nữa, thời điểm lần đầu tiên hắn gặp Thủy Nguyệt Đình, Thủy Nguyệt Đình cũng giống như Hiên Viên Nhất Nhất ở lúc này, tâm mạch bị hao tổn, kiếm khí phệ tâm. Lúc này giết Hiên Viên Nhất Nhất, không chỉ có thể trả thù Thủy Nguyệt Đình, hơn nữa có thể lấy được thiên nhai thước ở trên người Hiên Viên Nhất Nhất, đây hoàn toàn là hảo sự nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà trong lòng Phong Phi Vân lại do dự. Ân oán của hắn và Thủy Nguyệt Đình thì cũng không có liên quan đến Hiên Viên Nhất Nhất, hơn nữa Hiên Viên Nhất Nhất còn đã cứu hắn hai lần. Mặc dù Phong Phi Vân chưa bao giờ nghĩ chính mình là một người tốt nhưng mà muốn hắn làm một tên tiểu nhân lấy ân báo oán, điểm mấu chốt trong lòng lại hiện ra. Ngươi sẽ không muốn giết nàng đi, giết thì thật là đáng tiếc, dù sao thiên tài cấp bậc truyền kỳ có thể ngộ nhưng không thể cầu, hơn nữa người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà tìm ra ngươi, trừ phi ngươi chạy ra khỏi quốc gia nhân loại, nếu không thì không thể nào tránh được đuổi tiết của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Mao Ô Quy cảm giác được sát khí trên người Phong Phi Vân. Trong lòng Phong Phi Vân vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng đem cổ tay của Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá, dùng ống tay áo che lại xong, nói. Ta không giết nàng, ta có phương pháp tốt hơn để trả thù Thủy Nguyệt Đình, nếu như nàng có thể dạy dỗ ra truyền nhân kiệt xuất như thế. Ta liền có thể khiến cho truyền nhân của nàng đọa lạc. Ngươi sẽ không đem Thủy Nguyệt Thánh Nữ bán vào trong thanh lâu đi, cạc cạc, cái ý nghĩ này ta thích. Mao Ô Quy chỉ sợ thiên hạ không loạn, ném ra một chủ ý xấu cho Phong Phi Vân. Tu vi của Hiên Viên Nhất Nhất cực cao, cho dù bán nàng vào trong thanh lâu cũng không có bất kỳ một tòa thanh lâu nào vây được nàng, huống chi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh lợi hại bậc nào, cường giả vô cùng nhiều. Một khi rời đi tiên thành di chỉ liền nhất định là có người sẽ suy tính ra hung cát của nàng, căn bản không người nào có thể chân chính xúc phạm tới nàng. Phong Phi Vân nói. Mao Ô Quy nói. Ngươi sẽ không đem nàng đi ngủ cùng đi, cạc cạc đây. Ta cũng thích. Phong Phi Vân lắc đầu. Hiên Viên Nhất Nhất tu luyện chính là tâm ngự tính tâm kiếm điển, tu vi tâm cảnh cao thâm trí cực, cho dù thật sự ngủ cùng với nàng xong, đạo tâm của nàng như cũ là bất diệt. Huống chi nàng chính là thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Thủy Nguyệt Đình khẳng định ở trên người nàng điểm ngọc cung xa, trừ phi nàng tự nguyện, nếu không. Trong thiên hạ chỉ sợ không có mấy nam nhân có thể phá được ngọc cung xa trên người nàng. Mao Ô Quy ủ rũ, nói. Đạo tâm của nàng vững chắc không thể phá, trên người lại có ngọc cung xa, từ trên thân thể cùng tinh thần ngươi đều không thể công phá được nàng, vậy ngươi đang ở chỗ này giả bộ trâu bò hồi lâu, có ích lợi gì? Phong Phi Vân nói, đạo tâm của nàng chưa chắc không thể phá, chỉ cần là nữ nhân liền nhất định có nhược điểm, chỉ cần để cho ta biết được nhược điểm của nàng, chính là thời điểm ta đánh tan đạo tâm của nàng, cuối cùng có một ngày ta muốn đem thánh nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh trở thành song tu bạn lữ của bán yêu Phong Phi Vân ta, đến lúc đó ta muốn đích thân đi Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đem tin tức này nói cho Thủy Nguyệt Đình. Ngoan độc, Thủy Nguyệt Thánh Thần nếu như biết truyền nhân của tĩnh tâm đo chính mình lại bị ngươi làm cho một lần. Mẹ kiếp! Nàng nhất định sẽ giết ngươi. Nước trong ao nhẹ nhàng dập dờn, vỗ thành tiếng nước chảy nhẹ nhẹ. Sau khi Phong Phi Vân đem một viên kim tàm Phật đan cho Hiên Viên Nhất Nhất ăn vào, liền ngồi ở một bên tu luyện, phía dưới xuất hiện một tà Phật thai thất thập nhị phẩm, Phật quang trên người rạng rỡ, sau gáy có Phật hoàn hiện ra, hàng nghìn hàng vạn phan văn bao phủ. Hiện tại Phong Phi Vân đã tu luyện tới đệ tam bức cổ đồ của kim tàm kinh, ở dưới tham ngộ của tám ước thánh linh cho cốt. Đệ tam bức cổ đồ đã hoàn toàn hiểu được, Phật khí trong thân thể cũng đã hướng cấp bậc cao hơn chuyển hóa, Phật lực trở nên càng thêm tinh thuần. Đệ tam bức cổ đồ có 360 vạn loại biến hóa, bày ra 360 vạn loại Phật hiệu thần thông. Những Phật hiệu thần thông này ở trong mắt người khác có lẽ đều được xem là thuật pháp khó lường, nhưng mà ở trong mắt Phong Phi Vân đều chỉ là tiểu thuật mà thôi. Cái gọi là đại đạo chí giản, thiên địa chí cường chân chính trở tay là có thể thành một phiến thế giới. Lật tay là có thể hủy diệt chúng sinh,
hết thảy thần thông thuật pháp đều ẩn chứa ở trong lòng bàn tay, điểm ra một ngón tay là có thể phá tan hết thảy đạo pháp của thế gian. Phong Phi Vân quyết định đem 360 vạn loại Phật hiệu đều ngưng luyện, khiến cho số lượng Phật hiệu biến ít, uy lực trở nên to lớn, cuối cùng ngưng luyện thành một loại Phật hiệu thần thông mạnh nhất. 360 vạn loại Phật hiệu phản văn bay múa ở chung quanh thân thể hắn, sau đó chồng lên nhau, hai loại Phật hiệu bị chồng lên thành một loại, hai loại trọng hợp sau đó dung hòa, cuối cùng biến thành 180 vạn loại Phật hiệu thần thông, uy lực nhất thời tăng thêm một đoạn. Phong Phi Vân tiếp tục ngưng luyện, đem ba loại Phật hiệu chồng lên, rất nhanh liền ngưng luyện thành 60 vạn loại Phật hiệu thần thông. Ngưng luyện thần thông là một chuyện khảo nghiệm kiên nhẫn của tu sĩ. Phong Phi Vân cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần chồng lên cùng dung hợp, cuối cùng đem 360 vạn loại Phật hiệu thần thông nguyên luyện thành 36 loại, mỗi một loại đều có thể nói là Phật môn đại thuật, một khi thi triển ra, uy lực sẽ không yếu hơn so với cửu phẩm linh khí. Hắn cảm giác mình còn có thể khiến cho cái Phật hiệu thần thông này càng thêm ngưng luyện đơn giản lại. Phật lực trên người Phong Phi Vân trở nên càng lúc càng tinh thuần, tự thân giống như hóa thành một tôn kim Phật. Trong từng lỗ chân lông đều đang phát ra Phật quang, hóa thành từng đạo kim sắc Phật vụ. Ở giữa thiên địa có vô số phạn văn bay múa, tựa như có 3.000 Phật Đà đang niệm cổ kinh, đại đạo đều vì thế mà cộng minh. 36 đạo lực lượng mạnh mẽ của Phật môn thần thông đang diễn hóa trong thân thể hắn, không ngừng va chạm, phát ra thanh âm nổ vang leng keng, tựa như từng khối kim loại đang va chạm vào nhau. Những thần thông Phật hiệu này đều đã hết sức cường đại. Đang bài xích lẫn nhau không để lớn lên, muốn lần nữa ngưng luyện dung hợp trở nên dị thường khó khăn. Oanh! Oanh! Từng tiếng cự thanh vang lên trong thân thể của Phong Phi Vân, 36 đạo Phật hiệu thần thông vùng vẫy cực kỳ lợi hại. Cuối cùng lại có hai đạo Phật môn thần thông quấn vào chung một chỗ, trở nên càng thêm tráng kiện, lực lượng cũng càng cường đại hơn, tựa như hai đạo thần điện quấn vào lẫn nhau, sau đó không ngừng ma hợp. Oanh long long! Từng đạo Phật Pháp thần thông đều trở nên ngưng luyện lẫn nhau, cuối cùng 36 loại Phật hiệu thần thông dung hợp thành 18 loại, uy lực lại tăng cường một phần. Uy lực của 18 loại Phật hiệu thần thông này so với uy lực mà thập phẩm linh khí bộc phát ra cũng chỉ kém một tia, mỗi một loại đều là thần thông tuyệt đỉnh. Hẳn là còn có thể dung luyện. Phong Phi Vân cảm giác dư lực của mình còn chưa bị hao hết, có thể lần nữa khai quật tiềm năng của thân thể. Đem 18 loại Phật hiệu thần thông lần nữa ngưng luyện càng cường đại hơn. Đây là quá trình càng thêm gian khổ, 18 loại Phật hiệu thần thông ở trong thân thể của hắn không ngừng bộc phát, thiếu chút nữa đem thân thể của hắn đều trùng kích cho vỡ vụn, da cũng muốn nứt ra. Thân thể hóa đồng lô, Phật hiệu thần thông chính là đại đạo bên trong. Ngưng luyện cho ta. Phong Phi Vân cắn răng thật chặt, trong thân thể bộc phát ra một cỗ lực áp chế mang tính cưỡng chế. Nhưng mà một cỗ lực lượng bắn ngược kia lại càng khổng lồ, tựa như hai vị cường giả tuyệt thế đang giao thủ trong thân thể hắn, nếu không phải là thân thể của hắn cường đại, xương cốt liền thành một thể, đổi lại là người khác sợ rằng giờ phút này đều đã bạo thể mà chết rồi. Ta cũng không tin là không thể. Phong Phi Vân lau vết máu ở khóe miệng, lần nữa ngồi xếp bằng, toàn tâm ngưng luyện. Lần này Phong Phi Vân không hề lại lấy mạnh chế mạnh. Mà là lấy một loại phương pháp tương đối ôn hòa đi ma hợp hai tòa Phật hiệu thần thông, khiến cho hai loại thần thông sinh ra cộng minh, sinh ra liên lạc. Dù sao người tu Phật càng chú ý là tâm tính vô vi, dục tốc sẽ bất đạt. Quả nhiên sau khi đổi lại một loại phương pháp khác, rốt cuộc liền có được thành công, để cho hai loại Phật hiệu thần thông trong đó ngưng luyện chung một chỗ, tráng kiện giống như thiên trụ, Phật quang vạn trượng, uy năng khiếp người. Trong lòng Phong Phi Vân mừng rỡ. Không do dự nữa, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, tiếp tục cô đọng Phật hiệu thần thông khác. Thình thịch, không ngừng có Phật hiệu thần thông ngưng luyện thành công, nhưng mà Phong Phi Vân cũng nhận lấy lực đả kích không nhỏ, mỗi hai đạo Phật Pháp thần thông được ngưng luyện, thân thể của hắn sẽ chấn động kịch liệt, trong miệng phun máu, tựa như thân thể bị cự quyền đụng vào. Cuối cùng biến thành 9 loại Phật hiệu thần thông, tựa như 9 cái thần trụ đỉnh thiên lập địa, bộc phát ra kim sắc quang hoa. Đây là 9 loại Phật hiệu, mỗi một loại Phật hiệu bộc phát ra uy lực đều có thể so với lực lượng của thập phẩm linh khí, thậm chí so sánh với một ít thập phẩm linh khí bình thường còn phải mạnh hơn một phần. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, thiên địa nguyên khí đều đang hướng về phía miệng của hắn hội tụ, vết máu bên khóe miệng tự động biến mất, huyết khí biến mất trong thân thể tất cả đều đang nhanh chóng khôi phục lại. Đăng!
thân thể của hắn giống như là biến thành một tôn kim sắc thần Phật, có thanh âm vạn Phật triều tông vang lên ở trong thân thể của hắn. Những Phật hiệu thần thông này tổng cộng có 360 vạn loại, mặc dù có phân loại nhưng mà đều là từ trong bức trung tàm đồ thứ ba mà ra, có thể nói là tố bổn đồng nguyên, cuối cùng cũng chỉ có một loại ý thức hình thái, có thể tụ tập thành một loại thần thông Phật Pháp. Chỉ bất quá tu vi hiện tại của Phong Phi Vân còn chưa đủ mạnh, còn không có cách nào đem 9 loại Phật hiệu thần thông này ngưng luyện thành một loại, một khi ngưng thành một loại, uy lực sẽ càng cường đại hơn so với hiện tại. Phong Phi Vân vươn ra một bàn tay, da trên cánh tay biến thành màu ằng, trên lòng bàn tay có địa mạo xuất hiện hơi chút hảo, núi non, gò đất, con sông, hồ. Những địa mạo này đều rất hảo, nhìn như là một thế giới chân thực nhưng kỳ thật là như huyễn hóa ra. Đây chính là trưởng lý càn khôn, là một trong 9 loại Phật hiệu thần thông. Phong Phi Vân cảm thấy trưởng lý càn khôn chính là đầu mối then chốt của 9 loại Phật hiệu, cũng là một loại cương yếu trong bức thứ 3 trung tàm đồ. Đây hẳn là thai hình càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa trong truyền thuyết Phật gia. Đồn rằng, trong Phật môn có thánh hiền vươn ra một bàn tay, có thể diễn hóa ra một mảnh càn khôn thế giới vô cùng lớn, coi như là người có tốc độ đứng đầu thiên hạ đều không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Mà Phong Phi Vân hiện đang thi triển trưởng lý càn khôn, chính là một cái phôi thai của càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa, chờ sau này hắn có thể đầm 9 loại Phật hiệu thần thông đều ngưng luyện lại, trưởng lý càn khôn mới có thể diễn hóa thành càn khôn trưởng ấn thiên địa. Một trưởng đánh ra, phá toái càn khôn, khai thiên liệt địa. Mà chỉ có đợi đến sau khi tu vi của hắn trở nên cường đại hơn, có đủ Phật khí cùng lĩnh ngộ Phật đạo mới có thể tu luyện ra càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa. Như thế nào là hỗn nguyên? Hỗn nguyên không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào là không có, hỗn nguyên không phải là hỗn loạn, mà là một loại vận động hỗn hóa tự động, bao hàm học đạo, chi đạo, hành đạo, giảng đạo, phát triển đạo, thiên địa mệnh đạo. Có thể nói hai chữ hỗn nguyên đã chạm đến cấm kỵ của đại đạo, trừ phi là thần thông thiên kinh địa vĩ chân chính, nếu không thì không thể lấy hai chữ này để mệnh danh. Cho nên Phong Phi Vân có thể tu luyện thành trưởng lý càn khôn. Tu luyện ra càn khôn trưởng ấn thiên địa cũng không tính là chuyện khó khăn lắm. Nhưng mà muốn tu luyện thành càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa lại khó càng thêm khó, có thể cả đời đều không cách nào đạt đến. Còn nếu như có thể đạt tới cảnh giới kia, như vậy ở trong thiên địa người có thể chống lại được hắn cũng đã không nhiều lắm rồi. Trưởng ấn vừa ra, phá toái càn khôn, hỗn nguyên, người phương nào có thể địch được? Hoa! Phong Phi Vân nắm lấy bàn tay. Thế giới hư huyễn trong lòng bàn tay nhất thời tan biến, thời điểm khi mở tay ra lần nữa, trong lòng bàn tay tràn đầy kim sắc Phật khí, giống như một phiến kim sắc đại dương, một viên Phật châu lớn nhỏ như long nhãn từ trong lòng bàn tay bay lên. Một viên Phật châu này toàn thân đều là màu vàng, có một tôn kim Phật nho nhỏ ngồi xếp bằng ở trung ương Phật châu, bảo tướng trang nghiêm, thần dị mà thần thánh. Trên Phật châu còn có 9 lỗ thủng nho nhỏ, liên tiếp với ngoại giới cùng tôn kim sắc tiểu Phật kia. 9 lỗ thủng đều đang hô hấp, hấp thu thiên địa nguyên khí vào bên trong Phật Châu, khiến cho quang hoa của Phật Châu trở nên càng thêm sáng chói, thậm chí có thể nghe được từng tiếng đại đạo phạm âm quanh quẩn trong không khí. Có thể so với linh đan thập nhất phẩm. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm vào Phật Châu ở trong lòng bàn tay, khóe miệng khẽ nhếch lên. Linh đan lên thập phẩm cũng đều là cực kỳ chân quý, có thể bán ra cái giá trên trời, có rất nhiều tu sĩ ngàn dặm đến mua. Dù sao một viên thập phẩm linh đan liền tương đương với nhiều thêm một mạng, ai cũng nguyện ý dùng nhiều tiền. Huống chi một viên Phật châu này mà Phong Phi Vân ngưng tụ ra có thể so với linh đan thập nhất phẩm, coi như là vũ hóa hiền giả cũng có thể dùng đến, lấy đại giới mà mua. Coi như là những luyện đan tông sư kia muốn luyện ra một mạch thập nhất phẩm linh đan cũng phải hao phí đại lượng linh dược cùng thời gian mới có thể tế luyện ra linh đan cấp bậc này. Hơn nữa còn không nhất định sẽ tinh thuần hơn một viên Phật đan này do Phong Phi Vân ngưng tụ ra. Dĩ nhiên Phong Phi Vân cũng không thể không hạn chế ngưng tụ Phật đan, mỗi một lần ngưng tụ một viên Phật đan đều phải hao phí không ít bổn nguyên Phật lực, tiêu hao rất lớn, một khi ngưng tụ ra nhiều sẽ tạo thành tự thương hại. Đây chính là sau khi Phong Phi Vân đem bước thứ 3 trung tàm đồ tu luyện xong, kim tàm Phật khí đã đạt tới cấp bậc này, độ tinh thuần có thể so với thập nhất phẩm linh khí. Có thể nói Phong Phi Vân hiện tại đem một luồng Phật khí đánh vào trong thân thể của một người chết liền có thể để cho người này khỏe mạnh trường thọ, sống thêm mấy thập niên. Đây còn vẻn vẹn chỉ là tu luyện hoàn thành bức Phật đồ thứ ba, nếu như tu luyện tới cảnh giới cao hơn, hắn sẽ trở thành kim tàm tử trong truyền thuyết,
huyết nhục trong thân thể phát sinh lột xác, ăn một miếng thịt của hắn cho dù không thể trường sinh bất lão nhưng cũng có thể sống mấy ngàn năm. Bức Phật đồ thứ tư chính là thành tàm đồ, có 8 ức loại biến số, càng thêm phức tạp khó hiểu, càng thêm bác đại tinh thâm, ẩn chứa thiên đạo chí lý càng thêm phong phú. Đây mới là một loại Phật môn công pháp mà Phật Tàm Tử tự sáng chế, Phật Tàm Tử rốt cuộc là ai, làm sao ngay cả Thủy Nguyệt Đình đều biết người này. Càng tu luyện Kim Tàm Kinh, liền càng là có thể cảm giác được thâm ảo cùng phức tạp của một quyển Phật môn cổ kinh này. Nếu như đây mới thật là Phật Pháp do Phật Tàm Tử sáng chế, như vậy thân phận của Phật Tàm Tử sẽ cần phải cân nhắc một lần nữa. Nếu như Kim Tàm Kinh không phải là Phật Tàm Tử sáng chế, như vậy Phong Phi Vân hoài nghi Phật Tàm Tử có thể cũng không tu luyện tới chỗ tinh thâm nhất của Kim Tàm Kinh. Phong Phi Vân có cảm ngộ của Vũ Hóa Đệ Cửu Trọng, lại có 300 ức thánh linh ý niệm, đến hiện tại cũng mới tu luyện hoàn thành bức Phật đồ thứ 3 mà thôi. Kim Tàm Kinh tổng cộng có 7 bức tàm đồ, còn có 4 bác càng thêm thâm ảo, hắn một điểm then chốt đều không có. Nếu như đầm 7 bức Phật đồ này đều tham ngộ hoàn thành, đoán chừng có thể trở thành Phật Đà. Phong Phi Vân không dám hy vọng xa vời tu thành Phật Đà, có thể mượn Phật Pháp phái trên trợ giúp chính mình tương lai xông phá vũ hóa cùng thánh linh cũng đã rất tốt rồi. Phong Phi Vân hiện tại cũng không tính toán bắt đầu tu luyện bức Phật đồ thứ tư, cảm thấy trước tiên có thể ngưng luyện 9 loại Phật hiệu thần thông, khiến cho 9 loại Phật hiệu thần thông ngưng luyện thành một loại, hóa thành càn khôn trưởng ấn thiên địa. Nếu như hiện tại tìm hiểu bức Phật đồ thứ tư mà nói, nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc ngưng luyện 9 loại Phật hiệu. Nói không chừng liền trọn đời cũng không tu luyện được càn khôn trưởng ấn thiên địa, chứ đừng nói chi là càn khôn hỗn nguyên trưởng ấn thiên địa trong truyền thuyết. Phong Phi Vân tu luyện hoàn tất, từ từ mở hai mắt ra, như cũng ngồi xếp bằng ở trên thất thập nhị phẩm Phật thai, phía sau có một cái Phật hoàn khổng lồ huyền phù, tựa như một vị Phật thánh nhân hàng lâm thế gian, nếu như xuất hiện ở trong thế tục nhất định là có vô số người quỳ xuống lễ bái. Hiên Viên Nhất Nhất như cũ còn chưa tỉnh lại, ngồi ở trên ghế đá. Cúi đầu ở trên bàn đá, cả người đều là Phật quang, sau khi ăn vào kim tàm Phật đan, trạng thái của nàng đã khá hơn rất nhiều, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại. Cổ thành đổ nát, sắc trời cực kỳ hôn ám, bốn phía đều là xá cơ. Trong một tòa đình viện cổ lão tồn thế mấy vạn năm này tỏa ra sinh cơ bàng bạc, cây khô sinh ra lá non, ao cạn sinh ra nước suối, trong khe hở bùn đất sinh trưởng ra cỏ cây xanh nhạt, tựa như một tòa ốc đảo có sinh mệnh. Trung ương hồ nước trên đảo nhỏ lóe lên một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm sáng ngời, phát ra thanh âm thiêu đốt bùm bùm cách cách. Khái khái. Hiên Viên Nhất Nhất từ từ tỉnh lại, phát ra tiếng ho khan rất nhỏ, mỹ mâu từ từ mở ra một tia, nhìn hỏa diễm ở cách đó không xa một chút, sau đó lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngươi lại còn không đi. Hiên Viên Nhất Nhất lại nhắm mắt lại, bắt đầu tự trêu chọc chính mình, chủ động hấp thu Phật lực trong kim tàm Phật đan. Uẩn dưỡng đạo thể đang bị thương. Trên ngọc thể tinh tế hiểu điệu của nàng khoác một bộ trường bào màu trắng, vừa nhìn liền biết là y phục của nam tử, giúp nàng ngăn cản hàn phong, tuyệt đối là một tên nam tử tỉ mỉ. Phong Phi Vân mặc áo quần thiếp thân bó sát người, ngồi ở bên cạnh đống lửa, cầm trong tay một bình ngọc hồ linh tử, thỉnh thoảng uống một ngụm, hỏa quang kia đem khuôn mặt của hắn chiếu sáng bừng, đem một khuôn mặt anh tuấn kia chiếu đến phân minh rõ ràng. Hắn cười cười nói: nếu như ta đi, Thủy Nguyệt Thánh nữ đại danh đỉnh đỉnh bị sói tha đi thì làm sao bây giờ? Hiên Viên Nhất Nhất hít vào một hơi thật sâu, Phật quang trên người bắt đầu tràn ra ngoài, toàn thân đều là linh mang sáng lạng, sau đó lại chậm rãi mở mắt, trong con mắt xinh đẹp nhiều thêm vài phần tinh thần, thân thể chậm rãi ngồi thẳng, như cũ là rất bình tĩnh, nói. Người biết vốn nơi này không có sói. Người có lúc cũng có thể biến thành sói. Phong Phi Vân cười cười, chợt lại nói. Chỉ đùa một chút mà thôi, thánh nữ đại nhân nhưng ngàn vạn lần đừng coi là thật. Hiên Viên Nhất Nhất vươn ra một cái ngọc thủ mảnh khảnh, nhẹ nhàng sờ sờ bạch y nho bào trên người, chân mày khẽ nhíu một cái. Đó là nho bào mà lúc ta từng tu đạo ở vạn tượng tháp lĩnh được, chưa bao giờ mặc qua, thánh nữ đại nhân không cần phải lo lắng dính vào đen đủi của bán yêu. Phong Phi Vân chỉ là tự mình uống rượu. Hiên Viên Nhất Nhất buông lỏng ngón tay ra, nói. Đa tạ. Sắc mặt của nàng rất trắng bệch, bị thương rất nặng, mặc dù ăn vào một viên kim tàm Phật đan cũng không thể để cho thương thế của nàng khỏi hẳn, vẻn vẹn chỉ là làm cho nàng tỉnh lại, muốn khôi phục tu vi thì phải xem chính nàng. Phong Phi Vân ngồi dưới đất, lồng ngực rộng rãi, lưng thẳng tắp,
trên mặt mang theo nụ cười ánh dương quang, một đôi ánh mắt khẽ phát ra hồng quang tràn đầy mị lực mê người, nói. Ngươi tu luyện chính là tâm ngự tính tâm kiếm điển, lấy tâm nhập đạo, lấy kiếm hành đạo, lấy ý hội đạo, ngươi đánh một trận với những tiên hiền kia của yêu tộc, mạnh mẽ sử dụng thánh tính áo nghĩa của kiếm điển, mặc dù đầm những tiên hiền yêu tộc kia đánh lui nhưng mà chính mình cũng bị kiếm khí gây thương tích. Hiên Viên Nhất Nhất mắt sáng răng trắng, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thân thể giống như là cổ tùng, không nhúc nhích, nói. Làm sao ngươi biết bên trong tâm ngự tính tâm kiếm điển có thánh tính áo nghĩa thiên, một thiên chương này là tuyệt quyển, chỉ có thủy nguyệt thánh nữ mỗi một thời đại bước vào vũ hóa cảnh mới có thể tu luyện, ta cũng chỉ là nghe lúc thánh thần giảng đạo có đề cập tới, cũng không chân chính tu luyện. Phong Phi Vân cười mà không cho ý kiến, nói. Nàng vì sao lại muốn các ngươi đạt tới vũ hóa cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện? Lông mày của Hiên Viên Nhất Nhất hơi nhíu, cảm thấy Phong Phi Vân đối với thánh thần rất không kính trọng, trong lòng có chút không vui, nhưng mà vẫn bình tĩnh nói. Lúc thánh thần truyền đạo đã từng nói, thánh tính áo nghĩa cao thâm mạc chắc, chỉ có đạt tới vũ hóa cảnh tu mới tốt nhất, tu vi không đạt tới vũ hóa cảnh mà mạnh mẽ tu luyện thì ngược lại bất loại đối với chính mình. Phong Phi Vân cười mỉa mai, nói. Chỉ là nói bậy nói bạ, đây bất quá chỉ là nàng lừa gạt các ngươi mà thôi, sợ các ngươi vượt xa nàng, thánh tính là trụ cột của tâm ngự tính tâm kiếm điển, tựa như đần điền của tu sĩ, linh hạch của linh thú, bổn nguyên của thi quỷ, càng sớm tu luyện thì càng có lợi, chỉ có thánh tính thông đạt, tâm ngự tính tâm kiếm điển mới có thể tu luyện nhanh hơn. Không thể nào. Hiên Viên Nhất Nhất quả quyết bác bỏ lời nói của Phong Phi Vân, tiên nhan trở nên rất lạnh lùng, nói. Không cho ngươi vũ nhục thánh thần, tâm cảnh tu vi của thánh thần không phải là ngươi có thể lý giải, đại công vô tư, cứu tế thiên hạ, nếu như nàng đã nói trước tu luyện thánh tính sẽ có lợi đối với chúng ta thì nàng nhất định sẽ truyền cho chúng ta. Phong Phi Vân biết Thủy Nguyệt Đình ở trong mắt nàng khẳng định so với thần linh còn phải thần thánh hơn, tranh luận với nàng chắc chắn không có nửa phần kết quả, cho nên liền nói. Thương thế trên người của ngươi đã chạm đến tâm mạch. Nếu muốn khôi phục thương thế nhất định phải tu luyện thánh tính áo nghĩa thiên, nếu không tính mạng của ngươi nhiều nhất chỉ còn 3 tháng. Hiên Viên Nhất Nhất đối với tình huống thân thể của mình so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, rất hiển nhiên ở trong lúc chính mình hôn mê, đối phương đã giúp nàng kiểm tra thương thế. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, tâm trí siêu phàm, nói. Ngươi biết thánh tính áo nghĩa thiên. Phong Phi Vân ngẩng đầu lên, uống một hớp, cười nói. Nếu như ngươi muốn học, bản thân ta có thể dạy ngươi. Trong lòng Hiên Viên Nhất Nhất tràn đầy nghi ngờ, nàng tuyệt không tin Phong Phi Vân sẽ biết tâm ngự tính tâm kiếm điển, đây là điển tịch vô thượng của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chỉ có Thủy Nguyệt Thánh Nữ của mỗi một thời đại mới có thể tu luyện, không thể nào truyền ra ngoài. Khóe miệng của Phong Phi Vân khẽ dương lên, nói. Nghĩ thần thông, tu thần thông, không rõ thánh tính, một chữ cũng không biết, văn tính của người liền chính là thánh tính của người. Thánh tính của người không chỗ nào không thông, thông quá khứ, thông hiện tại, thông tương lai, thông nóng lạnh, thông động tính, thông thập phương thế giới, thông vô lượng vi trần, thánh tính không có chỗ nào là không thông, thuận nghịch đều thuận tiện. Phong Phi Vân tựa như đang trình bày đại đạo, từng câu thánh tính áo nghĩa từ trong miệng của hắn nói ra. Lúc Hiên Viên Nhất Nhất nghe được câu thứ nhất liền không kìm lòng được mà bị hấp dẫn, cả người giống như hóa đá đắm chìm ở trong thánh tính áo nghĩa. Trong thân thể có từng vòng bạch sắc lưu quang đang vận hành. Phong Phi Vân khẽ liếc nàng một cái, biết nàng đã bắt đầu tham ngộ thánh tính, liền tiếp tục nói. Tâm ngự tính tâm kiếm điển nguyên ở đạo gia, dung nhập vào Phật gia đạo lý, tập hợp chỗ mạnh của hai nhà, đạo gia tam gia xen lẫn làm một, Phật gia thập nhị ngũ hành dung hợp làm một, chữ nhất này chính là đạo hư vô, ở trong tâm ngự tính tâm kiếm điển, chữ nhất chính là thánh tính. Như thế nào là nhất? Hiên Viên Nhất Nhất chủ động hỏi, đắm chìm ở trong tu luyện, toàn thân đều là thánh quang, trong mỗi một sợi tóc đều chứa bạch mang. Phong Phi Vân nói, nhìn không tới, nghe không ra, đánh không được, ba cái này không thể không thuận, cố gắng kết hợp mà thành nhất, trước tiên có nhất, lấy nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thánh tính đại thừa. Ngộ tính của Hiên Viên Nhất Nhất không hề dưới Phong Phi Vân, thiên tư tuyệt đỉnh. Hơn nữa đối với tâm ngự tính tâm kiếm điển có lý giải độc đáo, thông qua khẩu quyết của Phong Phi Vân, nàng cũng tìm ra được cái nhất kia trong thánh tính. Lý giải của Phong Phi Vân đối với tâm ngự tính tâm kiếm điển cũng không quá nhiều, thánh tính áo nghĩa cũng vẻn vẹn chỉ là lật qua xem một lần, sau khi nói ra những thứ này liền ngậm miệng không nói nữa,
để cho Hiên Viên Nhất Nhất tự hành đi cảm ngộ tồn tại của thánh tính. Oanh long! Một phiến mây đen tịch quyển đến bên trong một phiến thành vực này, có từng đạo hắc sắc thân ảnh bay vào trong đình viện, trên thân âm khí phần phật, thân thể bị áo bào màu đen bao lấy. Phác đằng! Hỏa diễm trước người Phong Phi Vân hơi hơi nghiêng sang, hỏa diễm nhảy lên cực nhanh. Phong Phi Vân ngồi ở dưới đất, ánh mắt liếc một cái, lạnh lùng nói. Nguyên lai là bốn vị tiền bối của âm gian giới, không thấy Tê Thánh Nữ đang ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện sao, nếu như các ngươi quấy rầy nàng tu luyện, sợ là sẽ phải giao ra cái giá thảm trọng. Ngoài mặt Phong Phi Vân mặc dù rất bình tĩnh nhưng mà trong lòng lại rất là giật mình, thầm hô một tiếng nguy rồi. Giờ phút này Hiên Viên Nhất Nhất còn đang tìm hiểu thánh tính, an dưỡng thương thế, căn bản không thể nào xuất thủ. Bốn vị lão giả của âm gian giới đều là nhân vật cấp bậc vũ hóa hiền giả, gặp qua sóng to gió lớn, kinh qua vô số tràng sinh tử chiến đấu, rất biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, đều là người thông tuệ, nếu như bọn họ dám đến liền nhất định là đã có chuẩn bị, muốn đem bọn họ dọa lùi sợ là không dễ dàng. Thân thể của bốn vị lão giả này đều được áo choàng màu đen bao trùm, thân thể lưu động từng luồng âm khí, chỉ có một đôi ánh mắt đen nhánh lộ ra bên ngoài. Một lão giả trong đó ở trên vai trái đeo thanh sắc thiết hoàn, ánh mắt co lại, nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nhất Nhất đang ngồi ở bên cạnh bàn đá, trong con mắt bắn ra hai đạo tinh mang, tựa hồ như muốn nhìn thấu Hiên Viên Nhất Nhất. Oanh! Trong thân thể của Hiên Viên Nhất Nhất bộc phát ra một cỗ bạch sắc tiên quang, cổ kiếm trên lưng kịch liệt run rẩy, đôi môi hồng nhuận khẽ mở ra, nói. Nguyên lai là người của âm gian giới các ngươi, thật là to gan, không chỉ dám vô lễ với bản thánh nữ, còn dám cướp đoạt người mà thánh thần muốn. Ánh mắt của lão giả vai đeo thanh sắc thiết hoàn bị kiếm khí khiến cho đau nhói, sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi ánh mắt, lùi về phía sau một bước. Lúc trước bọn họ liên thủ đối phó với Hiên Viên Nhất Nhất, muốn từ trong tay nàng bắt đi Phong Phi Vân, khi đó bọn họ đều mặc hắc bào, che giấu thiên cơ, Hiên Viên Nhất Nhất cũng không biết bọn họ là người của âm gian giới, cho nên cũng là không sợ bị Thủy Nguyệt Thiên Cảnh trả thù. Nhưng mà giờ phút này thân phận của bọn hắn lại bị Phong Phi Vân kêu phá, Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã biết thân phận của bọn họ, một khi để cho Thủy Nguyệt Thánh Nữ trở về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, đem việc này hồi báo với Thánh Thần, đến lúc đó Thánh Thần nhất định sẽ giáng xuống pháp lệnh trừng phạt bọn họ. Đều do Phi Viện Công Chúa của Bạch Chu yêu tộc. Giờ phút này bốn vị vũ hóa hiền giả của âm gian giới trong lòng đều phát đắng, đem đầy đủ mọi thứ đều đổ lên trên người Phi Viện Công Chúa. Phi Viện Công Chúa nói cho bọn hắn biết Phong Phi Vân cùng Thủy Nguyệt Thánh Nữ đều bị trọng thương, bọn họ mới có thể giống như ngựa chạy không ngừng vó mà đuổi đến bên này, muốn bắt Phong Phi Vân đi. Nhưng mà không nghĩa đến Thủy Nguyệt Thánh Nữ không chỉ không bị thương, ngược lại còn biết được thân phận của bọn họ, cái này coi như là xông ra đại họa rồi. Xem ra Phi Viện Công Chúa là muốn chúng ta đến thử dò xét Thủy Nguyệt Thánh Nữ, thật không hổ là yêu nữ có thiên tư cao nhất trong thế hệ trẻ Bạch Chu yêu tộc. Tâm cơ thật là đủ sắc bén. Bọn hắn bây giờ đã là thế cưỡi hổ khó xuống, nếu như thật sự muốn chiến đấu với Thủy Nguyệt ở thời kỳ toàn thịnh, bọn họ căn bản không nắm chắc có thể đâm nàng đánh chết, nếu không cách nào đem nàng đánh chết, như vậy thù hận với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh liền là càng lớn, lấy lực lượng của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, bọn họ nhất định là trời cao không lối, địa ngục không cửa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ thật giờ phút này trong lòng Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất đều rất thấp thỏm. Vạn nhất bốn vị hiền giả của âm gian giới muốn bất chấp mà đánh, như vậy hôm nay cơ hội chạy thoát của bọn họ liền tương đối xa vời rồi. Trên trán Hiên Viên Nhất Nhất đã tràn ra từng giọt mồ hôi tinh mịn, kiên trì hết sức, chỉ là thân thể của nàng như cũ yên lặng mà không động, cho nên mới tạm thời không bị bốn vị tiên hiền của âm gian giới nhìn ra sơ hở. Thủy Nguyệt Điện Hạ có trái tim nhân hậu, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, chuyện hôm nay mong rằng Thánh Nữ Điện Hạ bỏ qua. Sau này chúng ta gặp được Thánh Nữ Điện Hạ nhất định sẽ nhượng bộ lui binh. Một vị lão nhân của âm gian giới khẽ khom người, giọng nói liền trở nên bình thản, đối với Thủy Nguyệt Thánh Nữ rất cung kính. Một vị lão giả khác cũng khom người nói. Thiện tâm của Thánh Nữ Điện Hạ thiên hạ đều biết, tự nhiên là sẽ không chấp nhặt với những người không thể lộ ra ngoài sáng như chúng ta. Bốn vị hiền giả của âm gian giới tự biết không phải là đối thủ của Hiên Viên Nhất Nhất. Lại sợ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh tương lai tìm bọn họ gây phiền toái, giờ phút này đều liên tục nhận sai, cúi gập lưng xuống. Giờ phút này Hiên Viên Nhất Nhất cũng kiên trì rất khó khăn, nhưng mà như cũ lại rất bình tĩnh mà nói. Phàm là người chạy tới âm gian giới đều là người đáng chết,
hoặc là nói là người đã chết ở trong nhân loại quốc độ, chỉ cần các ngươi hướng ta bảo đảm sau này không bao giờ lại đi ra khỏi âm gian giới, ta ngược lại có thể tha cho các ngươi một mạng. Trạng thái của nàng rất không ổn, nói xong một câu cuối cùng, trong thanh âm cũng đã không có mấy phần khí lực. Trong lòng Phong Phi Vân cũng là nhảy lên, sợ Hiên Viên Nhất Nhất không nhịn được mà lộ ra sơ hở, cho nên chặn ngay trước mặt nàng, trầm giọng mà nói. Thánh nữ đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như đã nói là muốn tha cho mạng chó của các ngươi liền nhất định sẽ bỏ qua cho các ngươi, còn không mau cút đi. Bốn vị hiền giả của âm gian giới như được đại xá, biết lời nói của Thủy Nguyệt Thánh nữ đúng là rất có uy quyền, nàng đã nói bỏ qua cho tính mạng bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ lại không truy cứu. Đa tạ hậu ân của Thánh nữ điện hạ. Bốn vị hiền giả của âm gian giới khom người bái một cái. Một lão hạt tử trong đó hai mắt tràn đầy vết máu ở thời điểm khom người, trên khuôn mặt già nua sinh ra mấy phần thiếu dung quỷ dị, một đạo tinh mang từ đầu ngón tay của hắn bay ra ngoài, tinh tế như châm đâm thẳng vào lưng của Hiên Viên Nhất Nhất. Oanh! Sắc mặt của Phong Phi Vân biến đổi, tế ra thiên tủy binh đảm, hóa thành một thanh trường thương dài hai trượng đem đạo tinh mang kia đánh tan. Nhưng mà khí tức ngưng tụ trên tinh mang này vẫn như cũ có một tia đụng vào trên người Hiên Viên Nhất Nhất. Phốc! Thân thể của Hiên Viên Nhất Nhất liền giống như bị trọng trụy oanh kích một cái, trong miệng tràn ra một tia máu đỏ hồng, cổ kiếm huyền phù ở trên đỉnh đầu của nàng cũng quang mang ảm đạm, phát ra một tiếng rên rỉ bay trở về trong vỏ kiếm. Cạc cạc, Thủy Nguyệt Thánh nữ đại danh đỉnh đỉnh thật không ngờ không chịu nổi một kích, chỉ là hư danh a. Bốn vị hiền giả của âm gian giới đều ngẩng đầu lên, lắc lắc ống tay áo, trên người lao ra một cỗ sát khí mãnh liệt, khí trùng cửu tiêu. Sợ hãi rụt rè mới vừa rồi trên người bọn họ làm gì còn có, quả thực giống như là bốn vị thần thánh khí độ bất pam phủ xuống, bế nghệ Phong Phi Vân cùng Hiên Viên Nhất Nhất. Lão Phu cũng biết nhà đầu ngươi là đang cố làm ra vẻ, xem ra Phi Viện công chúa nói không giả, ngươi thật đã bị trọng thương trong khi quyết đấu với cường giả yêu tộc. Lão giả có hai hốc mắt tràn đầy vết máu kia cười lạnh nói. Lão giả này là một vị trí sư cấp bậc tông sư, trí tuệ cực cao, có thể thấy một mà biết hai, suy tính hỏa cát, liệu đến Hiên Viên Nhất Nhất rất có thể đã bị thương nên hắn mới dám mạo hiểm thử một lần. Đôi mắt kia của hắn chính là bị Phong Phi Vân dùng một tia thánh linh khí tức chém phá, chỉ là hắn cũng không biết người đó chính là Phong Phi Vân mà ôi. Sắc mặt của Hiên Viên Nhất Nhất tái nhợt, không còn cường thế giống như mới vừa rồi nữa, nhu nhược vô cùng, trên môi có vết máu, giờ phút này đừng nói là để cho nàng giao thủ với bốn vị hiền giả, coi như là để cho nàng động một đầu ngón tay cũng hết sức khó khăn. Âm gian giới chúng ta đã bị Thủy Nguyệt Thiên Cảnh áp chế một vạn năm, biệt khuất một vạn năm. Hôm nay chúng ta sẽ chém giết thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, để cho người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh biết bọn họ cũng không phải là vô địch. Bốn vị hiền giả của âm gian giới đều sát khí lẫm liệt, ở trong thiên thành di chỉ bọn họ không sợ người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh biết được, chỉ có diệt trừ Thủy Nguyệt Thánh Nữ, bọn họ mới không sợ bị người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh trả hù. Mặc dù ta cũng không thể nào thích người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, nhưng mà chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn đối địch với người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sao? Quả thực chính là người si nói mộng. Phong Phi Vân cười dài một tiếng. Hiền giả trên vai đeo thanh sắc thiết hoàn kia trầm giọng nói. Phong Phi Vân tiểu nhi, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể chạy trốn sao, trở về âm gian giới ngươi hảo hảo mà chịu đựng đi. Phong Phi Vân chậm rãi tiêu sái đi đến bên người Hiên Viên Nhất Nhất, dùng áo choàng khoác lên người nàng, đem ngọc thể tinh tế mềm mại khỏa lên, vác ở trên lưng, nói. Ôm cổ của ta. Hìa cánh tay ngọc của Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng run rẩy hai cái, lần đầu tiên cùng với nam tử khác gần nhau như vậy, cuối cùng nàng vẫn là khó khăn vươn hai tay, nhẹ nhàng khoác lên bả vai của Phong Phi Vân, gương mặt tinh xảo mà thanh nhã dán ở trên lưng của hắn. Ôm chặt, Phong Phi Vân đem hai cái tay áo của trường bao thắt ở ngang hông, đem thiên tủy binh đảm cắm ở trên mặt đất rút ra, trên người lao ra một cỗ chiến khí sắc bén. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Thanh âm của Hiên Viên Nhất Nhất có chút suy yếu, đem một đôi tay ngọc thon dài khoác lên trên cổ của Phong Phi Vân, đầu ngón tay tinh tế tựa như là ngọc thông, mang theo một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Bốn vị hiền giả kia của âm gian giới liên tục cười lạnh, lão giả có hai mắt như bò cạp, nói. Thủy Nguyệt Thánh nữ đại danh đỉnh đỉnh thế nhưng cần một tên bán yêu đến cõng. Xem ra Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng chỉ bất quá là như vậy. Lấy trứng trọi đá, thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Hôm nay ai cũng không đi được.
Trong thân thể của Phong Phi Vân liên tiếp lao ra ba tòa đại vực, mỗi một tòa đại vực đều là khí tức cuộn trào, tựa như ba tầng thủ họ cháo bao phủ ở trên thân thể của hắn. Đó cũng không phải là do các ngươi định đoạt, các ngươi có thể đuổi theo ta rồi hãy mạnh miệng cũng không muộn. Bá! Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc, hai chân tựa như dẫm lên hai đạo luân hồi, tốc độ nhanh như lưu quang, mũi chân ở trên mặt nước điểm một cái, thân thể đều đã bay đến trên cổ tường của đình viện. Không đi được. Một vị lão giả của âm gian giới đánh ra một cái thanh sắc thiết hoàn biến thành càng ngày càng lớn, cuối cùng bành trướng đến trình độ đường kính 10 thước, bên trên thiết hoàn tràn đầy văn tự cổ xưa, toàn thân đều đang sáng lên. Nếu như ngoại giới không có áp chế của lực lượng, một kích của cái thanh sắc thiết hoàn này có thể đánh vỡ một phiến tiểu thiên địa, hủy diệt nhất phương đại địa. Trên cánh tay của Phong Phi Vân hiện ra hành vạn thú, toàn bộ đều tràn vào trong thiên tủy binh đảm. Hình dáng của thiên tủy binh đảm xảy ra biến đổi, liền giống như bị vạn thú quấn quanh, đem cái thanh sắc thiết hoàn kia bắn trở về. Oanh! Phong Phi Vân cũng nhận lấy trùng kích khổng lồ, thân thể hướng phía sau bay ra ngoài, dưới chân sinh ra một phiến luân hồi quang hoa, sau đó rơi vào trên một tòa kiến trúc tan hoang cổ xưa khác ở nơi xa, không hề lưu lại chút nào, tiếp tục hướng về trung tâm Cửu Nguyên Tiên Thành bay đi. Lực lượng của ta cường đại, có 5 tòa vực gia thân. Nhục thân so sánh với bọn hắn thì mạnh hơn, càng là đến trung tâm Cửu Nguyên Tiên Thành thì càng có lợi với ta. Phong Phi Vân mang Thiêu U Hiên Viên nhất nhất, cầm trong tay bạch sắc trường thương hai trượng, tốc độ nhanh như một đạo ảo ảnh. Người này cư nhiên có thể ngạnh kháng một kích toàn lực của ta, khó trách Diêm Vương ra để cho chúng ta cẩn thận đề phòng hắn, lực lượng thân thể như vậy đã không yếu hơn bao nhiêu so với chúng ta. Vị cường giả kia của âm gian giới đem thanh sắc thiết hoàn thu hồi. Trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Mau đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy thoát. Bốn vị hiền giả của âm gian giới riêng mình triển khai thần thông tật tốc, phá vỡ vách tường của đình viện hướng trung tâm Cửu Nguyên Tiên Thành đuổi theo. Tốc độ của Phong Phi Vân kinh người, so với bốn vị hiền giả còn nhanh hơn, nhưng mà còn chưa chạy được ra xa liền lại tao ngộ địch nhân cường đại. Oanh! Một đầu cự nghĩ kiến thân thể cao chừng 10 thước phá vỡ hai tòa cổ kiến trúc. Chặn ngang phía trước Phong Phi Vân, yêu khí trên người tăng vọt, trong đôi mắt tràn đầy sát khí khiếp người. Trên người đầu đại yêu cự nghĩ này của yêu tộc có huyết khí khổng lồ, giáp phiến trên người giống như là hắc sắc thần thiết, một đôi ánh mắt giống như là viên cầu gắt gao nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, lạnh lùng hét lớn một tiếng. Bán yêu, bỏ lại Thủy Nguyệt Thánh Nữ, tha cho ngươi khỏi chết. Phong Phi Vân dừng bước lại, thân thể vừa chuyển, hướng một phương hướng khác chạy tới. Hắn đã sớm lường trước được tình huống hiện tại rồi, những hiền giả này của yêu tộc đều là hạng người cáo giả, sẽ không dễ dàng bị dọa lui như vậy. Bọn họ xui khiến bốn vị hiền giả của âm gian giới đi dò xét Thủy Nguyệt Thánh Nữ, cũng khẳng định là sẽ tiềm phục ở phụ cận. Oanh long long, vị hiền giả cự nghĩ của yêu tộc kia ở phía sau đuổi theo không thôi, đem một mảnh cổ nhai hẹp dài đạp vỡ, đem bức tường dày đụng sập, một thanh yêu kiếm từ trong miệng nó phun ra. Hướng lưng của Phong Phi Vân chém đến. Phong Phi Vân không dám dừng lại, khởi động ba tòa vực, ở sau lưng ngưng tụ thành ba tầng chắn, sau đó lại đem Hiên Viên nhất nhất từ trên lưng kéo đến phía trước, một tay ôm ở eo ngọc mảnh khanh, ôm vào trong ngực. Oanh! Một chuôi yêu kiếm kia chém ở trên ba tòa đại vực, đem từng tầng lực lượng đâm rách. Cuối cùng ba tòa vực kia đem lực lượng sắc bén trên thân yêu kiếm đỡ được, nhưng mà một cỗ lực trùng kích lại khó có thể hoàn toàn ngăn cản. Lưng của Phong Phi Vân giống như là bị núi lớn đụng vào một cái, khí huyết trong thân thể quay cuồng, thân thể trực tiếp bị xung kích bay lên trên, bay ra mấy chục thước mới rơi xuống mặt đất, tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh. Nếu như mới vừa rồi Hiên Viên nhất nhất như cũ ở trên lưng của hắn, bị cỗ lực lượng kia trùng kích vào chỉ sợ là đã thương càng thêm thương. Ngươi thật kỳ quái, lúc trước còn cấu kết với cường giả của yêu tộc. Cường giả đến đối phó ta, nhưng bây giờ lại liều chết cứu ta. Làm sao lại mâu thuẫn như vậy? Mỹ mâu của Hiên Viên nhất nhất chớp chớp, từ khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Phong Phi Vân, con người hết sức trong suốt, không có một tia tạp chất. Phong Phi Vân cúi đầu hướng về phía nàng cười sáng lạn, tay ôm eo của nàng không khỏi chặt hơn, nói. Ta sớm đã nói không chừng ta thích ngươi rồi. Hiên Viên nhất nhất nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Trong lòng nàng đem lời nói của Phong Phi Vân giống như gió nhẹ thổi qua, không lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Phong Phi Vân không khỏi dần dần không cười nữa, ánh mắt trở nên hết sức ngưng trọng, cảm nhận được vài cỗ khí tức khổng lồ hướng hắn vây quanh mà đến, đều là khí tức vũ hóa. Oanh! Một đạo móng vuốt từ dưới đất ở phía trước vươn ra, đem đại địa xé rách ra từng đạo lỗ hổng khổng lồ, móng vuốt hướng thân thể Phong Phi Vân nhiết tới. Phong Phi Vân điều động lực lượng toàn thân, đem thiên tủy binh đảm hoành tảo ra ngoài, đem một cái móng vuốt khổng lồ kia đánh cho chấn động kịch liệt một cái. Một cái móng vuốt này sợ rằng phải dài mấy chục thước, mỗi một đầu ngón tay đều to to giống như cái chậu, vị trí cổ tay lại càng giống như cái trụ lớn. Móng vuốt này bị thiên tủy binh đảm oanh kích, cũng vẻn vẹn chỉ là bị chém sâu hơn 10 tấc, không tạo thành thương tổn mang tính thực chất, có thể thấy được trình độ cứng rắn của nó. Móng vuốt bị đánh đến kịch liệt chấn động. Liền thừa dịp móng vuốt bị chấn động, Phong Phi Vân ôm Hiên Viên Nhất Nhất tật tốc xông qua, sau đó thoát ra cái cổ nhai đã tan nát này. Thình thịch, thình thịch. Dưới đất lao ra một đầu đại yêu giống như chư, trên người tràn đầy lân phiến, mọc ra bốn cái chân thô to như bốn cây cột, trên lưng mọc ra một cái cự trảo dữ tợn đáng sợ, trên cự trảo có một đạo vết máu nhỏ xuống huyết dịch tiên diễm. Hiền giả của Lân Chư yêu tộc. Lực lượng thật cường đại. Vị hiền giả này của Lân Chư yêu tộc cảm giác cự trảo đau nhức, biết mình mới vừa rồi khinh địch. Nếu không phải là mình khinh địch nói không chừng mới vừa rồi cũng đã đầm Thủy Nguyệt Thánh Nữ cùng bán yêu kia phách chết. Oanh long long. Bốn cái móng của nó cuồng vũ, hướng Phong Phi Vân đuổi theo. Không chỉ là cường giả các tộc của yêu tộc, còn có bốn vị cường giả của âm gian giới từ bốn phương tám hướng hướng Phong Phi Vân đuổi giết tới. Mỗi một người đều là bá chủ xưng hùng một phương, uy danh hiển hách, chiến lực kinh khủng. Đã càng lúc càng đến gần trung tâm của Cửu Uyên Tiên Thành. Cỗ lực áp chế kia càng lúc càng mạnh, ngay cả lực lượng ba tòa vực trên người Phong Phi Vân cũng bị áp chế đến cực điểm, vẻn vẹn chỉ có thể bao phủ hắn cùng Hiên Viên Nhất Nhất. Luân hồi tật tốc cũng trở nên càng lúc càng chậm. Sắc trời nơi này càng lúc càng hôn ám, cơ hồ đều không nhìn thấy bầu trời, tựa như biến thành đêm tối. Chút ít kiến trúc cổ xưa ở chung quanh đều tràn đầy âm khí, một ít hung sát 8 vạn năm trước lưu lại chiếm cứ bên trong, phát ra tiếng vang khanh khách. Thình thịch. Phong Phi Vân tiến vào trong một tòa phủ đệ huy hoàng như cung điện. Bên ngoài tòa phủ đệ này có một tầng vụ khí âm u bao phủ, giống như là do vô số thi khí hội tụ mà thành, đâm vào làn da khiến người ta đau. Trên người Phong Phi Vân có Phật khí hộ thể, xông phá âm mai chi khí, xông vào trong tòa cung điện này. Bởi vì thời gian quá khứ thực sự là quá lâu rồi, trên mặt đất tràn đầy vết nứt, có từng cỗ thấp khí từ dưới đất toát ra. Phong Phi Vân đầu tiên bước vào bên trong liền cảm giác trái tim kịch liệt run rẩy một cái, đây là thời điểm cực độ nguy hiểm mới sẽ phát sinh ra phản ứng bản năng như vậy. Tòa phủ đệ này rất đặc biệt, cảm giác có đồ vật không tốt ở bên trong. Hiên Viên Nhất Nhất mặc dù bị trọng thương nhưng mà linh giác như cũ vẫn tồn tại, nhận thấy được khí tức khác thường, trong đạo tâm sinh ra cảnh giác. Phong Phi Vân tự nhiên đã sớm nhận thấy quỷ dị của nơi này. Cũng chính là bởi vì nơi này hết sức quỷ dị cho nên hắn mới quyết định xông vào, phía ngoài đã bị cường giả của yêu tộc cùng âm gian giới hoàn toàn vây chết, căn bản là không xông ra được, muốn mạng sống cũng chỉ có thể đưa thân vào tử địa mà lấy đường sống. Tòa phủ đệ này đã tương đối gần trung ương của Cửu Uyên Tiên Thành, khổng lồ giống như là một tòa cung khuyết, điện vũ ngang dọc, bể nước lớn như hồ, ở 8 vạn năm trước nơi này khẳng định là trụ sở của một vị siêu cấp đại nhân vật. Đứng ở bên ngoài phủ đệ là có thể cảm nhận được một cỗ khí tức âm sát khiếp người ở bên trong, người bình thường căn bản không dám xông vào trong này, nhưng mà Phong Phi Vân đã bị bức đến tuyệt cảnh, chỉ có thể xông vào đây. Người chưa thương cho tốt, hết thảy đã có ta. Hai tay của Phong Phi Vân đem Hiên Viên Nhất Nhất ôm lấy, dọc theo một cái đường nhỏ đầy bùn đất hướng bên trong phủ đệ đi tới. Trên đường nhỏ đầy bùn đất này có rất nhiều không gian trận pháp. Nhìn như chỉ có cự ly không xa nhưng trên thực tế lại xa đến 100 vạn dặm, nếu để cho một người bình thường xông vào, sợ là đi một ngày cũng đều không thể từ một tòa điện vũ này đi đến một tòa điện vũ khác. Gì? Phong Phi Vân đột nhiên dừng bước lại, hướng phía sau nhìn đến. Gì thế? Khí tức của Hiên Viên Nhất Nhất mỏng manh. Không có gì, cảm giác mới vừa rồi có một đạo nhân ảnh từ phía sau đi qua, nhưng mà lại cũng không cảm nhận được khí tức của sinh mệnh, kỳ quái. Vẻ mặt của Phong Phi Vân trở nên càng thêm ngưng trọng, biết bên trong tòa phủ đệ này nhất định là có thứ bất tường. Ngươi, lồng ngực của ngươi, có thứ gì? Tựa hồ còn đang động. Hiên Viên Nhất Nhất nói.
Phong Phi Vân đảo cặp mắt trắng dã, biết là con hàng Mao Ô Quy kia. Mao Ô Quy ở trong y phục của Phong Phi Vân, đầu cũng rút vào trong mai rùa, động cũng không dám động chút nào, sợ bị Hiên Viên Nhất Nhất nhận ra. Phải biết rằng nó nhưng là ở trong thánh linh cướp đi tinh hồng quỷ thuyền, một khi Hiên Viên Nhất Nhất phát hiện ra nó, khẳng định sẽ là đại sự không ổn. Bị Thủy Nguyệt Thánh Nữ đè lâu như vậy, không biết có bao nhiêu người ghen tị, đời này lão phu coi như đáng giá. Trong lòng của Mao Ô Quy nghĩ như vậy, nhưng mà vừa nghĩ tới Phong Phi Vân đem Thủy Nguyệt Thánh Nữ còn ôm lâu hơn, trong lòng nhất thời cũng cảm giác tức giận bất bình. Nếu để cho những thiên chi kiêu tử kia ở trong nhân loại quốc độ biết Thủy Nguyệt Thánh Nữ băng thanh ngọc khiết bị một tên bán yêu ôm trong ngực, chỉ sợ sẽ có vô số người đi đến chấn sát tên bán yêu này, thề phải đem tên bán yêu này cho thiên đao vạn quả. Phong Phi Vân đi qua con đường nhỏ đầy bùn đất này, đến bên trong một phiến thạch lâm, trong một tòa thạch lâm này tràn đầy cự thạch cao 7, 8 thước, mỗi một khối cự thạch đều tạo thành hình dáng con người, có thủ chỉ thuẫn bài, có giơ lên trường mâu, có ngồi đánh cờ, có đang giao thủ chiến đấu. Sợ là phải có đến cả ngàn thạch nhân, thần thái khác nhau, nhưng mà trên thân mỗi một thạch nhân đều thật giống như dựng dục một loại đạo tắc, làm cho người ta có một loại cảm giác bọn họ tùy thời đều sẽ sống lại. Đây không phải là do cự thạch điêu khắc mà thành, là dùng bổ thiên thạch tế luyện mà thành, người nào có đại thủ bút như vậy, thế nhưng tế luyện ra nhiều thạch nhân khôi lỗi như thế. Phong Phi Vân cảm giác mình giống như là đi vào một tòa mê cung, những thạch nhân kia tựa hồ đang động, nhưng mà loại động này cũng không phải là dùng mắt thường có thể nhận thấy được, hết sức huyền diệu. Hắn muốn trở về đường cũ, nhưng mà vừa quay đầu lại thì phía sau đã không còn đường rồi. Bổ thiên thạch. Tại sao có thể có nhiều bổ thiên thạch như vậy? Thương thế của Hiên Viên Nhất Nhất đã bước đầu ổn định lại, kiên quyết muốn Phong Phi Vân để nàng xuống. Mặc dù Phong Phi Vân rất muốn ôm Thánh Nữ Điện Hạ, đây dù sao chính là chuyện mà nam nhân thiên hạ đều tranh nhau muốn làm. Nếu không phải vừa vặn gặp cơ hội, lấy thân phận một cái bán yêu như hắn làm sao đến lượt hắn cứu Thủy Nguyệt Thánh Nữ chứ? Chỉ cần một cái tin tức Thủy Nguyệt Thánh Nữ gặp nguy hiểm truyền đi, khẳng định sẽ có ngàn vạn anh kiệt trẻ tuổi mang theo cường giả đi tới cứu viện. Vì thánh nữ mà chịu chết, đó là chuyện tương đối vinh quang, sẽ được người tranh nhau làm. Hiên Viên Nhất Nhất mặc bạch y, ngọc thể thon dài, chỉ thấp hơn Phong Phi Vân nửa cái đầu, đôi mắt xanh thẳm, mũi quỳnh trong suốt, trên da thịt lưu động bạch sắc quang hoa, bộ ngực cũng không tính là quá cao ngất nhưng mà cũng hơi có vẻ bạo mãn. Một đôi chân của nàng ở trong trường bào nhưng cũng có thể thông qua đường cong mà trong lúc nàng đi lại dẫn ra, nhìn ra đây tuyệt đối là một đôi chân ngọc thon dài mà mảnh khảnh, làm cho người ta muốn giơ váy nàng lên để xem xét một phần phong cảnh chỉ thuộc về tiên tử. Người đang nhìn cái gì? Hiên Viên Nhất Nhất cảm giác ánh mắt của Phong Phi Vân khác thường. Hai mắt của Phong Phi Vân nóng rực giống như là muốn bốc cháy, yêu ma chi huyết lưu động bàng bạc, da thịt trên người cũng trở nên càng thêm nổi bật. Lồng ngực lộ ra vẻ càng thêm khỏe mạnh, hít vào một hơi thật sâu, nói. Ta đang suy nghĩ chủ nhân nguyên lai nơi này có phải hay không tu luyện qua đại khôi lỗi thuật, bằng không thì không thể nào tế luyện ra nhiều thạch nhân khôi lỗi như vậy. Trên người những thạch nhân khôi lỗi này đều có kèm theo một tia linh hồn, cho dù là 8 vạn năm trôi qua, một tia linh hồn kia trong thân thể bọn họ cũng không biến mất, như cũ khiến chúng nó tiếp tục vận chuyển. Đại khôi lỗi thuật chính là một trong thái cổ bát thuật. Cũng sớm đã bị hủy đi chia thành đạo khôi lỗi thuật, Phật khôi lỗi thuật, tử khôi lỗi thuật, thánh khôi lỗi thuật rồi, có thể học được bất kỳ một loại nào trong 4 loại khôi lỗi thuật đó đều đã hữu dụng vô cùng, càng đừng nói là đại khôi lỗi thuật trong truyền thuyết. Hiên Viên Nhất Nhất đối với một chút bí sử của nhân loại quốc độ hiểu rõ vượt xa người từ bên ngoài tới như Phong Phi Vân, nói. Đồn rằng Cửu Uyên Tiên Thành cùng Cửu Tiêu Tiên Thành từng chính là hai tòa thế lực khổng lồ nhất của Hoàn Thiên Cảnh. Thực lực gần ngang với cảnh chủ phủ của Hoàn Thiên Cảnh, ở lúc đó Cửu Uyên Tiên Thành xuất ra mấy nhân vật kinh thiên động địa, một người trong đó tên là Niếp Hải, tu luyện chính là đạo khôi lỗi thuật. Niếp Hải chính là nhân vật tu luyện đạo khôi lỗi thuật tới đỉnh cao nhất của đệ lục Trung ương Vương Triều lúc ấy, đồn rằng, trong thiên hạ này vô luận là đồ vật có sinh mệnh hay không có sinh mệnh, một khi vào trong tay hắn đều có thể bị hắn điều khiển. Khôi lỗi thuật nhìn như bàng môn tà đạo nhưng mà đại khôi lỗi thuật có thể xếp ở trong thái cổ bát thuật liền có thể thấy được sự cường đại của nó, tuyệt đối không chỉ đơn giản là có thể luyện chế ra mấy con khôi lỗi. Khi khôi lỗi thuật luyện đến đỉnh phong, có thể khống chế linh khí của người khác, có thể khống chế tư tưởng của địch nhân, có thể khống chế người khác đánh ra thần thông đạo pháp, đạt tới hiệu quả càn khôn na di,
đầu chuyển tinh di, thậm chí là khống chế vị trí của vực ngoại tinh thần, từ vực ngoại gọi đến tinh thần giúp mình chiến đấu. Đây là sự thần kỳ của đại khôi lỗi thuật, một trong thái cổ bát thuật, tuyệt đối không yếu hơn đại diễn thuật mà Phong Phi Vân tu luyện. Những thạch nhân khôi lỗi này đều do bổ thiên thạch tế luyện mà thành, lực lượng ẩn chứa đều rất cường đại, nếu như có thể điều động được bọn họ giúp chúng ta chiến đấu, nói không chừng có thể ngăn cản một ít hiền giả kia của âm gian giới cùng yêu tộc một thời gian ngắn, vì ngươi mà tranh thủ đến một đoạn thời gian điều dưỡng thương thế. Ánh mắt của Phong Phi Vân co lại, nhẹ nhàng sờ sờ cằm. Những thạch nhân khôi lỗi này đều là chiến khôi lỗi đứng đầu, không phải là khôi lỗi thuật bình thường có thể điều động. Hiên Viên Nhất Nhất ngồi xếp bằng ở giữa thạch nhân khôi lỗi, bắt đầu điều dưỡng thương thế, trên người phát ra từng luồng tiên hoa, lại nói. Một tòa thạch lâm này giống như là mê cung, người của yêu tộc cùng âm gian giới muốn tìm được chúng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng, mượn một chút thời gian này có lẽ tu vi của ta có thể khôi phục được. Nói xong lời này nàng liền khép đôi môi đỏ sẫm lại, không hề nói nữa, bắt đầu toàn tâm tu luyện thánh tính, trị liệu thương thế. Phong Phi Vân dựa vào một tôn thạch nhân khôi lỗi tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Nhất Nhất một hồi lâu, sau đó liền đem một quyển thiết trúc trúc giản lấy ra, trải rộng ra trên mặt. Trúc giản đã hết sức cổ xưa, hủ thực đến khắp nơi đều là lỗ thủng, rách nát giống như là mới đào ra từ trong bùn đất. Đây chính là bát thuật quyển, là một trong ba cuốn của Mạc Phủ Tầm Bảo Lục. Cư nhiên thật ghi lại đại khôi lỗi thuật, phía trên bát thuật quyển ghi lại thật chính là thái cổ bát thuật sao? Như vậy Mạc Phủ Tầm Bảo Lục lại là tồn tại cấp bậc gì? Trong lòng Phong Phi Vân rất khiếp sợ, ở một cái địa phương nhỏ như Thần Tấn Vương Triều lại có thể xuất ra thánh điển như Mạc Phủ Tầm Bảo Lục, đây quả thực là không thể tin nổi, vẻn vẹn chỉ là bất kỳ một thuật trên bát thuật quyển nếu như bị truyền ra đều nhất định sẽ dẫn đến đại dung chuyển, liền có thể thấy được trình độ chân quý của quyển thánh điển này. Phong Phi Vân lấy thần thức truyền âm, hỏi thăm Mao Ô Quy, muốn từ trong miệng nó hỏi ra một chút bí ẩn. Đầu ô quy này rất có vấn đề, Phong Phi Vân cảm thấy nó tuyệt đối không phải là một con hải sản tùy tiện ở trên bãi sông là có thể nhặt được, nói không chừng có lai lịch không nhỏ. Cái này phải nói đến một đoạn bí sử của Thái Cổ, hiện tại ngươi biết thì đối với ngươi không có chỗ tốt. Mao Ô Quy ra vẻ người lớn nói. Phong Phi Vân rất muốn đem đầu ô quy này ném ra ngoài, điên cuồng đánh một trận, cảm giác nó hết sức vô sỉ. Được rồi, nhìn ngươi muốn biết như vậy. Có thể nói đơn giản cho ngươi biết một chút, thật ra cái này có liên quan tới Mạc Phủ trong truyền thuyết. Mao Ô Quy nói rất không rõ ràng. Mạc Phủ là nơi nào? Phong Phi Vân thật đúng là chưa từng nghe nói qua chỗ này. Lấy sự cường đại của Mạc Phủ Tầm Bảo Lục, nếu thật sự tồn tại một chỗ như Mạc Phủ, Phong Phi Vân cảm thấy lấy thân phận Phượng Hoàng tộc trưởng kiếp trước của chính mình không có khả năng không biết đến chỗ này, nhưng mà hắn lại xác thực chưa từng nghe nói qua. Mao Ô Quy ra vẻ ho hai tiếng, nói. Ngươi không nghe qua cũng là rất bình thường, bí ẩn ở trong này rất nhiều. Ai, ngươi biết được quá nhiều đối với ngươi thật không có chỗ tốt, ngươi vẫn là trước đem đại khôi lỗi thuật tu thành rồi hãy nói. Dùng một chút, nó lại nói. Ta cuối các nếp cảm giác chỗ này u ám, có đồ vật gì đó đang nhìn vào chúng ta, ngươi nói vị cường giả kia của Cửu Uyên Tiên Thành đã chết rồi hay còn chưa chết. Vị cường giả kia đã chết hay chưa thì ta không biết, nhưng ta cảm giác hiền giả của yêu tộc cùng âm gian giới đều đã xông vào rồi. Linh giác của Phong Phi Vân dị thường cường đại, hơn nữa dùng đại diễn thuật suy tính một lần, đúng là có rất nhiều cường giả tiến vào bên trong, không dưới 10 vị. Cho dù một tòa thạch lâm này có thần dị như thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản nhiều hiền giả như vậy, nhiều nhất nửa ngày bọn họ đều sẽ bị tìm đến nơi này. Nếu như có thể đem đại khôi lỗi thuật tu luyện tới nhập môn là có thể chủ động nắm trong tay thạch nhân khôi lỗi nơi này, đến lúc đó Phong Phi Vân bảo đảm có thể vây khốn những cường giả kia 3 ngày, vì Hiên Viên Nhất Nhất tranh thủ càng nhiều thời gian hơn. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ở trên đất, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện đại khôi lỗi thuật, trong thân thể 300 ước thánh linh cho cốt tất cả đều lóe lên quang hoa sáng chói, đản sinh ra từng đạo thánh linh ý niệm trợ giúp hắn cùng tìm hiểu tu luyện. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, Phong Phi Vân mới một lần nữa đem cuốn thiết trúc trúc giản kia khép lại, thở ra một hơi thật dài, trong mắt sinh ra mấy phần thiếu ý. Đã đến rồi. Trải qua 3 canh giờ tu luyện, mặc dù hắn không thể tìm hiểu được điểm chính của đại khôi lỗi thuật nhưng mà lại đã có chút hiểu biết, nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, hắn nhất định có thể nhập môn. Nhưng mà lúc này hắn lại đã không có nhiều thời gian tìm hiểu như vậy.
bởi vì có một vị cường giả đã đến gần đây, ở trong thời gian rất ngắn nữa sẽ tìm được bọn họ. Phong Phi Vân trước phải chém giết người này. Phong Phi Vân đem ẩn tàm Sa La mặc vào, thân thể nhất thời biến mất ở tại chỗ, sau đó hướng về phía vị cường giả kia lặng lẽ đi tới. Đây là một lão giả toàn thân bao phủ bởi áo choàng màu đen, chính là một trong bốn vị hiền giả của âm gian giới, đạt tới cảnh giới vũ hóa đệ nhất trọng, đầu cùng ngón tay đều bị hắc bào bao phủ vào, chỉ trừ một đôi mắt đen nhánh là nhìn thấy được, thông phệ ánh sáng cùng nhiệt độ trong thiên địa. Trên vai trái của lão còn mang theo một cái thanh sắc thiết hoàn, huyết khí trên người cực kỳ khổng lồ. Mặc dù lão đã rất cố ý thu liếm khí tức trên thân nhưng mà như cũ bị Phong Phi Vân trước tiên cảm giác được, đây chính là lực lượng của đại diễn vực. Đại diễn vực vô hình vô chất, có thể đem vũ hóa hiền giả ẩn giấu đều tìm ra. Vị hắc bào lão giả này hết sức cẩn thận, bộ pháp quỷ dị. Phong Phi Vân đã đứng ở phía sau hắn, 300 ước thánh linh cho cốt trong thân thể riêng mình ngưng tụ ra một tia lực lượng, cuối cùng biến thành một tia thánh linh chi khí hướng về vị hắc bào lão giả kia phách chạm tới. Ở một sát na kia thánh linh chi khí bạo phát ra, trong không khí bộc phát ra ba động kịch liệt đem vị hắc bào lão giả này kinh động, hắn tế ra thanh sắc thiết hoàn hướng phía sau đón đỡ. Thình thịch, thanh sắc thiết hoàn ứng tiếng mà vỡ, một tia thánh linh chi khí kia đem thân thể của hắc bào lão giả chém ngang thành hai đoạn, một cỗ máu tươi từ trong thân thể của lão bắn ra. Thánh linh chi khí, vị hắc bào lão giả này chưa chết. Trong hai nửa thân thể đều còn sót lại vũ hóa ý chí chia làm hai phương hướng hướng Phong Phi Vân phát động công kích. Hắc bào lão giả đã bị thánh linh chi khí chém đến nguyên khí tổn thương nặng nề, thân thể chia làm hai phần, lực lượng trong thân thể cũng tiêu hao lợi hại, căn bản không đủ gây sợ. Càn khôn trường ấn. Trong lòng bàn tay của Phong Phi Vân sinh ra Phật quang vô tận, một trường hướng đỉnh đầu của hắc bào lão giả ấn xuống, trên bàn tay hiện ra các loại địa mạo giống như là đánh ra một phiến thế giới. Thình thịch, đầu của hắc bào lão giả trực tiếp bị thủ trưởng của Phong Phi Vân ấn xuống mặt đất, sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành tàn thi trên đất, thần thức trong thân thể hoàn toàn bị bóp diệt. Sau khi một nửa đoạn thân thể khác của hắn mất đi thần thức ra chỉ cũng thình thịch một tiếng mà rơi xuống mặt đất. Phong Phi Vân đem thi thể trên đất toàn bộ thu thập lại, đây nhưng là thi thể của vũ hóa hiền giả, nếu như đem đến trên chợ đen có thể bán ra được giá tiền không tệ, đặc biệt là máu, xương. Da của vũ hóa hiền giả đều là thứ mà rất nhiều tà đạo tu sĩ tranh nhau mua. Sau khi đem dấu vết trên mặt đất đều dọn dẹp sạch sẽ, Phong Phi Vân mới lần nữa trở về chỗ tu luyện của Hiên Viên Nhất Nhất, nhưng mà... Hiên Viên Nhất Nhất lại đã biến mất. Thân thể của Phong Phi Vân lập tức dừng lại, trên người sinh ra một cỗ khí lạnh, cảm giác được sau lưng có khí tức sinh mệnh ba động. Oanh! Lực lượng toàn thân hắn đều bộc phát ra, chuẩn bị phát ra một kích lôi đình. Ngươi che giấu thực lực. Thanh âm của Hiên Viên Nhất Nhất vang lên ở sau lưng hắn. Thân thể của nàng cao gầy, ngọc thể thon dài, tiên quang rạng rỡ, lưng đeo cổ kiếm dựa vào một tôn thạch tượng khôi lỗi, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đem lực lượng trên người thu lại, cười cười nói. Thánh nữ điện hạ đạo tâm thanh minh, nhìn rõ mọi việc, thực lực của ta có bao nhiêu cân lượng chẳng lẽ thánh nữ điện hạ còn không biết. Khí sắc của Hiên Viên Nhất Nhất lộ ra vẻ khá hơn một chút, sương mù bao phủ thân thể, bạch y như vẽ, tóc đen chập chờn, thanh âm yêu nhã mà linh hoạt kỳ ảo, nói. Ngươi không cần phải tự xem nhẹ mình, thiên phú của ngươi ở trong mắt ta đã đủ đứng vào trước 30 của tài tuấn trẻ tuổi, hơn nữa thủ đoạn giấu giếm luôn là làm cho người ta suy nghĩ không ra, tổng cảm giác ngươi cất giấu không ít thứ. Ha ha, thánh nữ điện hạ đa tâm rồi, ta chỉ là một bán yêu mà thôi. Cho dù lại giấu giếm đi nữa chẳng lẽ còn có thể đột phá đến vũ hóa cảnh sao? Phong Phi Vân nói. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Cũng không phải là bất kỳ một bán yêu nào cũng có thể đánh chết vũ hóa hiền giả được. Đây chẳng qua là thành quả mà ta đánh lén, nếu như đồng thời chống lại hai vị vũ hóa hiền giả, ta cũng chỉ có thể chạy mà thôi, không giống như thánh nữ điện hạ uy phong tám phía như vậy, có thể tự mình chiến hơn 10 vị vũ hóa hiền giả mà không bại. Phong Phi Vân nói. Hiên Viên Nhất Nhất than thở một tiếng, nói. Người đây là đang cố ý chế giễu ta. Không có, thật lòng rất bội phục. Phong Phi Vân nói. Ánh mắt của Hiên Viên Nhất Nhất chợt đánh đến, lông mi dài nhọn, cơ thể lồi lõm uyển chuyển, có một loại khí tức thánh khiết ngưng tụ ở trên người nàng, giống như là tiên tử do tiên ngọc điêu khắc. Quên đi, lấy quan hệ của ngươi cùng Tô Tử,
ta cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi, thủ đoạn mà ngươi giấu giếm thì ta cũng không muốn hỏi nhiều. Trong mắt của Hiên Viên Nhất Nhất mang theo một tia kinh dị, nghĩ tới một màn kia nhìn thấy ở trong Mộng Thiên Cư liền chợt rời đi ánh mắt, không lại nhìn Phong Phi Vân nữa. Quan hệ của ta cùng Lưu Tô Tử rất mật thiết sao? Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng nói tới quan hệ của mình với Lưu Tô Tử, Phong Phi Vân tự cho là quan hệ của chính mình với Lưu Tô Tử cũng không tính là quá thân mật, nhiều lắm chỉ có thể coi là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Phong Phi Vân cuối cùng cũng chỉ có thể cho ra một cái kết luận. Xem ra Lưu Tô Tử cùng Hiên Viên Nhất Nhất thật sự có vấn đề. Thương thế của Thánh Nữ Điện Hạ khôi phục như thế nào rồi? Phong Phi Vân dò hỏi. Hiên Viên Nhất Nhất thản nhiên ngồi xuống dưới đất, mỹ mâu chậm rãi nhắm lại, ôn nhu mà nói. Đã lĩnh ngộ đến cái nhất kia trong thánh tính. Nhanh như vậy. Trong lòng Phong Phi Vân khẽ lộp bộp, ngộ tính của Hiên Viên Nhất Nhất thật đúng là lợi hại. Mặc dù Phong Phi Vân không phải là rất hiểu biết thánh tính áo nghĩa, nhưng mà cũng hiểu được tác dụng của cái nhất kia ở trong thánh tính áo nghĩa thiên, nếu lĩnh ngộ được cái nhất này, như vậy cũng chính là dụng chạm đến cánh của thánh tính rồi. Một khi để cho nàng tu luyện thánh tính áo nghĩa thiên, tu vi của nàng khẳng định lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Tâm tính cùng tâm cảnh của nữ tử này đều cực kỳ lợi hại, không thua Thủy Nguyệt Đình, Phong Phi Vân cảm thấy muốn ăn nàng không phải là một chuyện dễ dàng. Có lẽ có thể hạ thủ từ trên người Lưu Tô Tử. Trong mắt của Phong Phi Vân mang theo vài phần ý cười, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Dĩ nhiên trước đó còn phải đem nguy cơ trước mắt giải trừ mới là chính sự. Phong Phi Vân cũng bắt đầu tìm hiểu đại khôi lỗi thuật, trong thân thể của mình có 300 ước thánh linh ý niệm phụ trợ, năng lực lĩnh ngộ làm sao có thể bại bởi Hiên Viên Nhất Nhất được. Năng lực lĩnh ngộ của Phong Phi Vân ngược lại không phải là thấp hơn Hiên Viên Nhất Nhất, dù sao hắn tìm hiểu đại khôi lỗi thuật chính là trụ cột bằng không. Mà Hiên Viên Nhất Nhất tìm hiểu thánh tính, từ nhỏ đã tu luyện ngọn nguồn của tâm ngự tính tâm kiếm điển, muốn chạm đến cánh cửa của thánh tính dĩ nhiên là phải dễ dàng hơn nhiều lắm. Đại khái lại là trôi qua một canh giờ, Phong Phi Vân cũng bước vào trong cánh cửa của đại khôi lỗi thuật. Mấu chốt của đại khôi lỗi thuật là ở tạo vật, khống chế, linh hồn, sinh mệnh. Quá trình tế luyện khôi lỗi kỳ thật cũng là một quá trình tạo vật. Trong đại khôi lỗi thuật có nói, thiên địa là thủ trưởng. Ngũ hành là cơ sở, vạn vật là khôi lỗi, quy tắc chuyển càn khôn, đạo lý là linh hồn, thời gian là sinh mệnh, trước có chúng sinh, sau có thế giới. Nói cách khác, cho dù là chúng sinh trong thiên địa đều chỉ là khôi lỗi mà thiên địa tạo ra. Áo nghĩa cuối cùng của đại khôi lỗi thuật, đầu tiên có chúng sinh, sau đó chúng sinh mới cùng chung xây dựng thế giới. Dùng quy tắc khống chế vạn vật, có quy tắc, càn khôn thế giới cũng liền có thể vận chuyển rồi. Dùng đạo lý giao linh hồn cho vạn vật. Dùng thời gian giao sinh mệnh cho vạn vật, thời gian vận hành mới có sinh mệnh, một khi thời gian dừng lại, sinh mệnh cũng liền đình chỉ. Hiện tại Phong Phi Vân tự nhiên còn xa xa chưa đạt tới cảnh giới kia, đây là một loại cảnh giới cũng vẻn vẹn chỉ tồn tại ở trong suy đoán của người chế thuật cũng không tu luyện ra khôi lỗi thuật cấp bậc đó. Hiện tại Phong Phi Vân cũng là có thể làm được khống chế khôi lỗi đơn giản, đây coi như là thứ trụ cốt nhất của đại khôi lỗi thuật. Lực lượng trong thân thể của Phong Phi Vân tản mát ra, thạch nhân khôi lỗi trong cả thạch lâm đều vận chuyển, từng cái thạch nhân đều giống như là đang sống lại, có vung lên chiến kiếm trong tay, có bắt đầu hạ cờ, có bắt đầu uống trà, có lên tiếng hát vang. Nhân sinh muôn màu đều hiện ra ở chỗ này, tất cả thạch nhân khôi lỗi đều đang vận động, khiến cho nơi này trở nên càng thêm hỗn loạn. Những cường giả xông vào trong thạch lâm tất cả đều biến đổi sắc mặt, sinh ra một cỗ cảm giác hết sức không ổn. Công chúa Điện Hạ, đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chủ nhân của tòa phủ đệ này thật không chết, lại sống lại rồi? Một vị lão tẩu đầu đầy tóc trắng nói. Hạnh mâu của phi viện công chúa như chứa nước, tóc trắng mềm mại, da thịt trắng tuyết, nói. Có thể dùng bổ thiên thạch tế luyện ra nhiều khôi lỗi thạch nhân như vậy, chủ nhân trước kia của tòa phủ đệ này nhất định là một người có đại thần thông. Oanh! Đột nhiên một thạch nhân trong tay cầm chiến mâu ở bên cạnh phi viện công chúa. Chiến mâu trong tay sinh ra hỏa diễm xích hồng, hướng phi viện công chúa vỗ xuống, lực lượng rất kinh người, đánh ra một phiến sóng lửa lớn. Phi viện công chúa thân như thanh phong, thân thể mềm mại xoay xung quanh thạch nana một cái, tránh thoát một kích kia. Oanh! Oanh! Lại có công kích liên tiếp hướng nàng mà tới, tổng cộng 7 tôn thạch nhân khôi lỗi đồng thời xuất thủ,
từng cái đều có lực lượng khai sơn liệt địa. Lang Huyên kiếm vực. Phi viện công cháu triệu hồi ra một thanh cổ kiếm, cắm thẳng trên mặt đất, cổ kiếm bành trướng cuối cùng lớn lên chừng 10 thước, đem công kích của 7 tôn thạch nhân khôi lỗi kia ngăn lại. Oanh long long. Ở trong thân thể của phi viện công chúa bay ra vô tận kiếm ba, đem 7 tôn thạch nhân khôi lỗi kia đẩy lui, thân thể tinh tế linh lung từ bên trong bay ra. Một mỗi tôn thạch nhân khôi lỗi trong tòa thạch lâm này đều đang vận động, thân thể cứng rắn, lực lượng khổng lồ, để cho thạch lâm trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Còn là nhanh chóng rời đi nơi này, đây là thạch nhân khôi lỗi do bổ thiên linh thạch tế luyện, rất khó bị đánh nát, lực lượng cũng rất đáng sợ. Một vị hiền giả cảnh giới vũ hóa đệ nhất trọng của Bạch Chu yêu tộc hai mặt thụ địch, cảm thấy áp lực thật lớn. Phát ngọc phù không gian ấn, liên lạc với cường giả yêu tộc khác, tạm thời trước tiên lui ra tòa phủ đệ này. Phi viện công chúa hạ lệnh. Vị hiền giả kia của Bạch Chu yêu tộc lấy ra một cái ngọc ấn, áp xuống đất, một đạo bạch sắc quang hoa phóng lên cao. Cùng lúc đó trong thạch lâm cũng có từng đạo quang trụ dâng lên, riêng mình tỏa định tọa độ, những cường giả kia thối lui giống như thủy triều. Cho đến sau khi cường giả của yêu tộc cùng âm gian giới đều lùi lại, thạch lâm mới dần dần bình tĩnh. Hô! Lúc này Phong Phi Vân mới thở ra một hơi thật dài, mới vẻn vẹn chỉ là thúc giục những thạch nhân khôi lỗi này không bao lâu, linh khí trong thân thể hắn liền tiêu hao hơn phân nửa. Những cường giả này nhất định sẽ không để cho Hiên Viên Nhất Nhất đem thương thế điều dưỡng tốt, trong 3 canh giờ khẳng định còn có thể phát động công kích, chờ sau khi bọn hắn sẵn sàng, một tòa thạch nhân khôi lỗi đại trận này căn bản không thể nào ngăn cản bọn họ. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như vậy. Hiên Viên Nhất Nhất như cũ lẳng lặng ngồi tại chỗ, thân thể như ngọc thạch điêu khắc mà thành, tóc dài đen nhánh mà mềm mại, cổ hết sức tinh tế trắng sáng, trên da lưu động lực lượng của thánh tính. Sau nửa canh giờ, Phong Phi Vân liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, bắt đầu suy tư kế sách ứng đối. Thập đại yêu tộc đều có cường giả đuổi tới tiên thành di chỉ, tổng cộng có 11 vị hiền giả cấp bậc vũ hóa đệ nhất trọng, đều là đại yêu thuộc về cấp bậc lãnh chủ. Ở trong cương vực của yêu tộc đều coi như là bá chủ tuyệt đỉnh, bọn họ ẩn nấp ở nhân loại quốc độ, bình thời thân phận cực kỳ bí ẩn, chỉ có đến lúc đặc thù mới sẽ xuất hiện. Trừ ra hai cái hiền giả yêu tộc bị Thủy Nguyệt Thánh Nữ phế bỏ ra, tổng cộng còn 9 vị đại yêu cấp bậc lãnh chủ, từng người đều là nhân vật phi phàm. Công chúa Điện Hạ, làm sao bây giờ? Một vị đại yêu của cự nghĩ yêu tộc nói. Lần này các đại yêu tộc hội tụ, đều là bị phi viện công chúa tụ tập đến. Phi viện công chúa cũng hứa hẹn cho bọn họ chỗ tốt, bây giờ bọn hắn tự nhiên cũng là tạm thời xem phi viện công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một khi Hiên Viên Nhất Nhất bị tru diệt, thiên nhai thước xuất thế, như vậy bọn họ còn có thể nghe theo mệnh lệnh của phi viện công chúa hay không liền không nhất định rồi. Thân hình của phi viện công chúa trắng nõn, tóc dài lưu ti, nói. Xem ra chỉ có thể sử dụng lực lượng của thánh hồn. Nàng đem một viên bạch sắc yêu châu phun ra. Trên yêu châu quang hoa sáng loáng, có một cỗ khí tức mênh mông giống như là một viên bạch sắc tinh thần. Nghe được hai chữ thánh hồn này, những hiền giả kia của yêu tộc đều là sắc mặt biến đổi, đây nhưng là lực lượng của thể so với thánh linh chi khí, chính là khí tức sau khi thánh linh chết đi lưu lại ngưng tụ mà thành, thuộc về loại lực lượng một kích tất sát, không gì không phá được. Khoan đã, âm gian giới chúng ta có một vị hiền giả vẫn lạc ở trong tòa phủ đệ này. Một phiến mây đen hạ xuống. Bên trong đi ra 3 lão giả thân mặc hắc bào, giống như là 3 vị tu la đi ra từ trong địa ngục. Đôi mi thanh tú của phi viện công chúa nhất thời nhíu một cái, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã bị trọng thương, không thể nào có lực lượng đánh chết hiền giả. Một tên bán yêu kia, ha ha, càng thêm không thể nào. Thần sắc của phi viện công chúa ngưng trọng, nói. Nếu không phải là Thủy Nguyệt Thánh Nữ, cũng không phải là tên bán yêu kia. Như vậy sẽ là người nào, chẳng lẽ bên trong tòa phủ đệ này thật tồn tại một vị nào đó mà chúng ta không biết? Tu sĩ tại chỗ mặc dù đều là cường giả kinh qua sóng to gió lớn, nhưng mà nghĩ đến chuyện này cũng cảm thấy da đầu tê dại, có một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Chi nha! Lúc này cửa của phủ đệ cũ nát bị mở ra. Một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo bó sát người màu trắng mang theo một thanh bạch sắc trường thường từ bên trong đi ra, thân thể đứng nghiêm. Lông mày rậm rạp chỉnh tề, một đôi con ngươi tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, tràn đầy mị lực. Thình thịch, trường thương cắm xuống mặt đất đem một khối cổ ngọc thạch đâm phá. Phong Phi Vân nói, trong tòa phủ đệ này có một vị tiền bối tá túc,
đám đạo trích các ngươi tốt nhất mau rời đi, nếu không. Thình thịch, Phong Phi Vân đem một tấm huyết bào ném ra ngoài. Đây chính là một góc áo bào của vị cường giả của âm gian giới chết đi, tràn đầy tử khí cùng tà khí. Phong Phi Vân quyết định muốn lừa gạt đám người này, tận lực kéo dài một thời gian, vì Hiên Viên Nhất Nhất tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hừ, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn dọa chúng ta. Vị hiền giả kia của Lân Chư Yêu tộc đã thua thiệt trong tay Phong Phi Vân, quyết định muốn đích thân chấn sát tên tiểu bối bán yêu này, một cái lân phiến thủ trảo khổng lồ từ trên lưng của nó bay ra, hướng Phong Phi Vân oanh kích xuống. Phong Phi Vân liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Oanh long long. Một đạo bạch sắc tinh mang không biết từ chỗ nào chém tới, ngang trời mà qua, giống như là một đạo cực quang trên bầu trời, hết sức chói mắt. Thánh linh khí tức. Vị hiền giả kia của Lân Chư Yêu tộc bị cỗ khí tức này dọa sợ hết hồn, vội vàng thu thủ trảo lại, quỳ rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, nói. Tạp tạp không biết tiền bối ở bên trong tá túc, đã đắc tội nhiều, mong rằng tiền bối bỏ qua cho tạp tạp một cái mạng chó. Ngươi không phải là một con heo sao? Một cái thanh âm hết sức già nua từ bên trong phủ đệ truyền ra, thanh âm này hết sức phiêu miểu, tê dàn đầy ý vị bí hiểm. Đúng, đúng, là mạng heo, là mạng heo. Vị hiền giả kia của Lân Chư Yêu tộc cả người đều đang run rẩy. Mao Ô Quy chổng mông lên ẩn giấu ở phía sau cổ tường, nhẹ nhàng làm bộ ho hai tiếng, lại nói. Quay đầu nhìn lại ba vạn năm, Vân Yên lướt qua vạn đạo trường không, tuổi tác của lão phu đã ca, khụ khụ. Đã không muốn lại tranh cường đấu thắng, tiểu bối trẻ tuổi các ngươi cũng đừng có lại đến quấy rầy lão phu rồi. Không dám, không dám. Vị hiền giả kia của Lân Chư Yêu tộc mặc dù tu vi cường đại, nhưng mà lại cũng bị một tia khí tức thánh linh kia hù sợ. Quay đầu một cái đã ba vạn năm, Vân Yên lướt qua vạn đạo trường không, đây là cảnh giới cao thâm bực nào. Đem những cường giả ở phía ngoài kia đều kinh sợ, cả đám đều do dự. Nếu như trong phủ đệ này thật sự có một tôn thánh linh, như vậy bọn họ lại xông vào, đó quả thực chính là đi tìm chết. Dĩ nhiên những cường giả này tất cả đều là người có tâm trí cao tuyệt, từ trong một chút dấu vết liền phán định ra vị cao nhân ở trong phủ đệ này tuyệt đối không phải là thánh linh. Mặc dù không phải là thánh linh, chỉ cần là người có một tia khí thức của thánh linh cũng khẳng định không phải là chuyện đùa, có đại lai lịch, không thể dễ dàng đắc tội. Phong Phi Vân đứng ở đại môn của phủ đệ. Tay cầm trường thương, tư thế oai hùng, cười nói. Thật là bội phục dũng khí của các ngươi, lại còn dám ở lại, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Phong Phi Vân tính toán muốn kiên cường đến cùng, chỉ có như vậy mới có thể đem những cường giả này đều dọa lùi, hoàn toàn tiêu trừ hậu hoạn. Nhưng mà dần dần Phong Phi Vân cảm giác không ổn, giống như sau lưng có một đôi ánh mắt u ám đang nhìn chằm chằm vào hắn, cột sống cũng muốn đông cứng rồi. Hơn nữa sắc mặt cường giả của yêu tộc cùng âm gian giới giờ phút này đều có chút khác thường, đều nhìn chằm chằm vào phía sau hắn, cả đám đều bắt đầu lùi về phía sau. Không nên chơi ta như vậy, bên trong tòa phủ đệ này thật sự sẽ không có cái gì bất tường đi. Giờ phút này Phong Phi Vân không dám xoay người, chỉ là tản mát thần thức ra, giống như là sau lưng mọc ra một đôi mắt nhìn về phía sau, cảm giác vị trí một thước phía sau có một đoàn âm khí, âm hàn đến thấu xương. Âm khí bao phủ một người, mặc thi bào giữa nát, đầy người đều là máu tươi, bộ ngực có một cái lỗ thủng lớn như miệng chén, cả người đều bị xuyên thấu, từ một đầu này có thể nhìn thấy một đầu kia của thân thể. Đây là đang thật sự chơi ta à? Phong Phi Vân cảm giác cổ họng của mình giống như là kết một tầng băng, lưng cũng đã đông thành băng côn, khó trách chút ít cường giả yêu tộc cùng âm gian giới kia đều đang không ngừng lùi về phía sau. Âm khí trên thi thể giữa nát này thật sự quá nặng. Rất là khiếp người, so với chút ít hiền giả kia của yêu tộc cùng âm gian giới thì phải dọa người hơn nhiều lắm, tuyệt đối không phải là hiền giả vũ hóa đệ nhất trọng có thể so sánh được. Ngươi không phải mới vừa công bố bên trong có một vị cao nhân tiền bối, ta làm sao cảm thấy vị cao nhân tiền bối này đã chết đi rất nhiều năm rồi. Trên mặt Phi Viện công chúa mỉm cười, da như ngưng tuyết, răng trắng noãn, thần vận như tiên linh. Cổ thi kia phát ra một tiếng tước tước. Trong miệng không ngừng thổ ra thi vụ đều muốn xông đến trên da đầu của Phong Phi Vân. Những cường giả kia từng người đều là nhân vật phi phàm, đều nhìn ra một chút đầu mối, cảm thấy trong chuyện này có kỳ quái, cho nên bọn họ cũng không rút đi, như cũ chờ ở cách đó không xa, muốn quan sát tình thế phát triển. Âm thi rất kinh khủng, mặt xanh nanh vàng, ở trong thời gian mấy vạn năm lại phát sinh ác biến,
đã không phải là bộ dáng trước kia. Phong Phi Vân cứng mặt cười cười nói. Mặc dù đã chết đi nhiều năm rồi, không như cũ còn là tiền bối cao nhân, các người bất kính với cao nhân sẽ dẫn tới đại họa. Những cường giả kia đều cười lạnh, biết mới vừa rồi Phong Phi Vân là đang lừa gạt, bây giờ nhìn tiểu tử này ứng đối với vị cổ thi kia như thế nào, sợ là sẽ bị ăn mất. Thiên giả lân chư yêu tộc tên là Tạp Tạp kia cười nhạo một tiếng, nói. Bán yêu không biết sống chết, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Phong Phi Vân cảm giác một cỗ hàn khí phía sau kia càng lúc càng thịnh, cả người đều muốn bị đông cứng rồi. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân vội vàng sử dụng đại diễn thuật suy tính, rất nhanh liền có kết luận, đây là xác của một tôn cổ thi đã chết mấy vạn năm trước, nhưng mà ở lúc cổ thi chết lại thi triển khôi lỗi thuật cường đại, đem thân thể của mình tế luyện thành khôi lỗi, muốn nghịch thiên trọng sinh, cùng thiên đồng thọ, vĩnh thế bất tử. Kết quả lại trở thành một con quái vật không chết không sống. Trên thực tế hắn cũng sớm đã chết rồi, trong thi thể khôi lỗi còn sót lại cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo ý niệm khôi lỗi, thân thể cũng đã tan nát. Chẳng lẽ khi còn sống hắn thật chính là vị cường giả Niếp Hải Thiên Kinh Địa Vĩ kia của Cửu Uyên Tiên Thành, đem đạo khôi lỗi thuật tu luyện tới cấp bậc đệ nhất nhân của đệ lục Trung ương Vương Triều. Thật có thể nói là bi thảm vô cùng, đem đạo khôi lỗi thuật tu luyện đến đỉnh, vốn muốn nghịch thiên trọng sinh. Kết quả trở thành khôi lỗi của mình. Nếu thật sự là như thế, Phong Phi Vân cảm giác mình có lẽ còn có sức liều mạng. Nếu ở thời điểm hắn chết đi đem chính mình tế luyện thành bất tử khôi lỗi, như vậy ta tu luyện đại khôi lỗi thuật có phải hay không cũng có thể khống chế thi thể của hắn. Phong Phi Vân đối với tu luyện đại khôi lỗi thuật còn rất nông cạn, cũng chỉ có thể thử một lần, có thể thành công hay không còn chưa biết được. Ngón tay của hắn niết động ấn quyết của khôi lỗi thuật. 10 đạo quang thoi từ đầu ngón tay của hắn bay ra, tựa như 10 cái tinh tuyến cực nhỏ xông vào trong thân thể của tôn cổ thi kia. Oanh! Cổ thi phát ra một tiếng trường khiếu, một cước đem cả một phiến đại địa này đạp vỡ, trên người lao ra lực lượng cuồn cuộn, thi thân nhảy ra hướng những cường giả kia của yêu tộc cùng âm gian giới trùng sát tới. Trời ạ, đây! Những cường giả kia đều bị kinh sợ, còn nghĩ đến tên bán yêu này lại có thể thao túng một tôn cổ thi. Chẳng lẽ tên bán yêu này cũng tu luyện khôi lỗi thuật cường đại sao? Oanh long long. Móng tay của cổ thi giống như là một thanh đao nhọn, dài ra 3 thước, thanh quang thánh thót, 5 ngón tay chảo tới kéo ra 5 đạo văn ngân kinh khủng. Vị hiền giả kia của lân chư yêu tộc cùng vị hiền giả của cự nghĩ yêu tộc đồng thời hóa thân thành bản thể, thân thể biến thành cao vài chục thước, tựa như hai tòa núi nhỏ, toàn thân đều là yêu khí cuồn cuộn, từng tầng giáp trụ dày cộm hợp lại trên thân thể bọn hắn. Một tên bán yêu hèn mọn, một cái lão thi đã chết đi nhiều lắm chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên hay sao? Thiên giả của lân chư yêu tộc gọi là Tạp Tạp kia toàn thân lân phiến đều dựng đứng lên, hóa thành từng phiến phi đao lớn cỡ bàn tay bay ra, muốn đem cổ thi cắt thành ngàn vạn mảnh. Ngao! Năng lượng uẩn dưỡng trong thân thể cổ thi hết sức to lớn, một trường phách tới đã đem tất cả phi đao đều tịch quyển trở về. Thi khí trong miệng phun ra hóa thành một đạo cột khói trùng kích lên trên người vị hiền giả của lân chư yêu tộc, trực tiếp đem nó bắn bay ra ngoài, giống như là một con heo chết rơi xuống bên ngoài trăm thước. Thời điểm đầu cổ thi này còn sống, tu vi tuyệt đối đáng sợ, lực lượng đến nay như cũ rất cường đại. Oanh! Móng tay của cổ thi từ lưng của vị hiền giả cự nghĩ yêu tộc kia đâm vào, đem khôi giáp thật dày ở trên lưng cự nghĩ đâm rách. Vị hiền giả kia của cự nghĩ yêu tộc nhất thời hóa thành nhân hình, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng tràn đầy máu tươi, trong mắt lại càng toát ra vẻ sợ hãi, nói. Tu vi của tôn cổ thi này thật là đáng sợ, mọi người liên thủ. Cường giả yêu tộc liên tục xuất thủ, có đánh ra linh khí, có thi triển thuật pháp nghịch thiên, toàn bộ đều hướng về một tôn cổ thi kiệu anh áp xuống. Hào! Cổ thi đem từng kiện linh khí đánh bay, từ trong vây giết lao ra. Một quyền oanh kích ở đỉnh đầu của hiền giả Tiêu Liêu yêu tộc, đem đầu của vị hiền giả này đánh nát, chia năm xẻ bảy, xé ra một cái lỗ máu khổng lồ. Vị hiền giả kia của Tiêu Liêu yêu tộc giống như một cỗ tử thi không đầu, hoảng sợ lui về phía sau, một mực thối lui ra bên ngoài trăm thước mới lần nữa ngưng tụ lực lượng khiến cho đầu tái sinh lại. Mặc dù nó một lần nữa ngưng tụ đỉnh đầu nhưng mà lại cũng khiến cho nguyên khí tổn thương nặng nề, sắc mặt tái nhợt như trang giấy. Tên bán yêu này làm sao lại mạnh như vậy, lại có thể điều động một tôn cổ thi cường đại như thế, hắn rốt cuộc là tu luyện thần thông gì? Vị hiền giả này của Tiêu Liêu yêu tộc ánh mắt âm trầm, hướng Phong Phi Vân giết tới,
một cái lông chim xuất hiện ở trong tay của hắn, hóa thành một thanh chiến kiếm hướng trái tim của Phong Phi Vân đâm vào. Đi chết đi! Ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, tử khí đằng đằng. Oanh long long! Tôn cổ thi kia từ trên trời hạ xuống, một đôi tay, 10 cái móng tay tựa như 10 thanh thiên đao xoay tròn mà xuống, trực tiếp đem vị hiền giả của Tiêu Liêu yêu tộc rảo sát thành 10 đoạn, hóa thành từng khối yêu thi máu chảy đầm đìa. Một vị hiền giả của yêu tộc cứ như vậy vẫn lạc. Thi thể yêu tộc cấp bậc vũ hóa, đây nhưng là đồ tốt ha. Một khối, gạch từ trong phủ đệ lăn ra, đem từng khối yêu thi huyết khí khổng lồ lấy đi. Một viên gạch này mọc ra hai cái chân tuyết trắng, chạy rất nhanh trên mặt đất, đem mỗi một giọt vũ hóa huyết dịch đều thu vào trong bình. Giờ phút này Phong Phi Vân đang toàn lực thúc giục đại khôi lỗi thuật, nhưng mà cũng biết con hàng này nhất định là Mao Ô Quy, nó sợ bị cường giả của yêu tộc nhận ra cho nên mới lấy một khối gạch đặt ở trên đầu. Những cường giả kia đều nhìn ra là Phong Phi Vân đang khống chế cỗ cổ thi này, một khi đem Phong Phi Vân chém giết, như vậy cổ thi tự nhiên cũng là tự sụp đổ. Các ngươi ngăn chặn cỗ cổ thi này, ta đi giết hắn. Phi viện công chúa thân như một phiến cánh hoa màu trắng, hướng Phong Phi Vân tật tốc bay đến, trong tay mang theo một thanh chiến kiếm hướng đỉnh đầu của Phong Phi Vân phách xuống. Nhiên đăng cổ liên. Trong thân thể của Phong Phi Vân lao ra vô tận Phật khí, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một tòa cổ liên, hình dạng giống như là một tòa cổ đăng, tản mát ra thần mang chói mắt. Đây là một trong 9 loại Phật hiệu thần thông ở bức Phật đồ thứ 3 của Kim Tàm Kinh ngưng tụ ra. Oanh! Chiến kiếm bị nhiên đăng cổ liên ngăn cản, bắn ra vô tận Phật quang, từng đạo kim sắc quang hoa ở giữa thân thể hai người bay ra. Không nghĩ đến bán yêu như ngươi lại có thể tu luyện tới tình cảnh này, sớm biết thế nên ở trên chiến trường vạn tộc giết ngươi. Hai tròng mắt của phi viện công chúa tinh khiết, nhưng mà sát cơ uẩn dưỡng trên người lại vô cùng cuồn cuộn, chấn động thiên tiêu. Hai tay của Phong Phi Vân không ngừng kết ấn, thi triển đại khôi lỗi thuật, đem cổ thi triệu hồi, đồng thời lại muốn phân ra một tia tâm thần đến điều khiển nhiên đăng cổ liên, như cũ nặn ra một nụ cười, nói. Công chúa điện hạ, không cần phải kích động như vậy, sớm muộn có một ngày ta sẽ mạnh hơn ngươi. Vậy sao, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó. Chiến kiếm trầm xuống, lực lượng biến thành càng thêm cường đại. Ca sát, nhiên đăng cổ liên nứt ra một đạo khe hở. Sắp bị chiến kiếm chém phá. Thình thịch, cổ liên hoàn toàn bị chém phá, chiến kiếm hướng đỉnh đầu của Phong Phi Vân áp xuống. Oanh, một cỗ thi khí khổng lồ lao trở về, một quyền oanh kích ở trên cánh tay của phi viện công chúa, trực tiếp đem chiến kiếm trong tay nàng đánh bay ra ngoài, có thể rõ ràng nghe được thanh âm xương tay bị gãy rời. Phong Phi Vân thở ra một hơi thật dài, cuối cùng là ngăn cản được. Đừng mong đả thương công chúa điện hạ. Trong miệng vị hiền giả của Bạch Chu yêu tộc thổ ra một đạo chu ti, tựa như một khỏa bạch sắc lưu tinh xuyên qua bầu trời đêm, hướng cổ thi oanh kích tới. Một tay của cổ thi bắt lấy chu ti, chợt kéo một cái, sắc mặt của vị hiền giả Bạch Chu yêu tộc kia nhất thời biến đổi, cả người đều hướng cổ thi bay tới. Lúc hắn muốn chặt đứt chu ti để chạy trốn, thân thể của hắn đã bị cổ thi nắm trong tay. Diện mục của cổ thi dữ tợn, trên người thi vân cuồn cuộn. Ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào vị hiền giả này. Không nên. Cánh tay của phi viện công cháu đều bị đánh gãy, thối lui đến nơi xa, lấy yêu nguyên một lần nữa nối xương. Ba tức, ở trong tiếng kêu thảm của vị hiền giả Bạch Chu yêu tộc kia, cổ thi đem thân thể của hắn ăn tươi, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, ngay cả một đầu ngón tay đều không dư lại. Đây là một màn dị thường dữ tợn đẻ cho trong lòng rất nhiều người đều lạnh run. Một vị hiền giả cấp bậc vũ hóa đệ nhất trọng cứ như vậy bị ăn mất. Trong miệng giữa nát của cổ thi tràn đầy máu tươi, trên người quang hoa rực rỡ, thi khí đằng đằng, trở nên càng thêm dữ tợn và cường đại. Ngao! Một tiếng trường khiếu tràn đầy thí sát chi khí, chấn động một phiến cổ thành. Những cường giả kia đều bị chấn nhiếp, phát hiện cỗ cổ thi này càng thêm cường đại rồi. Trong lòng Phong Phi Vân cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến Niếp Hải gia hỏa kia cư nhiên đem đạo khôi lỗi thuật tu luyện đến cảnh giới như thế, đã có thể khiến cho khôi lỗi thông qua thôn phệ tu sĩ khác mà tự động tăng lên cảnh giới, đây đã là một loại cảnh giới tương đối cao. Ở trong khôi lỗi sư được gọi là nhất nguyên sinh mệnh thể. Trong đại khôi lỗi thuật đem sinh mệnh xưng là thập nhị nguyên thể, chỉ cần để cho khôi lỗi đạt tới thập nhị nguyên sinh mệnh thể liền tính là vị khôi lỗi sư này có năng lực sáng tạo ra sinh mệnh mới. Có thể sáng tạo ra sinh mệnh cùng thế giới.
đây là cảnh giới tối cao trong đại khôi lỗi thuật, từ trước đến giờ còn chưa có người nào đạt tới cảnh giới này. Khôi lỗi sư có thể tế luyện ra nhất nguyên sinh mệnh thể cũng đã ít ỏi, mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhất nguyên nhưng ý nghĩa đại biểu cho nó lại không phải là đơn giản, bởi vì nhất nguyên sinh mệnh thể có thể thông qua cắn nuốt linh thạch, linh tài, linh khí hoặc sinh vật linh tính khác tăng lên cảnh giới tự thân, khiến cho khôi lỗi trở nên càng lúc càng cường đại. Điểm này không phải là khôi lỗi sư khác có thể làm được, cũng là cảnh giới mà khôi lỗi sư đều muốn đạt tới. Niếp Hải đã đạt tới cảnh giới kia rồi, ở trước khi chết hắn đem chính mình tế luyện thành khôi lỗi, hơn nữa trở thành nhất nguyên sinh mệnh thể, chỉ tiếc cái này cũng không thể khiến cho hắn trọng sinh được, chỉ là biến thành một loại sinh vật ác biến không phải thi thể cũng không phải là khôi lỗi. Lực lượng của cổ thi trở nên càng cường đại hơn, đồng thời cũng để cho Phong Phi Vân có nhiều lòng tin hơn. Phong Phi Vân kéo dài thanh âm, nói. Ai muốn đánh một trận cứ việc phóng ngựa qua đây. Hiền giả của Tiêu Liêu yêu tộc cùng Bạch Chu yêu tộc đều đã vẫn lạc, vết máu trên mặt đất còn chưa thấm hết vào đất. Chuyện này nếu như ở trong những nhân loại đại vực kia, có hiền giả vẫn lạc sẽ trở thành đại sự hạng nhất của tu tiên giới, sẽ khiến cho sóng to gió lớn, ảnh hưởng đến thăng bằng thế lực của một vực. Một cái bán yêu tiểu bối mà thôi, người thật đúng tự cho là thao túng một tôn cổ thi thì có thể trấn trụ chúng ta sao? Ba vị hiền giả của âm gian giới đều khoác áo choàng màu đen, trong thân thể có lực lượng của thú hồn đang gầm thét, ba người liên thủ triệu hồi ra một kiện thập nhất phẩm linh khí, hình dáng giống như một cái giếng hình chữ nhật, bên trong không ngừng dũng động huyết sắc quang hoa, toàn thân đều là quang mang kim loại, cao gần 60 trượng, xoay tròn trên bầu trời, phát ra tiếng xé gió chói tai, sau đó oanh áp xuống. Đây là một kích liên thủ của ba vị vũ hóa hiền giả. Đem uy năng của thập nhất phẩm linh khí hoàn toàn điều động, bao trùm một phiến thành vực rất lớn này, hắc bào trên người cũng tung bay lên. Một tôn cổ thi kia trực tiếp trùng sát mà lên, trong lòng bàn tay tràn đầy thi vụ, từng phiến hắc khí ở trên người du tẩu, lực hủ thực cực mạnh. Oanh long long, quyền đầu của cổ thi cùng với một cái miệng giếng kia va chạm vào nhau, phát ra thanh âm thiên băng địa liệt, thân thể của ba vị hiền giả âm gian giới đều là chấn động kịch liệt, đột nhiên lui về phía sau. Oanh! Cổ thi khí thế lăng nhân, trong miệng phát ra tiếng cười cạc cạc, giống như là âm hồn đang nói minh ngữ. Ba vị hiền giả của âm gian giới đều bị đánh cho không ngừng lùi về phía sau, thập nhất phẩm linh khí mà bọn họ tế ra cũng đang không ngừng run rẩy, cả đại địa đều đang chấn động. Phốc! Rốt cục có một vị hắc bào lão giả không chịu nổi cỗ lực lượng kia, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, áo choàng màu đen trên người nổ tung, lộ ra một khuôn mặt già nua. Ngay sau đó hai vị hắc bào lão giả khác cũng đều không ngừng ho ra máu, hắc bào trên người không chịu nổi cỗ lực lượng kia mà nổ tung ra, giống như là từng con bướm màu đen đang bay múa chung quanh. Trong mắt Phong Phi Vân đều là quang mang thị sát, nói. Đi chết đi. Một cỗ cổ thi kia ở dưới điều động của hắn, thân thể chợt xông về phía trước đụng tới, đem một vị lão giả của âm gian giới đánh bay, sau đó một cước đem lão dẫm ở dưới chân. Thình thịch, thình thịch. Một vị lão giả kia của âm gian giới rất là kinh hoàng, không ngừng đánh ra thần thông oanh vào trong thân thể của cổ thi, đem thân thể của cổ thi đánh cho tan nát, muốn từ dưới chân của cổ thi chạy ra. Lửa giận của cổ thi đều kích phát ra, trực tiếp đem đầu của vị lão giả này chém xuống, sau đó đem một cái đầu người này nuốt vào trong bụng, óc cũng bị nhai nát bấy. Bùm bùm cách cách, có vô số năng lượng ở trong thân thể của cổ thi đang bộc phát ra. Đem thân thể vừa mới tổn hại của nó đều chữa trị đầy đủ, hơn nữa lại trở nên mạnh mẽ một phần. Cổ thi lộ ra vẻ hết sức dữ tợn, ánh mắt xanh thẳm, đem thân thể của vị hiền giả âm gian giới kia toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, vô số lực lượng ở trong thân thể của nó xuyên hành, cơ hồ muốn đem thân thể của nó đều bạo liệt ra. Oanh long long, trong huyết nhục của mỗi một vị vũ hóa hiền giả đều hàm chứa năng lượng vô cùng nồng đậm, có thể so với một tòa bảo khố. Năng lượng trong một giọt máu cũng có thể đem một vị chân nhân niết bàn đệ nhất trọng áp chết. Một cỗ cổ thi này cũng nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đem thân thể của hai vũ hóa hiền giả nuốt vào trong bụng, nếu để cho nó lại ăn một cỗ thân thể của vũ hóa hiền giả nữa, khẳng định sẽ không cách nào tiếp nhận nổi cỗ lực lượng đó, sẽ đem thân thể của nó nổ tung. Hai vị hiền giả của âm gian giới còn dư lại đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cổ thi này cũng thật là đáng sợ, liên tiếp nuốt hai vị vũ hóa hiền giả. Cái này nếu như truyền đi nhất định sẽ tạo thành chấn động khổng lồ. Sắc mặt của Phi Viện công chúa cũng không dễ nhìn, nói. Phong Phi Vân,
ngươi không phải là muốn đối phó với Thủy Nguyệt Thánh Nữ sao, vì sao lai lâm trận thay đổi? Lúc này Phi Viện công chúa rốt cuộc cảm thấy Phong Phi Vân có tư cách nói chuyện với nàng, trước đây ở trong mắt của nàng, bán yêu này ngay cả tư cách nói chuyện với nàng đều không có. Phong Phi Vân cười cười, nói. Nam nhân là sẽ vì nữ nhân mà thay đổi. Ngươi thích Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Phi Viện công chúa nói. Vì sao không thể? Phong Phi Vân lại là cười cười. Rất nhiều cường giả ở tại chỗ đều là cười lên, nói. Một tên bán yêu đáng thương, chỉ bằng thân phận hèn mọn như vậy của ngươi thế nhưng cũng muốn theo đuổi Thủy Nguyệt Thánh Nữ, cũng không nghĩ xem mình rốt cuộc là có thân phận gì. Phi Viện công chúa khẽ cười, nói. Thủy Nguyệt Thánh Nữ là sẽ không coi trọng một tên bán yêu, ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, còn không bằng hợp tác với bản công chúa, bắt giữ Thủy Nguyệt Thánh Nữ, sau khi chuyện thành công, ta giúp ngươi phế bỏ tu vi của Thủy Nguyệt Thánh Nữ, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ là người của ngươi. Ha ha, đến lúc đó ta cũng nhận được Thủy Nguyệt Thánh Nữ, các ngươi lấy được thiên nhai thước vào tay, thật đúng là vẹn toàn đôi bên. Phong Phi Vân cười cười, sắc mặt nhưng là trở nên nghiêm túc, nói. Chỉ tiếc ta là muốn lấy được trái tim của thánh nữ, mà không chỉ là thân thể của nàng, cho dù không thể nhận được trái tim của nàng, có thể thấy nàng bình yên vô sự, vậy là đủ rồi. Có quỷ mới tin lời này. Mao Ô Quy nấp ở bên trong một khối gạch, lộ ra cái đuôi màu trắng ở bên ngoài. Sắc mặt của Phi Viện công chúa trở nên có chút lạnh lùng, nói. Ngươi chẳng lẽ vì Thủy Nguyệt công chúa, ngay cả tính mạng của Tuyết Lang cùng Diêu Cát đều không để ý nữa? Các nàng hiện tại nhưng là ở trong tay của ta. Trong lòng Phong Phi Vân tự nhiên cũng có lo lắng, nhưng mà lúc này lại không phải là thời điểm thỏa hiệp, một khi thỏa hiệp liền xong toàn bộ. Vậy thì xem ngươi hôm nay có đi được hay không? Ngón tay của Phong Phi Vân kết ấn, điều động cổ thi đuổi giết về phía Phi Viện công chúa. Phi Viện công chúa chân đạp thân pháp, thân thể thật tốc lùi về phía sau, trong miệng phun ra một viên hạt châu màu trắng, hiện ra trong lòng bàn tay. Có vô số văn lộ di chuyển ở trên hạt châu, bộc phát ra một cỗ huy hoàng đại khí, tựa như cửu thiên tinh thần nắm ở trong tay của nàng. Thánh tổ chi quang, tinh hồn bất diệt. Trên hạt châu màu trắng bộc phát ra một cỗ quang mang chói mắt, đâm đến ánh mắt của người khác đều không mở ra được. Một đạo thánh hồn chi lực tựa như một đạo bạch sắc chớp động, mang theo lực lượng không gì không phá nổi hướng cổ thi chém tới. Phốc, thân thể của cổ thi bị chém thành hai khúc. Đầu trực tiếp bay ra ngoài, nửa người dưới cũng ngã trên mặt đất, thi khí trên thân thể bị lực lượng của thánh hồn tinh lọc hơn phân nửa. Vì một cái bán yêu thế nhưng lãng phí một đạo thánh hồn chi lực, thật là không đáng giá. Phi Viện công chúa nâng lên hạt châu màu trắng, ngọc thể nở nang, tóc trắng bồng bềnh, trong mỹ mâu mang theo vài phần thần sắc mỉa mai. Cổ thi đã diệt, tiếp đó liền dễ làm rồi. Ánh mắt của những cường giả kia đều rất bất thiện, lạnh lùng bức nhân. Tâm tư của Phong Phi Vân bình tĩnh, chắp tay trước ngực, lần nữa niết động ấn quyết, nói. Đại khôi lỗi thuật, khôi lỗi tái sinh. Oanh! Thân thể của cổ thi kia bị thánh hòn chặt thành hai khúc đồng thời từ trên mặt đất bay lên, sau đó trùng tân tổ hợp, chỗ bị cắt đứt không ngừng ngưng hợp, một cỗ thi khí từ trong huyết nhục lần nữa bộc phát ra. Hào! Cổ thi trường khiếu một tiếng, trong miệng phun ra một phiến thi vụ, đôi mắt trở nên càng thêm xanh lè. May mắn là mới vừa rồi cổ thi thôn vệ hai vị vũ hóa tiên hiền, năng lượng trong thân thể sung túc, lúc này mới có thể lần nữa trọng sinh, bằng không cho dù Phong Phi Vân có nắm giữ đại khôi lỗi thuật chỉ sợ cũng không thể khiến cho khôi lỗi trọng sinh sau khi bị thánh hồn chém đứt. Sắc mặt của những cường giả kia đều biến đổi, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Tại sao có thể như vậy? Đặc biệt là Phi Viện công chúa, lần nữa tế ra hạt châu màu trắng. Nhưng mà còn chưa đợi cho nàng triệu hồi ra lực lượng của thánh hồn, hạt châu màu trắng đã bị cổ thi đoạt lấy, sau đó một chưởng đem nàng đánh bay, ở trên vai trái của nàng đánh ra một cái huyết thủ ấn. Xương cốt trong thân thể Phi Viện công chúa không biết bị cắt đứt bao nhiêu cái, nửa người đều chết lặng, nằm ở trên mặt đất không dám nhúc nhích, đang toàn lực chống cự thi khí xâm nhập thân thể. Những vũ hóa hiền giả của yêu tộc cùng âm gian giới kia đều rối rít chạy trốn, bị lực lượng của cổ thi khiến cho khiếp sợ. Sự cường đại của cổ thi này đã không phải là bọn họ có thể chống cự. Muốn chạy trốn sao, không dễ dàng như vậy. Cổ thi hướng về phía chút ít cường giả kia truy sát tới, trong cổ thành phát ra thanh âm chiến đấu kinh thiên động địa, không biết có bao nhiêu kiến trúc cổ bị sụp xuống, lại có từng tòa cổ thành vực huyền phù bị oanh vỡ,
sau đó từ trên bầu trời rơi xuống. Cuối cùng lại có ba tôn vũ hóa hiền giả bị oanh chết, chỉ có mấy người là chạy trốn được. Mao Ô Quy nhanh tay nhanh mắt, đi đến đem ba bộ vũ hóa hài cốt máu chảy đầm đìa đều cõng về, hai cỗ trong đó chính là hai vị hiền giả của âm gian giới, còn có một vị hiền giả tạp tạp của lân chư yêu tộc, tạp tạp bị chết rất thảm, ngay cả đầu heo đều bị chém xuống. May là bốn vị hiền giả của âm gian giới đều chết rồi. Phong Phi Vân không muốn để cho quá nhiều người biết hiện tại hắn có thực lực đánh chết vũ hóa hiền giả, một khi để cho người của âm gian giới biết được khẳng định sẽ phái ra nhân vật càng cường đại hơn đến đối phó hắn, đến lúc đó hắn liền không nhất định có thể ứng phó được. Nếu bốn vị hiền giả của âm gian giới đều vẫn lạc, cũng sẽ không lại xuất hiện tình huống như thế. Lần này cường giả của yêu tộc vẫn lạc không ít, tổn thất thảm trọng. Hiền giả của hổ lang yêu tộc cùng âm phong yêu tộc bị hiên viên nhất nhất phế bỏ. Hiền giả của Bạch Chu yêu tộc, hiền giả của Tiêu Liêu yêu tộc, hiền giả của Lân Chư yêu tộc đều bị đánh chết, có thể nói tổn thất 5 vị đại yêu cấp bậc lãnh chủ, chỉ có 6 đại yêu chạy trốn. Phong Phi Vân thu hồi đại khôi lỗi thuật, cũng mệt mỏi không thôi, linh khí trong thân thể tiêu hao hơn phân nửa, nhưng mà lúc này hắn vẫn không thể dừng lại, từ trong cổ thi đem một viên hạt châu màu trắng nhận lấy. Viên hạt châu màu trắng này là đoạt được từ trong tay của Phi Viện công chúa. Lực lượng mà trong viên hạt châu này dựng dục là thánh hồn, hơn nữa tự thân nó cũng là một kiện bảo vật vô giá, chất liệu hết sức đặc thù, ngay cả Phong Phi Vân cũng không nhìn ra là dùng cái gì làm thành. Phong Phi Vân nắm hạt châu màu trắng, đi tới trước người Phi Viện công chúa, chậm rãi ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn xuống gương mặt khuynh thành của nàng, cười nói. Công chúa điện hạ, ta đã nói ngươi đi không được. Dừng một chút, lại nói. Cảm giác như thế nào? Có muốn ta đỡ ngươi lên hay không? Phi Viện công chúa nằm trên mặt đất, thân thể mềm mại tinh tế, dung nhan thanh mỹ, tóc dài màu trắng rơi xuống giống như thác đổ xuống, mỹ mâu nhẹ nhàng chớp động, lộ ra vẻ trong suốt, tựa như là hai khỏa hổ phách. Cho dù là bị trọng thương, như cũng không có nửa phần cảm giác xa chân, tựa như tiên tử rơi xuống phàm trần. Lông mi của Phi Viện công chúa rất dài, mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân một chút, nói. Đó cũng không phải là do ngươi, vạn kiếp bất tử. Trong thân thể nàng xông ra một cỗ lực lượng khổng lồ, trên da thịt hiện ra bạch quang, thân thể bay lên. Xương cốt vốn là bị cổ thi đánh gãy tự động nối lại với nhau, vạn kiếp bất tử công ở trong thân thể của nàng tật tốc vận chuyển, trong mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng khiến cho lòng người run sợ. Phong Phi Vân cười mỉa mai, năm tòa đại vực trong thân thể toàn bộ vận chuyển, vạn thú chiến vực, kim tàm Phật vực, phượng hoàng hỏa thần vực. Đại diễn vực, thánh vực, tất cả lực lượng đều tụ tập lại trên cánh tay của hắn, bộc phát ra cự lực huy hoàng. Oanh! Phong Phi Vân đánh xuống một trường, oanh kích ở trên eo của Phi Viện công chúa, còn chưa đợi nàng bay lên liền trực tiếp đem nàng lần nữa đánh trở về mặt đất, thân thể mềm mại hung hăng nện vào trong lòng đất, lực lượng của vạn kiếp bất tử công cũng bị đánh tan, thân thể lại khó nhúc nhích chút nào. Làm sao lại mạnh như vậy? Thanh âm của Phi Viện công chúa rất là suy yếu, không tin vạn kiếp bất tử công cư nhiên không chịu nổi một kích như vậy, lại bị một tên bán yêu đánh bại. Phong Phi Vân vỗ vỗ thủ trưởng, cười nói. Vạn kiếp bất tử công quả nhiên lợi hại, bị một kích toàn lực của ta đánh xuống cũng không chết, thân thể của công chúa điện hạ thật làm cho người ta hâm mộ a. Phong Phi Vân đem thân thể của Phi Viện công chúa từ trong bùn đất kéo ra, sau đó ôm vào trong ngực, lần nữa đi vào trong phủ đệ. Chỉ cần đem Phi Viện công chúa nắm giữ trong tay, như vậy cũng là không sợ hãi những người của Bạch Chu yêu tộc bất lợi đối với Tuyết Lang cùng Diêu Cát. Đánh xong một trận này, chút ít cường giả kia của yêu tộc liền lại không đến nữa rồi. Hai ngày sau, hiền viên nhất nhất tu luyện thánh tính áo nghĩa thiên đại thừa, thương thế trong thân thể cũng hoàn toàn khôi phục, tu vi còn nâng cao một bước, trong ngọc thể tựa hồ ngưng tụ ra một viên tiên tâm, khiến cho người ta càng nhìn không thấu. Nàng linh hoạt kỳ ảo đến không nhiễm một hạt bụi, cổ kiếm trên lưng tự động bay ra ngoài, hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, tựa như tình cảnh vạn kiếm quy tông. Từng cái kiếm ảnh đều ẩn chứa một loại thánh tính, vạn thiên thánh tính tụ tập thành đạo của nàng. Sang! Cổ kiếm vào vỏ. Nàng đứng thẳng, lịch sự tao nhã, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tới một phương hướng khác, chân mày khẽ cau lại nói. Người đem Phi Viện công chúa cột vào trên thạch nhân khôi lỗi làm gì? Phong Phi Vân ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, tu luyện đại khôi lỗi thuật,
ở lúc Hiên Viên Nhất Nhất tu luyện thánh tính đại thừa, hắn cũng đã tỉnh lại. Tu vi của phi viện công chúa sớm bị phong ấn chặt chẽ, trên thân thể mảnh mai có ba cái thiết liên thô to như cánh tay trói lại, trói quanh đường cong yểu điệu của nàng. Lưng ngọc của nàng dựa vào một tôn thạch nhân khôi lỗi tay cầm chiến kiếm, kiếm trong tay của tôn thạch nhân khôi lỗi này liền chỉ vào đầu nàng, chỉ cần nàng dám động một chút, chiến kiếm sẽ chém xuống. Phong Phi Vân cười nói, tu vi của công chúa điện hạ quá cao, hơn nữa lại quá thông minh, chỉ có như vậy mới có thể phòng ngừa nàng chạy trốn. Phi viện công chúa lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, không ngừng nghiến răng, yêu khí trên người tràn ra từng tia, rất muốn đem Phong Phi Vân ăn tươi nuốt sống. Tên bán yêu này thật sự quá ghê tởm, quả thực so sánh với Thủy Nguyệt Thánh Nữ còn đáng hận hơn. Phi viện công chúa phát ra ý nguyện, một khi thoát khốn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tên bán yêu này bầm thây vạn đoạn. Hiên Viên Nhất Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy Phong Phi Vân có chút quá hổ nháo, dù sao cũng là công chúa của một tộc, tuy bại nhưng không được làm nhục. Nàng giúp phi viện công chúa đem thiết liên trên người tháo xuống, nói. Nàng chính là công chúa của Bạch Chu yêu tộc, cho dù chiến bại cũng không phải chịu nhục. Sau khi phi viện công chúa thoát khốn, liền trực tiếp hướng Phong Phi Vân nhào tới, móng tay tựa như móng vuốt vô cùng sắc bén, trong mỹ mâu sát quang lấp lánh, tựa như biến thành một con mẫu chi chu hung tàn. Phong Phi Vân điểm ra một chỉ Phật quang, đem thân thể của nàng định trụ lại, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói. Đã thấy chưa, đây chính là kết quả sau khi thả nàng ra, ta nói cho ngươi, tính tình của vị công chúa điện hạ này quá hư đốn, thật không dễ sống chung. Phi viện công chúa nghe được lời này của Phong Phi Vân liền càng thêm phát điên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.